Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 1561, trời sinh khắc tinh. Âm, âm, âm. Chính lúc ngũ đông nguyên nhận thức là tất cả đều trưởng khống khi hắn tay thời điểm, hắn cửa phòng đột nhiên bị gõ. Cảnh này khiến ngũ đông nguyên không khỏi nhíu nhíu mày, miệng nói nói, đi vào. Kẹt kẹt, một tiếng, cửa bị đẩy ra rồi, một tên chấp pháp đường đệ tử vội vã đi vào tại diệp thần phong hóa giải xích viêm tông tông chủ triệu lãnh phong trong cơ thể độc tố lần sau tàng quang viễn cùng tiền vinh an mấy người cũng chia xong diệp thần phong luyện chế đan dược sau tàng quang viễn cùng tiền vinh an lại một lần nữa dặn dò trịnh mai đi thông báo tất cả nội môn trưởng lão đến đại điện tập hợp hai cái này lão đầu yếu tra rõ triệu lãnh phong độc sự tình rồi bây giờ xích viêm tông phần lớn đệ tử đều biết tông chủ triệu lãnh phong độc sự tình rồi tên kia chấp pháp đường đệ tử lại đi tiến gian phòng sau hắn lập tức cung kính nói, trưởng lão, vừa vặn trịnh mai thông chi tới, hai vị lão tổ để tất cả nội môn trưởng lão đi đại điện tập hợp. Nghe vậy, ngũ đông nguyên hơi sững sờ, tiếp lấy, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười, hắn vi vi tự nói, không nghĩ tới nhanh như vậy. Này tôi lôi toi mạng tán power vượt quá dự liệu của ta. Này ngũ đông nguyên cho rằng triệu lãnh phong là chết, ngồi ở ngũ đông nguyên bên cạnh ngũ nam, trên mặt hắn cũng trong giây lát lộ ra một vệt nụ cười, về phần nằm ở một bên ngũ lập, hắn não không ngừng hiện ra Diệp Thần Phong dáng dấp, là Diệp Thần Phong khiến hắn biến thành một kẻ tàn phế, hắn yếu đem chính mình thừa nhận thống khổ, tại Diệp Thần Phong thân hơn trăm lần, nghìn lần đòi lại. Nhưng này ngũ lập thật sự làm đến được sao? Ngũ Đông Nguyên ngược lại cũng không thể biểu hiện quá vui sướng rồi, dù sao hắn vẫn không có trưởng khống xích viêm tông hiệp trợ hắn những tông môn khác người cũng còn chưa có tới, hắn nhẫn nại tính tình, hắn biết rõ còn hỏi nói, trịnh mai có hay không nói là chuyện gì. Tên kia chấp pháp đường đệ tử, hắn hồi đáp trịnh mai cũng không có nói quá nhiều, bất quá, thật giống tông chủ trong cơ thể độc tố hoàn toàn bị thanh trừ, tông chủ hoàn toàn khôi phục lại. Ngũ Đông Nguyên nhất thời chưa kịp phản ứng, trong lòng của hắn cực kỳ vui sướng đọc đầu, nói ra thực sự là đáng tiếc, thực sự là... Ngũ Đông Nguyên cho rằng trước mặt tên này chấp pháp đường đệ tử nhất định sẽ nói ra triệu lãnh phong tin qua đời. Cho nên hắn không có cẩn thận nghe này vị đệ tử trả lời, đợi đến hắn tỉnh hồn lại thời điểm, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, hắn lớn tiếng hỏi, người nói cái gì? Tên kia chấp pháp đường đệ tử bị dọa đến lui về phía sau hai bước, hắn tại trì hoãn thở ra một hơi sau, hắn mới lần nữa mở miệng nói, trưởng lão nghe nói tông chủ trong cơ thể độc tố toàn bộ được thanh trừ hiện tại tông chủ cũng đã triệt để khôi phục lại lần nữa rõ ràng nghe được trước mặt này vị đệ tử trả lời ngũ đông nguyên được tay áo che đậy kín hai bàn tay trong nháy mắt nắm thành quyền đầu hắn đối lên trước mặt tên đệ tử này nói ra ngươi đi ra ngoài trước đi đợi đến tên này chấp pháp đường đệ tử lùi sau khi đi ra ngoài ngũ đông nguyên lửa giận là hoàn toàn bạo phát ra trong cơ thể hắn luân hồi cảnh nhất trọng thiên kỳ thật khí thế tuôn ra, hắn một trưởng trực tiếp vỗ vào bên cạnh trên bàn. Ầm. Um, một tiếng vang trầm thấp, chỉnh cái bàn ở trên không khí trong nháy mắt biến thành bột phấn. Ngũ Đông Nguyên khí gần xanh trên trán nổi lên, hắn vì ngày hôm nay đã đợi có dòng giã thời gian 10 năm rồi, nhưng quay đầu lại một đạo khó khăn nhất thiết đồ muốn biến thành vân yên sao? Ngồi trên ghế dựa ngũ nam, hắn được da da của mình sợ đến run lên một cái bây giờ tông chủ triệu lãnh phong không có chết. Như vậy ngũ nam biết mình ra ra kế hoạch phải dẹp, hắn vội vàng hoang mang mà hỏi, ra ra, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nằm ở một bên không cách nào nhúc nhích ngũ lập, cả người hắn lần nữa trở nên hai mắt vô thần rồi. Ngũ Đông Nguyên biết chắc là Diệp Thần Phong cứu triệu lãnh phong, thế nhưng Diệp Thần Phong làm sao có khả năng mở ra tôi lôi toi mạng tán. Vị kia điều chế loại kịch độc này người cũng đã có nói, tại toàn bộ địa huyền giới không ai có thể mở ra tôi lôi toi mạng tán. Ngũ đông nguyên trên mờ u bàn tay bạo khởi từng cái từng cái tráng kiện gân xanh, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm đã đến cực độc. này Diệp Thần Phong vừa mới đến xích viêm tông một ngày thời gian cũng chưa tới. Diệp Thần Phong đầu tiên đem ngũ đông nguyên đại tôn tử ngũ lập cho đánh thành tàn phế. Bây giờ Diệp Thần Phong lại phá hư hắn đã chờ dòng dã 10 năm cái kế hoạch này, này làm cho ngũ đông nguyên cực kỳ không cam lòng, trong cổ họng hắn thanh âm sát khí trồng chất, kế hoạch của ta lại bị một cái thần niệm cảnh tiểu tử làm hỏng. Chẳng lẽ hắn là ta trời xanh khắc tinh sao? Ngược lại, ngũ đông nguyên lại tự nhủ, không được, ta tuyệt đối không thể từ bỏ, ta nhất định phải làm cho xích viêm tông trưởng khống tại trong tay ta. Sát theo đó, ngũ đông nguyên một tay cầm lấy ngũ nam, một tay cầm lấy ngũ lập, thân ảnh của hắn trực tiếp lướt ra ngoài gian phòng, bọn hắn hiện tại nhất định muốn lập tức rời đi xích viêm tông, ngũ lập cùng ngũ nam cha mẹ của đã sớm đã qua đời, cho nên ngũ đông nguyên tại xích viêm tông cũng chỉ có ngũ lập cùng ngũ nam hai cái này người thân. Ngũ đông nguyên mang theo ngũ lập cùng ngũ nam một đường bay nhanh, chung quanh xích viêm tông đệ tử cũng không dám ngăn cản chấp pháp đường trưởng lão. Rất nhanh, ngũ đông nguyên liền mang theo ngũ lập cùng ngũ nam đi tới rời đi xích viêm tông cái kia quanh co khúc khuỷu trên đường nhỏ. Tại ba người bọn họ đi tới cuối con đường nhỏ sau, một bước to lớn vách núi chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Núi này vách tường cũng là một cái trận pháp, chỉ có xích viêm tông nội môn trưởng lão ngọc bài mới có thể mở ra. Ngũ Đông Nguyên từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bài, hắn đột nhiên đem trong cơ thể linh khí truyền vào ngọc bài. Ngọc bài trong nháy mắt ánh sáng tăng mạnh, tại ánh sáng đem vách núi bao phủ lại sau. Chỉ là một cái chớp mắt thời gian, vách núi liền hoàn toàn biến mất rồi, Ngũ Đông Nguyên mang theo hai cái cháu trai đi ra ngoài. Thế nhưng yếu chân chính rời đi xích viêm tông, chả muốn thông qua một cánh rừng, mà vùng rừng rậm này lại bố trí mê vân trận. Ngũ Đông Nguyên nhìn xem phía trước mặt rừng rậm, hắn đi vào bình thường tàng quang viễn cùng tiền vinh an hầu như một tấc cũng không rời cái kia căn nhà gỗ. Này Ngũ Đông Nguyên sớm tại 10 năm trước liền có lòng giả khác rồi, tại 10 năm này bên trong hắn ngoại trừ đang chờ cơ hội thích hợp nhất đối triệu lãnh phong hạ độc bên ngoài, hắn cũng đang nghiên cứu này xích viêm tông hộ tông đại trận mê vân trận có mấy lần ngũ đông nguyên lén lút nhìn thấy tàng quang viễn cùng tiền vinh an là như thế nào mở ra cùng đóng mê vân trận được rồi. Tại nhà gỗ bên phải trong một góc hẻo lánh, ở nơi đó thụ lập một cái màu tím cột thủy tinh, cây này cột thủy tinh có thùng nước bình thường thô, màu tím cột thủy tinh dưới đáy trực tiếp xuyên thấu qua nhà gỗ sàn nhà, lâm vào nhà gỗ đáy ngọn nguồn xuống mặt đất bùn đất. Cây này màu tím cột thủy tinh chính là mở ra cùng đóng mê vân trận chỗ mấu chốt, chỉ là ngũ đông nguyên không biết lấy sức mạnh của hắn có thể hay không đóng mê vân trận ngũ đông nguyên để ngũ nam đỡ ngũ lập hắn đi tới màu tím cột thủy tinh bên bàn tay của hắn đặt tại cột thủy tinh bên trên trong cơ thể mãnh liệt linh khí trực tiếp chui vào cột thủy tinh tại ngũ đông nguyên linh khí không ngừng rót vào đến cột thủy tinh sau đó cột thủy tinh bên trong màu tím càng phát nồng nặc thông qua cột thủy tinh một nguồn sức mạnh vô hình hướng về chỉnh cánh rừng khuếch tán ra rồi trong rừng rậm Mê Vân Trận bị quan bế rồi. Yếu mở ra cùng đóng Mê Vân Trận, tối thiểu phải có luân hồi cảnh thực lực, này Ngũ Đông Nguyên có luân hồi cảnh nhất trọng thiên kỳ thực lực, hắn ngược lại cũng vừa hay miễn cưỡng có thể đóng Mê Vân Trận rồi. Mà nếu như lại muốn mở ra Mê Vân Trận lời nói, chỉ cần lại đem linh khí truyền vào cột thủy tinh bên trong, Mê Vân Trận liền sẽ lần nữa được mở ra. Ngũ Đông Nguyên không nghĩ tới đóng Mê Vân Trận thuận lợi như vậy hắn biết không có thể ở nơi này làm lỡ thời gian hắn lần nữa mang theo ngũ lập cùng ngũ nam một đường hướng về trong rừng rậm lao đi rồi ngũ đông nguyên trước khi rời đi hắn trả liếc mắt một cái xích viêm tông hắn cắn răng nói ra lần sau trở về ta ngũ đông nguyên nhất định phải trưởng khống xích viêm tông mà xích viêm tông bên trong đại điện bởi diệp thần phong linh khí cùng thần niệm lực lượng rất nhiều tiêu hao hắn ngồi ở một bên nhắm mắt khôi phục tại trịnh mai thông chi một chút xích phiêm tông nội môn trưởng lão là lục tục đến đông đủ trước mắt chỉ có chấp pháp đường trưởng lão ngũ đông nguyên không có đã đến tại vừa vặn đợi một lúc sau tiền vinh an cùng tàng quang viễn lại để cho trịnh mai đi dục một cái giờ khắc này trịnh mai vội vã tiến vào trong đại điện nàng nói nói hai vị lão tổ ngũ trưởng lão cũng không tại chấp pháp đường theo chấp pháp đường đệ tử từng nói ngũ trưởng lão đã sớm rời đi chấp pháp đường rồi trịnh mai lời này vừa nói ra tàng quang viễn cùng tiền vinh an biến sắc mặt nếu như bây giờ bọn hắn còn không biết ai là xích viêm tông kẻ phản bội lời nói như vậy hai người bọn họ đầu cùng đầu heo không có khác biệt tàng quang viễn quát lên không tốt ngũ đông nguyên nhất định là chạy trốn tàng quang viễn cùng tiền vinh an bóng người lập tức lướt ra ngoài trong đại điện ngồi nhắm mắt khôi phục thực lực diệp thần phong hắn đứng lên hắn chuẩn bị cũng đi xem xem tình huống chương 1562, địa chi hỏa Long Đình. Tăng Quang Viễn, Tiền Vinh An cùng Diệp Thần Phong các loại cả đám, bọn hắn một đường đi tới nhà gỗ trước. Tăng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An hai cái này lão đầu, bọn hắn liếc mắt là đã nhìn ra rừng rậm mê vân trận bị quan bế rồi, bọn hắn lập tức thả ra thần niệm lực lượng, bọn hắn đã tại rừng rậm không cảm giác được ngũ đông nguyên hơi thở, xem ra ngũ đông nguyên đã là thoát đi rừng rậm. Tàng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An xuất hiện đang truy đuổi cũng không kịp rồi. Dù sao bọn hắn cũng không biết ngũ Đông Nguyên là hướng về phương hướng nào đào tẩu. Tàng Quang Viễn tiến vào bên trong nhà gỗ đem linh khí truyền vào màu tím cột thủy tinh bên trong. Theo, cột thủy tinh bên trong màu tím càng ngày càng dày đặc. Mê Vân trận lại một lần nữa được mở ra. Xích viêm tông tông chủ triệu lãnh phong, hắn con người thì không cách nào che giấu lửa giận hắn không nghĩ tới là chấp pháp đường trưởng lão ngũ đông nguyên đối với hắn hạ độc này ngũ đông nguyên tại xích viêm tông bên trong địa vị vẻn vẹn thấp hơn hắn một ít mà thôi dù sao chấp pháp đường chính là xích viêm tông vô cùng trọng yếu một cái cấu thành thật không nghĩ tới ngũ đông nguyên dĩ nhiên là chúng ta xích viêm tông kẻ phản bội hắn tại sao phải làm như vậy triệu lãnh phong trợn mắt trừng trừng quát lên tiền vinh an đã trầm mặc một lát sau nói ra chuyện này sợ rằng không đơn giản ngũ đông nguyên sau lưng khẳng định còn có những người khác đang ủng hộ, bằng không dựa vào thực lực của hắn, hắn cũng không dám làm ra chuyện như vậy. Tàng Quang Viễn cũng đọc đầu nói ra, dĩ vãng này ngũ đông nguyên tại gặp phải tu luyện bình cảnh thời điểm, hắn thường thường sẽ tới nhà gỗ tới tìm ta cùng tiền lão đầu lĩnh giáo, xem ra hắn vẫn là giáp tâm bất lương, thậm chí ngay cả mở ra cùng đóng mê vân trận phương pháp đều bị hắn nhìn lén đi rồi. Bình thường Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An hầu như đều ở lại nhà gỗ chi, cho dù muốn rời khỏi nhà gỗ. Hai người bọn họ cũng là thay phiên rời đi, lần này là bởi vì Diệp Thần Phong sự tình, tiếp lấy lại xảy ra Triệu Lãnh Phong sự tình, Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An mới sẽ rời đi nhà gỗ thời gian dài như vậy. Nguyên bản Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An, bởi vì Diệp Thần Phong cùng Ngũ Đông Nguyên xung đột, hai người bọn họ tại trong mấy ngày này liền sẽ thần không biết quỷ không hay xóa bỏ ngũ đông nguyên rồi, ai biết ngũ đông nguyên dĩ nhiên là xích viêm tông kẻ phản bội. Mê vân trận mở ra cùng đóng chỉ có thể thông qua bên trong nhà gỗ của thủy tinh, này ngũ đông nguyên cho dù cùng những môn phái khác người cấu kết, bọn hắn muốn thông qua mê vân trận đến chúng ta xích viêm tông, cái này cũng là cực kỳ khó khăn, kế tiếp ta cùng tăng lão đầu sẽ một mực bên trong nhà gỗ nhìn xem tình huống. Tiền Vinh An cao mày nói với Triệu Lãnh Phong, Tàng Quang Viễn nhưng là một mặt ái náy nhìn xem một bên Diệp Thần Phong. Nói ra, sư phụ, lần này là chúng ta chiêu đãi không chu toàn. Diệp Thần Phong không sao cả khoát tay áo một cái, nói ra, không có chuyện gì. Chính lúc lúc này, Tiền Vinh An não đột nhiên linh quang lóe lên, hắn đối với Diệp Thần Phong, nói ra, sư phụ, lò thuốc của ngươi không là vừa vặn nổ tung sao tại chúng ta xích viêm tông ngược lại là có một tôn lò thuốc. Chúng ta cũng nhìn không ra vị này lò thuốc lai lịch. Hơn nữa chúng ta xích viêm tông vị này lò thuốc phi thường quái lạ. Ta cùng tăng lão đầu đều không thể đem vị này lò thuốc di động, vị này lò thuốc thật giống tại xích viêm tông thành lập thời điểm liền tồn tại. Nếu như sư phụ ngươi có thể đem vị này lò thuốc lấy đi, như vậy chúng ta xích viêm tông vị này lò thuốc tự xem như là đưa cho sư phụ của ngươi. Nghe được Tiền Vinh An lời nói sau, Diệp Thần Phong ngược lại là có một ít tinh thần, hắn vị này phẩm nhân chi đỉnh nổ tung rồi, hiện tại hắn đang thiếu một tôn lò thuốc đây. Tiền Vinh An nhìn thấy Diệp Thần Phong trên mặt biểu tình biến hóa sau, hắn đối với Triệu Lãnh Phong nói ra, "Lãnh Phong, ngươi mang theo sư phụ ta đi hỏa diễm động quật." Xảy ra chuyện như vậy, Tiền Vinh An cùng Tằng Quang Viễn đương nhiên phải tại bên trong nhà gỗ canh chừng rồi để đến xử lý có thể phát sinh tình huống mà diệp thần phong đối với cái này cũng không để ý tôn hiểu lệ cùng tôn hằng phi đám người bọn hắn tự nhiên chưa cùng triệu lãnh phong cùng diệp thần phong rồi mỗi người bọn họ về từng người căn phòng đi rồi tại xích viêm tông tông chủ triệu lãnh phong dưới sự hướng dẫn diệp thần phong đi theo vòng qua xích viêm tông đại điện hắn và triệu lãnh phong đi tới xích viêm tông phía sau núi ở sau núi lối vào trả dựng đứng cái này một khối bia đá mặt trên dùng màu đỏ tươi kiểu chữ viết cấm địa. Hai chữ lớn, triệu lãnh phong mang theo diệp thần phong đi vào phía sau núi bên trong, dọc theo con đường này, triệu lãnh phong đối diệp thần phong vẫn luôn là rất cung kính. Bởi xích viêm tông vô cùng đặc thù, dưới mặt đất phải không đoạn có nhiệt khí bốc hơi tới. Đặc biệt là đi vào phía sau núi, từ mặt đất bốc hơi khởi nhiệt khí là càng ngày càng nồng đậm, bốn phía nhiệt độ cũng đang không ngừng lên cao. Tại ước chừng đi lại sau 20 phút, Triệu Lãnh Phong mang theo Diệp Thần Phong đi tới một chỗ hang động trước. Cái này động quật là do một loại màu đỏ tảng đá tạo thành, những này màu đỏ trên tảng đá bám vào một loại ngọn lửa màu đỏ, trước mặt toàn bộ hang động phảng phất là một cái thiêu đốt đờ cô đơn bình thường. Tại hang động ngay phía trên rồng bay phượng múa viết hỏa diễm động quật. Này bốn chữ lớn, đứng ở hang động miệng Triệu Lãnh Phong, hắn mở miệng nói, lão tổ, ngọn lửa này hang động tại năm đó xích viêm tông thành lập thời điểm liền tồn tại. Cái kia một tôn không rõ lai lịch lò thuốc liền ở hang động bên trong, cái này động quật bên trong nhiệt độ phi thường cao, lão tổ chính người phải cẩn thận. Diệp thần phong đọc đọc, hắn đi theo triệu lãnh phong hướng về hỏa diễm động trong hố đi vào. Tuy rằng trước đó triệu lãnh phong đã nhắc nhở Diệp thần phong rồi, nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến trong hang động nhiệt độ dĩ nhiên cao thái quá, Diệp thần phong hai chân tại bước vào hỏa diễm động trong hố trong nháy mắt, hắn hai cái chân thượng dày trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Triệu lãnh phong thấy thế, hắn lập tức đem linh khí của mình bao phủ lại diệp thần phong, này mới khiến cho diệp thần phong trên dày hỏa diễm dập tắt. Ngọn lửa này trong hang động nhiệt độ để diệp thần phong mồ hôi không ngừng từ lỗ chân lông bên trong bốc lên. Diệp thần phong trong cơ thể Thủy Linh Châu có một chút phản ứng, này Thủy Linh Châu nhưng là phẩm bảo khí. Diệp Thần Phong biết Thủy Linh Châu hẳn có thể giúp hắn ngăn cách này nhiệt độ cao, thế là Diệp Thần Phong đối với Triệu Lãnh Phong nói ra: Triệu Tông chủ, ta có thể bảo vệ tốt của mình. Nghe được Diệp Thần Phong chắc chắn như thế lời nói, Triệu Lãnh Phong tại do dự một chút sau đó nói ra: Lão tổ, ngươi về sau chỉ cần gọi ta Lãnh Phong là được rồi. Người lão tổ kia ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta muốn đem linh khí thu hồi lại rồi. Tại Diệp Thần Phong đọc đầu sau đó Triệu Lãnh Phong mới đưa linh khí thu hồi trong cơ thể của mình. Mà Diệp Thần Phong cũng lập tức cùng trong cơ thể Thủy Linh Châu câu thông lên, tại Triệu Lãnh Phong linh khí thu hồi nháy mắt, Thủy Linh Châu từ Diệp Thần Phong trong cơ thể xông ra. Cả viên Thủy Linh Châu trôi nổi ở Diệp Thần Phong đầu vui cười bên trên. Diệp Thần Phong được Thủy Linh Châu nước năng lượng bao vây ở hắn, hỏa diễm động trong hố nhiệt độ được nước năng lượng ngăn cách. Triệu Lãnh Phong nhìn thấy Diệp Thần Phong thật sự không có chuyện gì, hắn nhất thời một trận ngạc nhiên, hắn nhìn ra được Diệp Thần Phong đầu vui cười phía trên Thủy Linh Châu không bình thường. Có Thủy Linh Châu nước năng lượng ngăn cách sau đó Diệp Thần Phong bắt đầu đánh giá hỏa diễm động trong hố tình huống. Ngọn lửa này hang động mặt đất cùng bốn phía đều là màu đỏ tảng đá tạo thành, hơn nữa những này màu đỏ trên tảng đá đều bám vào một loại ngọn lửa màu đỏ, chẳng trách vừa vặn Diệp Thần Phong dày hội bốc cháy lên rồi ngọn lửa này trong hang động không gian hết sức rộng rãi. Rất nhanh, Diệp Thần Phong ánh mắt liền bị ngọn lửa hang động ở giữa phía trên vị trí hấp dẫn. Chỉ thấy tại ở giữa phía trên giữa không trung chi, có một cái to lớn màu đỏ lò thuốc treo ở nơi đó. Này to lớn màu đỏ lò thuốc thượng thiêu đốt một tầng hỏa diễm, ngọn lửa này để Diệp Thần Phong có một loại tim đập nhanh cảm giác. Này to lớn màu đỏ lò thuốc mặt ngoài khắc họa từng cái từng cái trông rất sống động hỏa long, tại lò thuốc dưới góc trái một vị trí, ở nơi đó có khác ba cái chữ hỏa long đỉnh. Hỏa long đỉnh phải là vị này lò thuốc danh xưng rồi. Đúng vậy, phẩm địa chi đỉnh, vị này hỏa long đỉnh vô cùng đặc thù, mặc dù chỉ là phẩm địa chi đỉnh, nhưng là vì nó tài liệu quan hệ, vị này phẩm địa chi đỉnh cũng không so với bình thường thượng phẩm địa chi đỉnh kém. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm tại Diệp Thần Phong não vang lên. Lò thuốc chỉ có luyện khí sư mới có thể luyện chế ra đến, Thế nhưng lò thuốc quá trình luyện chế cực kỳ phức tạp. Coi như là cấp thấp nhất hạ phẩm nhân chi đỉnh, cũng chỉ có tứ phẩm luyện khí sư mới có thể luyện chế ra đến. Mà phẩm nhân chi đỉnh yếu ngũ phẩm luyện khí sư mới có thể luyện chế ra đến, thượng phẩm nhân chi đỉnh yếu phẩm luyện khí sư mới có thể luyện chế ra đến. Trên đất huyền giới phẩm bậc cao nhất chính là phẩm luyện khí sư, cho nên huyền giới luyện khí sư nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm nhân chi đỉnh mà thôi. Vị này phẩm địa chi đỉnh đối với hiện tại Diệp Thần Phong tới nói tuyệt đối là hiếm có. Mà Diệp Thần Phong khi nghe đến lão Bạch Ngô Phong dối rảnh phán đoán sau đó hắn đối vị này Hỏa Long đỉnh lập tức sinh ra nóng bỏng khát vọng, dù sao đối với ở một tên luyện dược sư tới nói, lò thuốc nhưng là ăn cơm ra hỏa, này phẩm địa chi đỉnh cũng đầy đủ Diệp Thần Phong dùng. Chương 1563, đột nhiên sinh ra biến hóa. Được thủy linh châu nước năng lượng bao vây lấy Diệp Thần Phong, Tại lão Bạch Ngô Phong rỗi rảnh xác định vị này Hỏa Long đỉnh phẩm bậc sau đó Diệp Thần Phong đối với cái này tôn Hỏa Long đỉnh tình thế bắt buộc. Treo lơ lửng ở giữa không trung to lớn Hỏa Long đỉnh, nó mặt ngoài ngọn lửa màu đỏ cháy hừng hực. Được nước năng lượng bao vây lấy Diệp Thần Phong, hắn muốn đi tới gần Hỏa Long đỉnh. Bất quá, mỗi khi Diệp Thần Phong đến gần một bước, bao vây lấy nước của hắn năng lượng nhấc lên gợn sóng liền lợi hại một phần. Diệp thần phong thấy rõ ràng treo lơ lửng ở giữa không trung hỏa long đỉnh, chính là được 6 cái hỏa diễm ngưng tụ mà thành dây thường lớn cho sâu trên không trung, muốn đem hỏa long đỉnh lấy xuống, nhất định là trước tiên phải đem 6 cái ngòi lửa cho chặt đứt. Thủy Linh Châu mặc dù là trung phẩm bảo khí, thế nhưng Thủy Linh Châu ở trong nước mới có thể phát huy tác dụng to lớn nhất, cho dù có Thủy Linh Châu nước năng lượng bảo vệ, Diệp thần phong yếu hoàn toàn tiếp xúc được hỏa long đỉnh hầu như cũng là không thể nào đứng ở một bên xích viêm tông tông chủ triệu lãnh phong hắn cung kính nói lão tổ vị này hỏa long đỉnh cực kỳ quái dị người càng đến gần nó nó nhiệt độ chung quanh cùng hỏa diễm liền càng thêm cường hãn đương nhiên chúng ta lúc trước cũng thử muốn dập tắt qua những ngọn lửa này thế nhưng ngọn lửa này trong hang động ngọn lửa màu đỏ phảng phất là cuồn cuộn không đoạt người vừa vặn dập tắt mất một ít liền sẽ lập tức lại không biết từ nơi nào nhô ra một ít khi nghe đến triệu lãnh phong giải thích sau đó diệp thần phong khẽ cao mày bất quá hắn nhưng sẽ không bỏ qua này hỏa long đỉnh muốn tại chế thuốc một đường thượng càng gần hơn một bước một tôn tốt lò thuốc là ắt không thể thiếu được nước năng lượng bao vây lấy diệp thần phong hắn cắn răng từng bước từng bước đi tới hỏa long đỉnh dưới đáy hắn nâng tay phải lên nỗ lực muốn đi chạm đến hỏa long đỉnh dưới đáy chỉ nghe chi 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 thanh âm bởi diệp thần phong tay phải cũng bị nước năng lượng bọc lại hắn ở tay phải không ngừng tới gần hỏa long đỉnh dưới đáy thời điểm bao vây lấy tay phải hắn nước năng lượng đang nhanh chóng bị bốc hơi diệp thần phong trên tay phải không ngừng bốc lên khói trắng đến mắt thấy trên tay phải nước năng lượng yếu toàn bộ bốc hơi rồi hắn vội vàng đem tay phải cho thu lại rồi diệp thần phong lần nữa lùi tới triệu lãnh phong bên cạnh hắn trên trán là toát ra chừng hạt đậu mồ hôi hột Diệp Thần Phong đối với bên cạnh Triệu Lãnh Phong, nói ra, Lãnh Phong, người rời đi trước đi. Để ta một người ở nơi này dừng lại một hồi. Triệu Lãnh Phong nghe vậy, hắn biết Diệp Thần Phong có nước năng lượng bảo vệ, tại hỏa diễm động trong hố sẽ không có sự tình. Cho nên, Triệu Lãnh Phong do dự một chút sau đó hắn mới lên tiếng, lão tổ, vậy ta tại hỏa diễm động quật bên ngoài chờ ngươi. Có chuyện gì ngươi liền lập tức gọi ta. Diệp Thần Phong không có phản đối gật gật đầu, tại triệu lãnh phong đi ra hỏa diễm động quật sau, Diệp Thần Phong ánh mắt lần nữa tập trung đến treo lơ lửng ở giữa không trung hỏa phía trên chiếc long đỉnh. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh thanh âm lần nữa vang lên, tiểu ra hỏa, người muốn bắt vị này hỏa long đỉnh e sợ không đơn giản a hát. Nơi này ngọn lửa màu đỏ tuy nói không phải thiên địa chi hỏa. Nhưng mà nếu như ngươi không thể đủ dập tắt này cuồn cuộn không đoạn ngọn lửa màu đỏ như vậy ngươi tưởng muốn lấy đi hỏa long đỉnh hy vọng hầu như không có. Đương nhiên ngươi cũng có thể lợi dụng ngươi bên trong đan điền thanh viêm đến hấp thu những ngọn lửa này, thế nhưng sợ rằng sẽ những ngọn lửa này toàn bộ hấp thu, thanh viêm hội lần nữa vượt qua ngươi có thể trưởng khống phạm vi, đến lúc đó chỉ có thể sẽ đem thanh viêm phong ấn, cho nên ta cũng không đồng ý ngươi để thanh viêm đến hấp thu những này ngọn lửa màu đỏ. Này cuồn cuộn không đoạn ngọn lửa màu đỏ nhất định là có một cái đầu nguồn, chỉ cần ngươi tìm ra ngọn lửa màu đỏ đầu nguồn, như vậy ta nghĩ tất cả những thứ này đều sẽ dễ làm rất nhiều. Bên trong cơ thể ngươi nắm giữ thiên địa chi hỏa thanh viêm, ngươi và thanh viêm thử câu thông một chút. Như vậy ngươi nên rất nhanh có thể đủ cảm giác được ngọn lửa màu đỏ đầu nguồn chỗ ở. Nghe vậy, Diệp Thần Phong đương nhiên không nhiều lời nữa. Hắn thần niệm lập tức cùng bên trong đan điền thanh viêm trao đổi lên diệp thần phong đang cùng thanh viêm đã đạt thành một tia liên hệ sau tại ngọn lửa này trong hang động mỗi một sợi khiêu động hỏa diếm diệp thần phong đều có thể rõ ràng cảm thấy hắn có thể đủ cảm giác được ngọn lửa này trong hang động nơi nào hỏa diếm tương đối cường hãn nơi nào hỏa diếm lại so sánh yếu ớt diệp thần phong căn cứ cảm giác đi tới hỏa diếm động quật dưới góc phải một địa phương hắn cảm giác này dưới góc phải dưới đáy hỏa diếm chi lực mãnh liệt nhất thế là được nước năng lượng bao gồm Diệp Thần Phong, hắn ngồi xổm xuống thân thể, trên mặt đất màu đỏ tảng đá được một lớp bụi bao trùm lại rồi, Diệp Thần Phong đem một lớp bụi quét đi sau đó hắn nhìn thấy cái này dưới góc phải trên mặt đất có một cái cực kỳ kỳ quái đồ án. Diệp Thần Phong tay phải không tự chủ được hướng về cái này đồ án sờ lên, khởi điểm cũng không có phản ứng chút nào, trên tay phải nước năng lượng có thể ngăn trở trên mặt đất màu đỏ thạch đầu nhiệt lượng cùng bám vào bên trên ngọn lửa màu đỏ. Nhưng mà làm Diệp Thần Phong tay phải hoàn toàn cùng trên mặt đất này cái đồ án kỳ quái dán hợp lại cùng nhau thời điểm. Bất ngờ lại xảy ra. Chỉ thấy mặt đất thượng nhiệt lượng cùng hỏa diễm trong nháy mắt tăng cao, trực tiếp phá tan rồi Diệp Thần Phong bàn tay phải thượng nước năng lượng. Biến hóa này, để Diệp Thần Phong có phần không ứng phó kịp rồi. Thế nhưng, làm Diệp Thần Phong tỉnh hồn lại thời điểm, tay phải của hắn đã bị đốt ra một vết thương, mang theo điểm một chút màu vàng tiên huyết trực tiếp chảy vào này cái kỳ quái đồ án bên trong. Diệp Thần Phong tiên huyết rất mau đem trên mặt đất này cái kỳ quái đồ án bao phủ lại rồi. Tại Diệp Thần Phong tiên huyết đem trên mặt đất đồ án nhấn chìm sau, hỏa diễm động cuột dưới góc phải địa phương, cái kia được Diệp Thần Phong tiên huyết nhấn chìm đồ án kỳ quái, thật giống trở nên sống. Này kỳ quái đồ án dĩ nhiên vặn vẹo thành một tấm khủng bố mặt quỷ tấm này mặt quỷ được ngọn lửa màu đỏ cùng tiên huyết bao trùm, đối với Diệp Thần Phong lộ ra một vệt âm trầm nụ cười. Tiếp lấy, hỏa diễm động quật dưới góc phải trên mặt đất màu đỏ hòn đá đột nhiên đi xuống chìm xuống, một cái nối thẳng dưới nền đất thông đạo xuất hiện từ Diệp Thần Phong trước mặt. Ở cái này dưới nền đất thông đạo xuất hiện nháy mắt, hỏa diễm động trong hố hỏa diễm trở nên cuồng bạo lên. Từ mỗi một tấc dưới mặt đất đều nhanh chóng toát ra hừng hực ngọn lửa màu đỏ, chỉ là một cái chớp mắt thời gian, ngoại trừ hỏa diễm động quật dưới góc phải vị trí, những nơi khác đều bị ngọn lửa màu đỏ cho tràn ngập, đồng thời những này ngọn lửa màu đỏ tại đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong đập tới. Cho dù có Thủy Linh Châu nước năng lượng bảo vệ, nếu như được này hừng hực ngọn lửa màu đỏ nuốt mất lời nói, như vậy Diệp Thần Phong e sợ còn sống khả năng cũng không lớn rồi. Cho dù xuất hiện tại thả ra thanh viêm đến, e sợ lấy thanh viêm bây giờ power, nó cũng không cách nào lập tức cắn nuốt mất nhiều như thế hỏa diễm diệp thần phong hiện tại đã không có suy tính thời gian thân ảnh của hắn không chút do so dự hướng về dưới nền đất trong thông đạo lao đi oanh một tiếng tại diệp thần phong hướng xuống lòng đất thông đạo trong nháy mắt hỏa diễm động trong hố cháy hừng hực hỏa diễm mãnh liệt hướng đánh vào thông đạo lối vào nơi bất quá những ngày ngọn lửa màu đỏ thật giống có một loại nào đó hạn chế chúng nó cũng không hề lan tràn tiến dưới nền đất trong thông đạo tình cảnh này rơi xuống diệp thần phong trong mắt sau đó này mới khiến hắn nặng nề thở phào nhẹ nhõm trước mắt diệp thần phong là tạm thời không thể trở về đến hỏa diễm trong hang động rồi thế nhưng căn cứ vừa vặn cảm ứng diệp thần phong biết ngọn lửa màu đỏ này đầu nguồn trăm phần trăm tại lối đi này thấp nhất lối đi này cầu thang cùng bên cạnh vách tường cũng đều là dùng màu đỏ tảng đá chế thành lối đi này bên trong nhiệt độ cũng là cực cao. Trước mắt, Diệp Thần Phong chỉ có thể hướng về thông đạo thấp nhất đi đến. Lại đi có khoảng 10 phút sau. Diệp Thần Phong rốt cục đi tới thông đạo thấp nhất, nhiệt độ chung quanh cũng thăng lên đến một cái đáng sợ độ cao. Chỉ thấy thông đạo thấp nhất là một mảnh tương tự mật thất địa phương. Cái này mật thất không gian cực kỳ rộng rãi. Cái này mật thất là trình viên hình, tại mật thất chung quanh một vòng được đào bới ra một cái con đường. Cái này hình tròn con đường bên trong là sôi trào lửa nóng dung nham, những này dung nham nhiệt độ so với bình thường dung nham cao hơn mấy nhiều gấp 10. Diệp thần phong đứng ở hình tròn mật thất chính giữa giữa, hắn nhìn xem hình tròn mật thất chu vi một vòng lửa nóng dung nham, hắn biết đây chính là ngọn lửa màu đỏ đầu nguồn rồi. Mà chính lúc Diệp Thần Phong muốn hỏi Lão Bạch kế tiếp nên làm gì thời điểm chỉ thấy hình tròn mật thất chu vi một vòng màu đỏ dung nham, tại Diệp Thần Phong đến nơi này sau đó chúng nó là sôi trào càng ngày càng lợi hại rồi, nhiệt độ chung quanh chả đang không ngừng đi lên kéo lên. Có phần dung nham sôi trào thật lợi hại, trực tiếp từ con đường bên trong tung tóe lên. Mà này hình tròn mật thất bốn phía vách tường nguyên vốn cũng là màu đỏ tảng đá tạo thành, mà lúc này đây, vách tường mặt ngoài một tầng màu đỏ đang chậm rãi rút đi. Diệp Thần Phong trong giây lát cảm thấy nhất cổ kiếm ý, nhất cổ cực kỳ nóng rực kiếm ý. Diệp Thần Phong biết e sợ cái này hình tròn trong mật thất yếu sản sinh biến hóa gì đó rồi. Chương 1564, Hỏa chi kiếm ý. Rơi vào tình thế nguy cấp. Tại vừa vặn hỏa diễm động trong hố mỗi một tấc không khí đều bị ngọn lửa màu đỏ che kín thời điểm. Ngọn lửa màu đỏ hơi ấm cũng vào tới hỏa diễm động quật bên ngoài nguyên bản đứng ở hỏa diễm động quật bên ngoài xích viêm tông tông chủ triệu lãnh phong, này cỗ đột nhiên lao ra cực hạn nhiệt độ cao, làm cho thân ảnh của hắn không kiềm hãm được nhanh chóng cách xa hỏa diễm động quật. Triệu lãnh phong lần nữa đưa mắt tập trung đến hỏa diễm động trong hố thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên một cái lộp bộp, hướng lửa trong hang động nhìn tới, chỉ thấy toàn bộ hỏa diễm động quật đều bị ngọn lửa màu đỏ cho lấp đầy. Triệu lãnh phong trong cơ thể luân hồi cảnh thật khí thế để được đưa lên, thân thể của hắn được linh khí trong nháy mắt cho bao trùm rồi thân ảnh của hắn hướng lửa trong hang động lao đi rồi hắn phải đem diệp thần phong cho cứu ra nhưng mà làm triệu lãnh phong vừa vặn bước vào hỏa diễm động trong hố cái kia thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt đưa hắn bao vây lấy thân thể linh khí đều bắt đầu cháy rừng rực còn tiếp tục như vậy e sợ không có tại hỏa diễm động trong hố tìm tới diệp thần phong triệu lãnh phong chính mình sẽ bị ngọn lửa màu đỏ đốt chết rồi Ngọn lửa này trong hang động ngọn lửa màu đỏ nhiệt độ chả đang không ngừng kéo lên, Triệu Lãnh Phong căn bản không biết vừa vặn trong hang động chuyện gì xảy ra. Thân ảnh của hắn chỉ có thể chật vật lui ra hỏa diễm động quật rồi. Triệu Lãnh Phong biết hắn không thể ở nơi này làm lỡ thời gian, hắn nhất định muốn thanh chuyện nơi đây thông báo tẳng quang viễn cùng Tiền Vinh An hai vị lão tổ, để hai vị lão tổ tới nơi này cứu Diệp Thần Phong. Trong lòng toát ra ý nghĩ này sau đó triệu lãnh phong lập tức rời khỏi hỏa diễm động quật bên ngoài, hắn đem tự thân tốc độ phát vung tới cực hạn, hắn lấy thời gian ngắn nhất đi tới tàng quang viễn cùng tiền vinh an chỗ ở bên trong nhà gỗ. Triệu lãnh phong đem hỏa diễm động trong hố sự tình đại thể đối hai vị này lão tổ nói một lần. Tàng quang viễn cùng tiền vinh an khi nghe đến triệu lãnh phong tự thuật sau đó hai người bọn họ để triệu lãnh phong ở lại bên trong nhà gỗ trăm non mê vân trận mà bọn hắn nhưng là lập tức đi hướng hỏa diễm động quật rồi tại tàng quang viễn cùng tiền vinh an đi tới hỏa diễm động quật trước mặt lúc chỉ thấy toàn bộ hỏa diễm động trong hố ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt đã đến cực hạn ngọn lửa này nhiệt độ nóng bỏng để niết bàn cảnh nhất trọng thiên tàng quang viễn cùng tiền vinh an đều có chút chịu không được bọn hắn không nghĩ ra nơi này hỏa diễm nhiệt độ làm sao sẽ tăng lên cao như thế Tiền Vinh An cùng tàng Quang Viễn thần niệm lực lượng thẩm thấu tiến vào hỏa diễm động trong hố. Bọn hắn mơ hồ cảm thấy một tia Diệp Thần Phong khí tức, vậy thì chứng minh Diệp Thần Phong còn chưa chết. Theo lý tới nói, lấy Diệp Thần Phong thực lực, tại cao như thế ôn hỏa diễm dưới, hẳn là sớm đã bị đốt chết rồi. Tiền Vinh An trong con người tinh quang lóe lên, nói ra, tăng lão đầu, người còn nhớ tổ tiên lời đã nói sao ngọn lửa này hang động tại xích viêm tông thành lập trước đó liền tồn tại. Tổ tiên từng nói hỏa diễm động quật có thể là viễn cổ đại năng chỗ tu luyện, nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối không có nghiên cứu ra hỏa diễm động trong hố huyền bí đến. Bây giờ sư phụ tại hỏa diễm động trong hố còn sống, mà hỏa diễm động quật cũng xảy ra biến hóa to lớn như vậy. Rất có thể là sư phụ phát hiện hỏa diễm động trong hố huyền bí vị trí. Tàng Quang viễn gật đầu đồng ý tiền vinh an suy đoán, nhưng tàng quang viễn vẫn là nói mặc kệ sư phụ có phát hiện hay không huyền bí chúng ta bây giờ nhất định phải đem sư phụ cứu ra tiền vinh an cũng cho rằng tàng quang viễn nói không sai cho nên hai người bọn họ thân ảnh trong nháy mắt xông vào hỏa diễm động quật bên trong tại hai cái này lão đầu tiến vào hỏa diễm động trong hố sau ngọn lửa này trong hang động nhiệt độ dĩ nhiên một lần nữa kéo lên ngọn lửa màu đỏ này nhiệt độ phảng phất hội theo người tiến vào thực lực càng cao, hỏa diễm nhiệt độ cũng sẽ leo lên càng cao. Tiền Vinh An cùng Tằng Quang Viễn vừa vặn muốn tại trong hang động siêu tầm Diệp Thần Phong tung tích, ngọn lửa màu đỏ này nhiệt độ lại lần nữa kéo lên, này bước cho bọn họ lập tức thối lui ra khỏi hang động bên trong. Lui ra hang động Tiền Vinh An cùng Tằng Quang Viễn dáng dấp có phần chật vật, hai người bọn họ y phục trên người đều bị đốt rụi một đám lớn. Tàng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An trên mặt âm tình bất định, bọn hắn vẫn có thể cảm giác được một tia diệp thần phong khí tức. Tiền Vinh An lắc đầu thở dài nói: "Tàng lão đầu, xem ra chúng ta cũng cứu không xuất sư cha rồi. Bây giờ sư phụ còn sống, như vậy ta hiện tại khẳng định sư phụ trăm phần trăm là phát hiện hỏa diễm động quật huyền bí rồi. Nếu như tổ tiên nói không sai lời nói, như vậy này chính là Viễn cổ đại năng chỗ tu luyện, hai chúng ta căn bản không xen tay vào được." tất cả chỉ có thể dựa vào sư phụ chính mình rồi. Tàng quang viễn khuôn mặt lộ ra một vệt lo lắng, nói ra, đúng vậy, lấy bây giờ hỏa diễm động trong hố ngọn lửa màu đỏ nhiệt độ, liền tính hai chúng ta miễn cưỡng muốn xông vào hỏa diễm động trong hố, sợ là chúng ta hai cái hội được đốt chết tươi ở trong đó. Tại tàng quang viễn cùng tiền vinh an đứng ở hỏa diễm động quật bên ngoài không còn cách nào khác thời điểm. Hỏa diễm động quật dưới lòng đất hình tròn trong mật thất nơi này nóng rực kiếm ý là càng ngày càng nồng đậm, Diệp Thần Phong trước mặt một bức tường vách tường màu đỏ tầng ngoài rút đi nhanh chóng nhất. Mà Lão Bạch cùng Lão Hắc Thanh Âm không hẹn mà cùng tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, hỏa chi kiếm ý. Nơi này dĩ nhiên ẩn chứa hỏa chi kiếm ý. Tại Lão Bạch cùng Lão Hắc tiếng nói vừa vặn hạ xuống thời khắc. Diệp Thần Phong ngay phía trước một bức tường trên vách màu đỏ hoàn toàn cở ra. Trên vách tường từng cái từng cái đại tự lập tức ánh vào Diệp Thần Phong trong tầm mắt. Trên vách tường từng cái từng cái kiểu chữ đều cực kỳ cứng cáp mạnh mẽ, hơn nữa mỗi một chữ trong đều hàm chứa mơ hồ kiếm ý. Chỉ thấy trên vách tường viết như vậy một đoạn văn, ta tên chính là Vương Phong, người khác gọi ta là người điên, ta hoành hành thế giới mấy ngàn năm, chế thuốc trình độ đã tới bát phẩm luyện dược sư càng là lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý, đồng thời đem hỏa chi kiếm ý tu luyện đến đỉnh điểm thập giai hỏa chi kiếm ý. Ta xưa nay yêu thích độc lai độc vãng, không môn không phái cũng vui vẻ được không còn vướng bận, tiếc rằng ta không gây phiền toái, phiền phức lại chọc tới ta, ta được mười mấy tên cường giả vây công, cuối cùng tuy rằng trốn thoát, nhưng tự này thực lực giảm mạnh, tu vi cũng không bao giờ có thể tiếp tục tinh tiến nửa phần. Nhưng ta cả đời chưa từng thu đồ đệ ta không cam lòng của ta hỏa chi kiếm ý cùng chế thuốc chi thuật liền như vậy thất truyền, phàm là có thể đến nơi đây người, vậy thì chứng minh rồi chính là người ta duyên phận. Hỏa long đỉnh chính là là lò thuốc của ta, tại hỏa long đỉnh bên trong ghi chép ta cả đời kinh nghiệm chế thuốc, chế thuốc một đường vẫn là dựa vào thiên phú cùng nỗ lực, đối với tương lai của ta đồ đệ, ta cưỡng cầu hắn không được tại chế thuốc về thiên phú cao bao nhiêu. Thế nhưng, hắn nhất định muốn lĩnh ngộ của ta hỏa chi kiếm ý, nếu như ngay cả của ta hỏa chi kiếm ý cũng lĩnh ngộ không được như vậy liền khiến hắn an nghỉ ở đây đi người như vậy nhưng không xứng làm đồ đệ của ta diệp thần phong đem trên vách tường lưu lại câu chữ toàn bộ xem xong rồi về phần chế thuốc một đường lão bạch chính là trí chí tôn luyện dược sư lão bạch có thể so với này vương phong châu bò hơn nhiều chính lúc diệp thần phong trầm tư thời khắc này hình tròn mật thất chu vi một vòng con đường bên trong lửa nóng dung nham trước mắt đã sôi trào đã đến cực hạn. Đầu tiên, Diệp Thần Phong phía trước lửa nóng dung nham từ con đường bên trong chảy ra, sau đó, này chảy ra lửa nóng dung nham dĩ nhiên ngưng tụ thành một hỏa nhân, cái này hỏa nhân trong tay chả có một đám lửa ngưng tụ mà thành kiếm. Cái này hỏa nhân khí thế trên người cùng Diệp Thần Phong tương đương, đồng dạng cũng là thần niệm cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Cái này hỏa nhân không chút do so dự huy động lên trong tay hắn hỏa kiếm, nhất cổ nóng rực kiếm ý từ hỏa trong kiếm phóng thích ra ngoài. Cái kia hỏa nhân đem trong tay hỏa kiếm hướng về Diệp Thần Phong bổ tới, cháy hừng hực hỏa chi kiếm ý đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong đánh tới rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lập tức nhắc nhở, tiểu gia hỏa, không nên khinh thường, hắn thi triển chính là đỉnh cấp kiếm ý, thập giai hỏa chi kiếm ý. Một đạo cử đại hỏa diễm kiếm khí hướng về Diệp Thần Phong bổ tới. Diệp Thần Phong lập tức rút ra sau lưng Hắc Huyền kiếm, trong cơ thể cấp 3 hàn băng kiếm ý hơi động. Hắc Huyền kiếm cũng đột nhiên vung ra ngoài, long tường cửu thiên. Ba cái màu trắng cự long hướng về to lớn hỏa diễm kiếm khí đánh tới. Oanh, một tiếng. Diệp Thần Phong thực lực tuy nhiên tại cùng đẳng cấp bên trong vô địch, nhưng là kiếm ý của hắn mới cấp 3, mà hỏa nhân thi triển kiếm ý nhưng có thập giai, song phương căn bản không ở cùng một cái trình độ thượng ba cái màu trắng cự long tản đi rồi nhưng hỏa diễm kiếm khí vẫn không có tiêu tan diệp thần phong thân thể nhanh chóng một bên hỏa diễm kiếm khí nhanh chóng từ trên bả vai hắn từng lau chùi ngọn lửa này kiếm khí trực tiếp xuyên thấu qua nước năng lượng tại diệp thần phong trên bả vai rạch ra một vết thương tại diệp thần phong còn chưa kịp thở dốc thời điểm phía sau hắn lửa nóng dung nham cũng từ con đường bên trong chảy ra lại một hỏa nhân tại đây hình tròn trong mật thất tạo thành tiếp lấy, Diệp Thần Phong bên trái cùng bên phải cũng lần lượt, có lửa nóng dung nham từ con đường bên trong chảy ra. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, cái này hình tròn bên trong mật thất, đã có bốn cái hỏa nhân rồi. Hơn nữa chu vi một vòng con đường bên trong lửa nóng dung nham cũng không có đình chỉ sôi trào, xem ra những này hỏa nhân chả sẽ không ngừng ngưng tụ ra. Hiện tại Diệp Thần Phong rõ ràng này Vương Phong vì sao lại được gọi là người điên chuyện này quả thật là yếu đùa chơi chết hắn a hát. Trường 1565, lĩnh ngộ. Sau 10 ngày, địa huyền giới nơi nào đó bên trong dãy núi. Một tên thân mặc trường sa màu trắng thanh niên, hắn đứng ở một khối cao chừng 2 mét trên tảng đá lớn, bàn tay phải bên trong nắm lấy một thanh trường kiếm màu xám, cái này trường kiếm màu xám trên thân kiếm không ngừng liều lĩnh lạnh lẽo hàn khí. Tên thanh niên này trên mặt không biểu tình, cả người trên người tản mát ra thật khí thế cực kỳ sắc bén, giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm bình thường ánh mắt của hắn vô cùng ác liệt, tại trên bả vai của hắn nằm sấp một con lười biếng con mèo nhỏ. Tại đây cao 2 mét cự dưới đá, có một con toàn thân màu lửa đỏ rết khổng lồ, này con rết thân dài 5 mét, hai bên mọc đầy rậm rạp chẳng chịt bàn chân nhỏ, nó cái kia mở ra đóng lại miệng cực kỳ dọa người. Này thân dài 5 mét rết khổng lồ, chính là yêu thú cấp thấp bên trong cao đẳng tồn tại, danh tự làm hỏa con rết, một con thành niên hỏa con rết, thực lực có thể đến hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, mà thanh niên này trước mặt con này hỏa con rết vẫn không có thành niên, chỉ có thông linh cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ tầng thứ. Con này hỏa con rết tại cử thạch hạ bồi hồi một lát sau, nó rốt cục mất kiên trì, chuẩn bị bò lên trên cái kia tảng đá lớn, tại đây hỏa con rết trong mắt, này ăn mặc trường sa màu trắng thanh niên chính là một đạo thập phần ngon miệng mỹ vị, Tại hỏa con rết cái kia lít nha lít nhít phi thường buồn nôn bàn chân nhỏ, bắt đầu bò lên trên đá lớn thời điểm, đứng ở trên khối đá khổng lồ thanh niên, trên người hắn chợt bộc phát ra nhất cổ thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong khí thế, tay phải hắn bên trong trường kiếm màu xám thân kiếm nhẹ nhẹ rung động chuyển động. Trường kiếm màu xám thượng hàn khí tăng mạnh, còn có tiếng rồng ngâm loáng thoáng từ trường kiếm bên trong truyền ra, nhìn xem lập tức muốn bỏ đến trên tảng đá lớn tới hỏa con rết, thanh niên con mắt trở nên càng phát lạnh như băng, nắm chặt trường kiếm màu xám tay phải, đột nhiên hướng về hỏa con rết vung lên. Một cái do kiếm ý ngưng tụ mà thành màu trắng cự long, từ trong thân kiếm thoát ly đi ra, hướng về lửa kia con rết hung mãnh và đánh tới. ầm um, một tiếng, hỏa con rết thân thể trực tiếp được đánh bay xa 10 mét, trên người nó ra thịt từng khối từng khối vỡ nứt ra, máu tươi từ nứt toác trong vết thương không ngừng chảy ra nó cái kia trong mắt màu đỏ bên trong bắn ra cực hạn hung quang, nhưng khi nhìn cái kia ung dung nhảy xuống đá lớn thanh niên, lửa này con rết bản năng sinh ra một loại kinh hãi. Tên này ăn mặc trường sa màu trắng thanh niên chính là Diệp Thần Phong rồi, tại Diệp Môn vừa vận thành lập ngày thứ hai, hắn liền một mình rời khỏi Diệp Môn, đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Hà Bình cùng với đại trưởng lão lập đông bụi đám người đi xử lý. Rời đi Diệp cửa này trong vòng 10 ngày. Diệp Thần Phong đều là tại đây nơi bên trong dãy núi vượt qua, khởi điểm hắn một mực tại tu luyện huyền cấp thượng phẩm chiến kỹ Hàn Băng Long Quyền, cùng với địa cấp hạ phẩm chiến kỹ Lưu Quang Một Kiếm. Diệp Thần Phong tu luyện khởi chiến kỹ đến, có thể nói là tiến triển cực nhanh, ngăn ngắn 10 ngày liền đem Hàn Băng Long Quyền cùng Lưu Quang Một Kiếm cơ bản học xong, đặc biệt là này Hàn Băng Long Quyền. Diệp Thần Phong đã là nắm giữ lô hỏa thuần thanh, Diệp Thần Phong bực này năng lực lĩnh ngộ để bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh cùng bóng đen người giang vận thiên cũng là mặc cảm không bằng. Này Diệp Thần Phong tu luyện khởi chiến kỹ đến, quả thực cùng uống nước sôi như thế đơn giản. Vừa vặn đứng ở trên tảng đá lớn Diệp Thần Phong, đột nhiên lại tiến vào một loại nào đó lĩnh ngộ trạng thái, hắn đem hàn băng long quyền dung nhập vào hàn băng trong kiếm ý. Vừa vặn một chiêu kia chính là đem hàn băng kiếm ý cùng hàn băng long quyền dung hợp về sau hiệu quả. Phải biết yêu thú thân thể so với nhân loại phải cường hãn hơn thượng rất nhiều lần. Hơn nữa diệp thần phong chỉ có thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực. Nhưng kia hỏa con rết nhưng có thông linh cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ tầng thứ. Diệp thần phong một chiêu sẽ đem hỏa con rết cho làm được bị thương thế nghiêm trọng. Có thể thấy được một chiêu này power lớn đến mức nào rồi. Sáp nhập vào hàn băng long quyền kiếm ý. So với đơn độc hàn băng kiếm ý phải mạnh hơn chừng gấp 2. Diệp thần phong nhìn xem chỗ kia ở tức giận hỏa con rết, khóe miệng hắn hiện lên một vệt nụ cười thỏa mãn, nói ra chiêu này power cũng không tệ lắm, về sau chiêu này tự kêu là long tường cửu thiên đi. Bị trọng thương hỏa con rết nhìn thấy diệp thần phong hướng nó tới gần, tại trong con ngươi của nó tránh qua một vệt vẻ do dự sau. Nó xoay người hướng về sơn mạch nơi sâu xa bỏ chạy rồi, yêu thú này cũng đều là có trí khôn, tuy rằng nó hận không thể lập tức đem diệp thần phong nuốt, thế nhưng nó biết mình không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong. Nhìn xem cái kia điên cuồng đào tẩu hỏa con rết, đem từng cây từng cây tráng kiện đại thụ đều đụng ngã. Diệp Thần Phong không có đi truy đuổi ý tứ, trong cơ thể trong gân mạch linh khí dòng sông nhanh chóng vận chuyển, bàn tay phải bên trong trường kiếm màu xám hào quang chói lọi, bỗng nhiên, thoát ly Diệp Thần Phong bàn tay phải, ở trong không khí xẹt qua một đạo kiếm ngân, nhanh chóng hướng về hỏa con rết bay đi. Lưu quang một kiếm, này trường kiếm màu xám rất nhanh sẽ đuổi kịp hỏa con rết, hướng về hỏa con rết đầu đâm đi xuống, có thể là hỏa con rết cảm nhận được nguy hiểm, nó muốn trở mình xoay người né tránh, đáng tiếc tốc độ của nó không có trường kiếm màu xám tốc độ nhanh. Phốc chi, một tiếng. Trường kiếm màu xám trực tiếp chui vào hỏa con rết trong não, đem hỏa con rết đầu cho đâm một cái đối xuyên, hỏa con rết to lớn thân thể trên mặt đất vùng vẫy mấy giây sau đó thân thể cứng đờ, trong nháy mắt không có sinh cơ xa xa Diệp Thần Phong bước chậm đi tới hỏa con rết trước thi thể, đem trường kiếm màu xám trực tiếp rút ra, nhất thời nhất cổ màu trắng óc hình dáng vật thể dâng lên, trong miệng tự nói, này lưu quang một kiếm còn không phải quá thông thạo, địa cấp hạ phẩm chiến kỹ quả nhiên không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Bóng trắng nhân hòa bóng đen người nghe được Diệp Thần Phong lầm bầm lầu bầu, hai người bọn họ là hoàn toàn không có gì để nói rồi, ngăn ngắn trong vòng 10 ngày, có thể đem hàn băng long quyền luyện lô hỏa thuần thanh, thậm chí là đem hàn băng long quyền dung nhập vào hàn băng trong kiếm ý, còn đem địa cấp hạ phẩm chiến kỹ luyện cơ bản có thể triển khai ra, coi như là bóng trắng nhân hòa bóng đen người lúc còn trẻ cũng không làm được. Xoẹt, một tiếng. Diệp thần phong trong tay phải trường kiếm màu xám dùng sức vung lên, kiếm khí màu trắng chợt lóe lên, hỏa con rết lập tức đã bị mở ngực bể bụng rồi, diệp thần phong tại hỏa con rết trong cơ thể lấy ra một viên màu đỏ hình tròn vật thể này chính là hỏa con rết nội đan bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng diệp thần phong trực tiếp đem hồ con rết nội đan cho nhét vào trong miệng tại đem nội đan nuốt vào trong bụng sau đó nhất thời nhất cổ lửa nóng năng lượng trải rộng diệp thần phong thân thể mỗi một góc nói như vậy yêu thú nội đan là dùng làm chế thuốc người tu luyện trực tiếp dùng lời nói rất có thể không thể chịu đựng yêu thú bá đạo năng lượng nhưng bây giờ Diệp Thần Phong vẫn không có học được chế thuốc chi thuật, lần sau hắn tu luyện thần huyết quyết cùng ma tiên quyết đều là thần cấp thượng phẩm công pháp, cái này hai môn công pháp có thể rất hoàn hảo kềm chế yêu thú nội đan bá đạo năng lượng, dùng này đến để Diệp Thần Phong hấp thu, những thứ này đều là bóng trắng nhân hỏa bóng đen người nói cho Diệp Thần Phong. Bất quá, thần huyết quyết cùng ma tiên quyết cái này hai môn công pháp chỉ có thể chỉ một vận chuyển, diệp thần phong chả không cách nào làm được để hai môn công pháp đồng thời vận chuyển đây cho nên tại đem hỏa con rết nội đan nuốt vào trong bụng sau diệp thần phong trong gân mạch hai cái linh khí dòng sông thuộc về thần huyết quyết cái kia linh khí dòng sông nhanh chóng vận chuyển có thần huyết quyết trợ giúp sau đó diệp thần phong là nhanh chóng hấp thu nội đan năng lượng tại sắp đem nội đan năng lượng hấp thu cho tới khi nào xong diệp thần phong đột nhiên cảm giác trong cơ thể linh khí bắt đầu trở nên khởi động sóng dậy này làm cho hắn là thần sắc ngẩn ra, hắn biết đây là dấu hiệu muốn đột phá, tại 10 ngày này bên trong, thêm vào vừa vặn dùng yêu thú nội đan, hắn đã phục dụng 3 viên rồi, mặt khác hai viên nội đan là thông linh cảnh tam trọng thiên yêu thú. Diệp thần phong đương nhiên không thể từ bỏ cái này thời cơ đột phá rồi, hắn bây giờ nhất định muốn không ngừng tăng cao thực lực, không ngừng tăng cao thực lực, tranh thủ có thể sớm ngày đem lâm hân di từ âm minh tông bên trong cứu ra, đồng thời đem âm minh tông bà lão tống xuân mi giết đi, chả phải mau sớm trên đất huyền giới tìm tới nữ nhân của hắn hạ tử ninh diệp thần phong trong miệng hàm răng thật chặt cắn thêm nhanh thêm mấy phần thần huyết huyết vận chuyển bùm bùm từ diệp thần phong khớp xương bên trong truyền ra một trận xương tiếng ma sát sát theo đó nhất cổ thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thật khí thế từ diệp thần phong trên người vang vọng ra diệp thần phong bàn tay trực tiếp nắm thành quyền đầu. Mang trên mặt một vệt vẻ hưng phấn, trong miệng tự nhủ cuối cùng là lại đột phá. Cuối cùng là lại đột phá, nhưng này còn xa xa chưa đủ, ta phải còn muốn tăng nhanh tăng cao thực lực tốc độ, tranh thủ tại một đến hai trong năm trước tiên cứu Gia Lâm Hân Di. Diệp thần phong cái này căn bản là đang cùng thời gian thi chạy, phải biết hắn đến tới đất huyền giới mới ngăn ngắn một tháng ra mặt thời gian, nhưng hắn cũng đã từ thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tăng lên tới thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ rồi e sợ bực này tốc độ tăng lên trên đất huyền giới tuyệt đối là chưa từng có ai. chương 1566, Nguy cơ, bốn đại tông môn, được thanh viêm bao vây lấy diệp thần phong. Hắn hai con trên bả vai vết thương vẫn không có động lại, miệng hắn bên trong nặng nề hộc ra một ngụm chọc khí. cc 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 Chu vi 20 hỏa nhân lần thứ hai biến thành dung nham, chảy vào bốn phía con đường bên trong, Diệp Thần Phong biết mình là ngàn cân treo sợi tóc rồi. Cầm trong tay hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn nhẫn nhịn trên bả vai đau nhức, hắn cảm giác trong cơ thể hỏa chi kiếm ý. Hỏa chi kiếm ý hơi động. Chỉnh thanh hắc huyền kiếm trong nháy mắt trở nên nóng rực cực kỳ, trên thân kiếm được một tầng màu đỏ bao trùm lại rồi. Diệp Thần Phong đột nhiên vung ra hắc huyền kiếm. Một đạo dài hơn một mét hỏa diễm kiếm khí từ trong thân kiếm lướt ra khỏi. Đây chính là cấp 1 hỏa chi kiếm ý rồi. Nhưng mà, tại Diệp Thần Phong vung ra chiêu kiếm này sau, trong cơ thể hỏa kiếm dĩ nhiên lại đột nhiên tăng lên một cấp độ, này làm cho Diệp Thần Phong là mừng rỡ, khi hắn lần nữa vung ra Hắc Huyền kiếm thời điểm, hỏa diễm kiếm khí có dài hơn 2 mét rồi. Nói cách khác đây là cấp 2 hỏa chi kiếm ý rồi. Diệp Thần Phong trong cơ thể hỏa chi kiếm ý không có sẽ ở tăng trưởng này làm cho trong lòng của hắn là một trận phiền muộn. Lão Hắc Giang Vận Thiên cảm thấy Diệp Thần Phong phiền muộn, hắn thở phì phò nói, ngươi chính là cái không biết đủ tiểu tử, mới vừa vặn lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý, ngươi là có thể có cấp hai hỏa chi kiếm ý rồi, ngươi còn có cái gì tốt buồn bực. Hàn băng kiếm ý cùng hỏa chi kiếm ý vừa vặn là hai thái cực, lần này cho ngươi như thế ung dung liền lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý, đồng thời cho ngươi lĩnh ngộ đồng thời trong nháy mắt đã tới cấp hai hỏa chi kiếm ý, nếu như không có lĩnh ngộ Hàn Băng kiếm ý kinh nghiệm, chỉ sợ ngươi hiện tại đã sớm đi gặp Diêm Vương ra rồi. Kỳ thực lão Hắc Giang vận thiên trong lòng là ước ao ghen tị, hắn biết cho dù chính hắn lĩnh ngộ Hàn Băng kiếm ý, có Hàn Băng kiếm ý phụ trợ, hắn cũng không khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế lĩnh ngộ Hỏa Chi kiếm ý, đồng thời để Hỏa Chi kiếm ý đến cấp 2. Tất cả những thứ này chỉ có thể nói rõ Diệp Thần Phong Thiên phú kinh người rồi nhưng Diệp Thần Phong trả gương mặt phiền muộn, một loại cực hạn cảm giác bị thất bại không khỏi tại lão hắc cùng lão bạch tâm trong sản sinh rồi. Mà đang ở Diệp Thần Phong lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý đồng thời. Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối lại. Xích viêm tông nguyên chấp pháp đường trưởng lão ngũ đông nguyên, hắn mang theo ngũ lập cùng ngũ nam sau khi rời đi. Ngũ đông nguyên ba người là một đường đi về phía nam phi hành. Giờ khắc này. Nơi nào đó sơn mạch trong một cái sơn động, lửa trại thiêu đốt. Tại lửa trại bốn phía, ngoại trừ Ngũ Đông Nguyên, Ngũ Lập cùng Ngũ Nam ở ngoài, còn có mặt khác ba cái lão đầu. Ngũ Đông Nguyên tại đây ba cái lão đầu trước mặt có vẻ hơi căng thẳng, Ngũ Lập bởi được Diệp Thần Phong phế ngay lập tức, hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất lên. Về phần Ngũ Đông Nguyên cùng hắn tiểu tôn tử Ngũ Nam, hai người bọn họ là cung kính đứng ở này ba cái lão đầu trước mặt thậm chí bọn hắn không dám cùng này ba cái lão đầu đồng thời ngồi. Này ba cái lão đầu trong, một cái tóc trắng đầy đầu, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, hắn chính là Phong Lôi Tông lão tổ Phùng Quang Sơn. Một thân thực lực tại niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, hắn trên đất huyền giới được gọi là độc phương, trước đó Triệu Lãnh Phong bị chúng tôi lôi toi mạng tán chính là cái này Phùng Quang Sơn chỗ điều chế. Một cái khác mang trên mặt một chút nụ cười lão đầu hắn chính là kiếm vũ sơn trang lão tổ phạm trí dũng, một thân thực lực tại niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ. Cái cuối cùng cơ thể hơi có phần lõm khỏng, liền lông mày đều là màu trắng lão đầu, hắn chính là tinh vân tông lão tổ tả tránh long, một thân thực lực tại niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Trên đất huyền giới tổng cộng có bốn cái nhất phẩm tông môn. Nhất phẩm tông môn chính là địa huyền giới cao cấp nhất thế lực rồi. Này bốn cái nhất phẩm tông môn phân biệt chính là phong lôi tông, kiếm vũ sơn trang, tinh vân tông cùng thiên âm môn rồi. Giờ khắc này, bên trong hang núi Phùng Quang Sơn, Phạm Trí Dũng cùng tạ tránh long chính là trong đó ba cái nhất phẩm tông môn lão tổ. Nhất phẩm tông môn nội tình cực kỳ thâm hậu, từng cái nhất phẩm trong tông môn niết bàn cảnh lão tổ đều không chỉ một người. Nguyên bản tại phi thường đã lâu niên đại, xích viêm tông đồng dạng cũng là nhất phẩm tông môn. Lúc trước xích viêm tông, phong lôi tông, kiếm vũ sơn trang, tinh vân tông cùng thiên âm môn đệ tử, bọn hắn cộng đồng phát hiện một chỗ bí cảnh. Chỗ kia trong bí cảnh chỉ có luân hồi cảnh bên dưới người mới có thể tiến vào, ở đằng kia nơi trong bí cảnh cơ duyên trồng chất, phàm là có thể đi ra chỗ kia trong bí cảnh người, nhất định đem trở thành một đời cường giả. Đồng thời năm đó xích viêm tông năm người tông môn tiến vào bí cảnh đệ tử, bọn hắn còn tại trong bí cảnh phát hiện một đoạn long cốt sau đó đi ngang qua xích viêm tông năm người tông môn tổ tiên nghiên cứu sau đó chỗ kia bí cảnh 100 năm mới sẽ mở ra một lần. Hơn nữa lần thứ hai muốn đi vào bí cảnh bên trong. Ngoại trừ thực lực yếu tại luân hồi cảnh bên dưới bên ngoài, trên người trả nhất định muốn mang theo long cốt mới có thể tiến vào. Sau đó, xích viêm tông năm người tông môn tổ tiên thanh long cốt chế thành lệnh bài, xưng là long cốt lệnh. Xích viêm tông năm người tông môn, mỗi cái tông môn đều có 5 viên long cốt lệnh, mỗi 100 năm này năm cái tông môn có 5 tên đệ tử có thể tiến vào bí cảnh bên trong. Này bí cảnh cũng được gọi là Long Nguyên bí cảnh. Nhưng mà, năm đó xích viêm tông cái này nguyên bản nhất phẩm tông môn, bọn hắn mấy tên tổ tiên một lần rời đi xích viêm tông sau, liền cũng không trở về nữa rồi. Từ đó, xích viêm tông thế lực xuống dốc không phanh, trực tiếp ngã rơi xuống tứ phẩm tông môn phạm trù, mà xích viêm tông vì bảo vệ mình cũng hoàn toàn đoạn tuyệt cùng ngoại giới lui tới biến thành một cái hoàn toàn lánh đời tông môn nhưng phong lôi tông kiếm vũ sơn trang cùng tinh vân tông không muốn buông tha xích viêm tông dù sao xích viêm tông nắm trong tay năm viên long cốt lệnh điều này đại biểu năm cái tiến vào long nguyên bí cảnh danh ngạch điều này đại biểu hay là có thể sáng tạo ra năm cái cường giả đến cho nên tại quá khứ một khoảng thời gian bên trong tại phong lôi tông kiếm vũ sơn trang cùng tinh vân tông bước bách dưới, xích viêm tông không có lựa chọn nào khác giao ra ba viên long cốt lệnh. Bất quá, xích viêm tông cũng có hộ tông đại trận mê vân trận bảo vệ, này phong lôi tông các loại ba đại tông môn trong thời gian ngắn cũng không cách nào nắm xích viêm tông làm sao, trong đó chỉ có thiên âm môn không có cưỡng bước qua xích viêm tông. Xích viêm tông cuối cùng còn dư lại hai khối long cốt lệnh, xích phiêm tông bây giờ lão tổ tàng quang viễn cùng tiền vinh an như thế nào cũng không muốn giao ra rồi dù sao này là tổ tiên lưu lại mà long nguyên bí cảnh cũng là sáng tạo cường giả địa phương thế nhưng phong lôi tông kiếm vũ sơn trang cùng tinh vân tông bọn hắn thì lại làm sao cam tâm hai khối long cốt khiến nắm giữ ở tứ phẩm tông môn xích phiêm tông trong tay đây cho nên xích phiêm tông chấp pháp đường trưởng lão ngũ đông nguyên chính là bọn họ một con cờ mắt thấy Long Nguyên bí cảnh lại qua ba tháng liền muốn mở ra, phong lôi tông, kiếm vũ sơn trang cùng tinh vân tông này ba cái tông môn, bọn hắn lúc này không chỉ dự định đem Long Cốt khiến đoạt lại, bọn hắn còn dự định để xích viêm tông trên đất huyền giới hoàn toàn biến mất. Ngũ Đông Nguyên đem xích viêm tông bên trong chuyện đã xảy ra đối với ba đại tông môn lão tổ nói một lần. Được gọi là độc vương phong lôi tông lão tổ Phùng Quang Sơn, lông mày của hắn chăm chú vừa nhíu, hắn lãnh đạm nói, không thể, trên đất huyền giới không ai có thể hóa giải ta điều chế tôi lôi toi mạng tán, người tận mắt thấy xích viêm tông tông chủ được cứu sống. Ngũ Đông Nguyên có phần lúng túng lắc đầu, nói ra, phùng tiền bối, này thật không có. Phùng Quang Sơn lạnh giọng quát lên, ngu xuẩn, không có tận mắt thấy, người làm sao có thể cho rằng đây là sự thực. Được Phùng Quang Sơn mắng một tiếng ngu xuẩn sau đó ngũ đông nguyên là trở nên run run rẩy rẩy lên, trong lòng của hắn không dám phản kháng chút nào chi tâm. Kiếm Vũ Sơn Trang lão tổ Phạm Trí Dũng, trên mặt hắn trước sau mang theo mỉm cười, hắn nói ra ta nguyên bản là không chờ mong này ngũ đông nguyên có thể giúp đỡ được gì. Tinh Vân Tông lão tổ tạ tránh long, hắn cũng mở miệng nói, ngũ đông nguyên, người cũng coi như là của chúng ta một con chó, người yên tâm, người đại tôn tử ngũ lập, chúng ta sẽ để cho hắn một lần nữa có thể đứng lên. Được nói thành là chó, Ngũ Đông Nguyên trên mặt không có phẫn nộ, trái lại có một tia mừng rỡ, hắn lập tức gật đầu nói, cảm tạ ba vị tiền bối, ta Ngũ Đông Nguyên cam nguyện cả đời làm các ngươi chó, của ta đời đời con cháu đều nguyện ý làm các ngươi chó. Phong lôi tông lão tổ độc vương Phùng Quang Sơn, hắn lần nữa mở miệng nói, Ngũ Đông Nguyên, ngày mai chúng ta trước tiên đi một chuyến xích viêm tông, trước tiên đem xích viêm tông diệt lại nói. Ngũ Đông Nguyên thận trọng nói ra, Phùng tiền bối, nhưng xích viêm tông có mê vân trận che chở phùng quang sơn khinh thường khoát tay áo một cái nói ra yên tâm ta có thể mang theo các ngươi xuyên qua mê vân trận đợi ngày mai qua đi xích viêm tông đem trên đất huyền giới biến thành lịch sử lòng cốt khiến không phải là tứ phẩm tông môn có thể nắm giữ muốn trách cũng chỉ có thể đủ quái xích viêm tông chính mình không biết tự lượng sức mình rồi đêm đen thâm trầm vô tận nguy cơ tại chiều xích viêm tông áp sát rồi mà xích viêm tông tất cả mọi người cùng với Diệp Thần Phong, bọn hắn đều còn không biết sắp chuyện sắp xảy ra. chương 1567, Hỏa Nguyên Quả Lần thứ hai luyện khí Xích viêm tông Hỏa diễm động quật Dưới nền đất hình tròn bên trong mật thất Đối với địa huyền giới tứ đại nhất phẩm tông môn sự tình Đối với long cốt lệnh Đối với long nguyên bí cảnh vân Vân một dãy chuyện vừa vặn lĩnh ngộ cấp hai hỏa chi kiếm ý diệp thần phong chả không biết gì cả. Hình tròn bên trong mật thất chu vi một vòng con đường trong lửa nóng dung nham đã đình chỉ sôi trào, nhiệt độ chung quanh cũng giảm xuống không ít. Diệp thần phong biết muốn để hỏa diễm động trong hố ngọn lửa màu đỏ dập tắt, này liền tất cần phải thanh nơi này lửa nóng dung nham niêm phong lại. Được thanh viêm bao vây lấy diệp thần phong, hắn đã đem hắc huyền kiếm thả lại trên lưng chính lúc Diệp Thần Phong cũng muốn hỏi hỏi Lão Bạch cùng Lão Hắc làm sao Phong ở nơi này lửa nóng rung nham lúc. Mật thất bên trái trên vách tường đột nhiên đã tuôn ra nhất cổ hỏa chi kiếm ý. Tiếp theo tại bên trái trên vách tường cũng hiện ra từng cái từng cái cứng cáp mạnh mẽ đại tự. Có thể xem đến ta nơi này lưu lại cuối cùng một đoạn văn, vậy thì chứng minh có người lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý, ta cũng coi như là có truyền nhân, như vậy ta liền lại đưa truyền nhân của ta một phần lễ vật đi tại sự sống của ta biến mất trước, ta từng ở nơi này gieo hỏa nguyên cây hạt giống, ta muốn truyền nhân của ta lúc đến nơi này, hỏa nguyên cây hạt giống đã triệt để lớn lên. Diệp thần phong đem bên trái trên vách tường lưu lại câu chữ sau khi xem xong. Bên trái con đường bên trong lửa nóng trong dung nham nhanh chóng toát ra từng cái từng cái bọt khí, trong đó lửa nóng dung nham nhanh chóng trở mình vọt lên, một gốc màu đỏ đại thụ từ bên trái con đường trong lửa nóng trong dung nham sông ra cây to này có cao hơn 6 mét, mỗi một tấc vỏ cây thượng đều tràn ngập màu đỏ. Tại cây này trên cành cây mọc ra 3 viên màu lửa đỏ trái cây, mỗi một cái trái cây đều to cỡ nắm tay nhỏ, loại trái này biểu bì mỏng vô cùng. Trong đó bao hàm nhất cổ trầm chậm, chậm lưu động chất lỏng màu đỏ. Từ nơi này ba viên trái cây bên trong có thể cảm nhận được nóng rực năng lượng, đầy đủ linh khí đồng dạng bao hàm ngầm tại trong đó. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cảm ứng được hình tròn trong mật thất biến hóa sau, tiếng nói của hắn vang lên, không nghĩ tới đây còn ẩn tàng một gốc hỏa nguyên cây. Đây cũng là cái kia gọi vương phong bày cơ quan, chỉ có ở nơi này lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý người, hắn mới có thể nhìn thấy bên trái trên vách tường lưu lại, hỏa nguyên cây cũng mới hội từ trong dung nham nhô ra. Này khỏa hỏa nguyên cây Nam e sợ có mấy trăm ngàn năm rồi, hỏa nguyên quả là cực kỳ khó mà kết đi ra ngoài này khỏa hỏa nguyên cây có thể kết ra 3 viên hỏa nguyên quả, này còn muốn quy công cho nơi này lửa nóng dung nham, hỏa nguyên cây thích hợp nhất tại cực hạn nhiệt độ cao bên trong sinh trường. Này ba viên hỏa nguyên quả cũng có thể kết ra có 50.000 năm tả hữu thời gian. Hỏa nguyên quả là một loại phi thường khó mà bảo tồn thiên tài địa bảo, người khi đó tại huyết hồn tộc trong bảo khố cũng không có cướp đoạt đến hỏa nguyên quả, lửa này nguyên quả một khi từ trên cây hái xuống đến, bình thường chỉ có thể bảo tồn khoảng 10 năm có một loại tứ phẩm đan dược vừa vặn yêu cầu hỏa nguyên quả. Loại kia đan dược dược tính mạnh phi thường, phi thường thích hợp thần niệm cảnh người dùng, có thể làm cho ngươi tại hơi ngắn trong một đoạn thời gian, thực lực đạt được tăng nhanh như gió, đặc biệt là này 50.000 năm tả hữu hỏa nguyên quả, luyện chế ra tới đan dược bên trong năng lượng nhất định sẽ càng thêm sung túc. Diệp thần phong nghe lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh mồi lửa nguyên quả giới thiệu, trong lòng của hắn đối tăng cao thực lực là phi thường khát vọng, mà chính lúc Diệp Thần Phong muốn đi lấy xuống ba viên hỏa nguyên quả thời điểm, lão Hắc Giang Vận Thiên mở miệng quát bảo ngưng lại nói, chậm đã. Tại Diệp Thần Phong động tác dừng lại thời điểm, lão Hắc Giang Vận Thiên tiếp tục nói, tiểu tử, người trước không cần vội vã đi lấy xuống ba viên hỏa nguyên quả. Lúc trước người tại viễn cổ thần ma trong mộ địa không phải đạt được một khối vạn năm hỏa vẫn đấy sao? Này vạn năm hỏa vẫn chính là hỏa thuộc tính kim loại, nếu như đưa nó luyện chế thành vũ khí sau đó như vậy có thể tăng lên trên diện rộng hỏa chi kiếm ý power, lần sau nếu như dùng nơi này lửa nóng dung nham đến rèn luyện vạn năm hỏa vẫn, như vậy sẽ khiến cho vạn năm hỏa vẫn bên trong hỏa thuộc tính lực lượng trở nên càng cường hãn hơn. Đương nhiên người bây giờ chỉ là ngũ phẩm luyện khí sư, người chỉ có thể luyện chế ra trung phẩm linh khí, bất quá, người lần trước dùng luyện chế tiên khí tài liệu tím vẫn huyền thiết luyện chế ra trảm nguyệt kiếm, lúc trước ta nói rồi về sau ngươi luyện khí trình độ tăng cao thời điểm, ta có biện pháp cho ngươi lần nữa luyện chế trảm nguyệt kiếm. Mà này vạn năm hỏa vẫn cũng là cực kỳ đặc thù kim loại tài liệu, về sau ngươi đồng dạng có thể một lần nữa luyện chế, ngươi đến bây giờ chân chính trên ý nghĩa luyện chế ra chỉ có trảm nguyệt kiếm. Muốn tại luyện khí bên trên có tăng lên, người nhất định muốn luyện thêm khí. Diệp thần phong đang nghe xong lão hắc giang vận thiên lời nói sau, hắn cũng cảm thấy lão hắc nói không sai, Quan trọng nhất là vạn năm hỏa vẫn luyện chế ra vũ khí có thể tăng lên hỏa chi kiếm ý power, mà dùng nơi này lửa nóng dung nham đến rèn luyện lại có thể tăng lên vạn năm hỏa vẫn hỏa thuộc tính lực lượng. Đã như vậy, như vậy Diệp Thần Phong cũng không phải một cái yêu thích do dự người, khi hắn lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý sau, này hình tròn bên trong mật thất đối với không gian chi lực hạn chế hoàn toàn biến mất rồi. Diệp Thần Phong đã sớm đem trong nhẫn chứa đổ đồ vật toàn bộ để vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới rồi. Diệp Thần Phong thần niệm hơi động, hắn lập tức tại hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới cảm thấy vạn năm hỏa vấn. Diệp Thần Phong thần niệm kéo một cái động. Một khối dài năm gạo, rộng 5 mét màu đỏ rực đồ vật nhất thời xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Khối này màu lửa đỏ đồ vật chính là vạn năm hỏa vẫn rồi. Ban đầu ở viễn cổ thần ma trong mộ địa thời điểm, Diệp Thần Phong nhưng là đem Vạn năm hỏa vẫn phong ấn lên, khi đó bởi Vạn năm hỏa vẫn hỏa thuộc tính năng lượng quá cường hãn, Diệp Thần Phong căn bản vô pháp chạm vào Vạn năm hỏa vẫn, cho nên hắn tại lão Bạch cùng lão Hắc dưới sự chỉ đạo tạm thời phong ấn Vạn năm hỏa vẫn. Này Vạn năm hỏa vẫn cần đại lượng phượng hoàng máu cùng kỳ lân máu, vừa vận tích đã rơi vào một loại nào đó kim loại bên trên mà loại kim loại này trải qua hai loại máu của thần thú trên vạn năm ngâm sau đó hai loại tiên huyết hội hoàn toàn hòa vào kim loại bên trong, mà đồng thời loại kim loại này cũng sẽ đạt được hoàn toàn thuế biến, loại này thuế biến sau kim loại là có thể xưng là vạn năm hỏa vẫn rồi. Đương nhiên cũng không phải hết thảy phượng hoàng cùng kỳ lân tiên huyết đều có thể hình thành vạn năm hỏa vẫn, nhất định muốn hỏa phượng hoàng cùng hỏa kỳ lân tiên huyết. Tại Diệp Thần Phong đem vạn năm hỏa vẫn nắm sau khi đi ra, Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra: "Tiểu tử, thực lực của ngươi bây giờ cùng thuật luyện khí, đem so sánh ban đầu ở viễn cổ thần ma trong mộ địa thời điểm, ngươi đều đã có tăng lên trên diện rộng, thế nhưng này vạn năm hỏa vẫn nhiệt độ ngươi vẫn là không cách nào thừa nhận, ta sẽ truyền dạy cho ngươi một loại luyện khí tân pháp môn, để ngươi có thể miễn cưỡng chịu đựng vạn năm hỏa vẫn hỏa thuộc tính lực lượng." "Đương nhiên, một khi ngươi đem vạn năm hỏa vẫn tự tay luyện chế thành vũ khí, Đồng thời ở trong đó khắc họa linh trận đồ, như vậy đến lúc đó Vạn năm hỏa vẫn bên trong hỏa thuộc tính lực lượng liền sẽ nội liếm, đến lúc đó Vạn năm hỏa vẫn bên trong hỏa thuộc tính lực lượng cũng sẽ bị ngươi sử dụng. Hiện tại, người đầu tiên cần phải làm là mở ra đối Vạn năm hỏa vẫn phong ấn. Mở ra Vạn năm hỏa vẫn phong ấn phương pháp, lão Bạch cùng lão Hắc đã tại Diệp Thần Phong trong đầu biểu diễn một lần. Diệp Thần Phong đem chính mình ngón trỏ cho cắn nát, Hắn lợi dụng máu tươi của mình nhanh chóng ở trong không khí cấu tạo ra được một cái đồ án. Sau đó, Diệp Thần Phong đem trong cơ thể mình linh khí nhanh chóng truyền vào cái này đồ án bên trong. Bàn tay phải nhanh chóng vỗ vào cái này bên trên đồ án. Ở cái này đồ án khác ở Vạn năm hỏa vẫn bên trên đồng thời, Diệp Thần Phong miệng quát phá. Ba, một đạo nhẹ nhàng tiếng vang. Sát theo đó, Vạn năm hỏa vẫn bên trên phong ấn bị giải khai nhất cổ hỏa thuộc tính năng lượng nhất thời từ vạn năm hỏa vẫn bên trong tué phát ra. Cũng may, Diệp Thần Phong thân thể được thanh viêm cho bao trùm rồi, đang đối mặt vạn năm hỏa vẫn bắn ra hỏa thuộc tính năng lượng lúc, Diệp Thần Phong chỉ là cảm giác được nhất cổ cực hạn nóng bước, hắn cũng không hề được vạn năm hỏa vẫn bắn ra hỏa thuộc tính năng lượng gây thương thích. Tiểu tử, lần trước ngươi dùng tím vẫn huyền thiết luyện chế trảm nguyệt kiếm thời điểm, ta truyền thụ ngươi vạn lần rèn đúc pháp, lần này ta muốn truyền dạy cho ngươi một loại tên là thủy luyện pháp tân pháp môn. Loại nước này luyện pháp chính là chuẩn bị vì như ngươi vậy luyện khí sư chuẩn bị, thực lực không cao luyện khí sư tại gặp phải cực kỳ cường hãn hỏa thuộc tính kim loại lúc, luyện khí sư căn bản liền kim loại đều không thể đụng vào, như vậy bọn hắn phải làm sao? Nước này luyện pháp chẳng những có thể hạ thấp hỏa thuộc tính kim loại nhiệt độ, trả đối thuộc tính hỏa kim loại có rèn đúc tác dụng, đương nhiên người muốn luyện chế vạn năm hỏa vẫn, ngoại trừ thủy luyện pháp ở ngoài người chả nhất định muốn phối hợp ta lần trước truyền dạy cho ngươi vạn lần rèn đúc pháp tiểu tử hiện tại ta trước đem thủy luyện pháp tại ngươi trong đầu biểu thị một lần bởi vì ngươi trong cơ thể có trung phẩm bảo khí thủy linh châu cho nên ngươi thi triển thủy luyện pháp hẳn là so với những người khác yếu dễ dàng rất nhiều ngươi nhìn kỹ được rồi lần này chính ngươi cũng không cần sáng tạo linh trận đồ ta chỗ này có một cái phi thường thích hợp khắc hỏa tại vạn năm hỏa vẫn bên trong linh trận đồ chương 1568, Thủy Luyện Pháp. Thiên Kim Chuột, Thủy Luyện Pháp, này chính là lợi dụng thủy áp lực trùng kích đến luyện khí một loại phương pháp. Nói như vậy luyện khí cũng là muốn dùng đến hỏa, này dùng nước đến luyện khí vô cùng ít ỏi thấy. Cho nên, Thủy Luyện Pháp chỉ thích hợp với cực kỳ cường hãn hỏa thuộc tính kim loại. Lão Hát Giang Vận Thiên đã đem Thủy Luyện Pháp tại Diệp Thần Phong trong đầu tỉ mỉ biểu diễn một lần, Diệp thần phong trước mặt vạn năm hỏa vẫn mọc ra 5 mét, rộng cũng có 5 mét đây. Nước này luyện pháp chẳng những có hạ nhiệt độ cùng rèn đúc tác dụng, vẫn có thể sắp xếp ra vạn năm hỏa vẫn bên trong dư thừa tạp chất, muốn luyện chế ra một cái hoàn mỹ pháp bảo đến. Này vạn năm hỏa vẫn bên trong tạp chất nhất định phải toàn bộ sắp xếp đi ra ngoài. Diệp thần phong tạm thời đem bao vây lấy hắn thanh viêm thu hồi bên trong đan điền, hắn và trong cơ thể Thủy Linh Châu lấy được một tia liên hệ, thủy linh châu nhất thời từ diệp thần phong trong thân thể bay ra vững vàng trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn bên trên thủy luyện pháp trọng yếu nhất một cái phân đoạn chính là thủy nguyên tố yếu sung túc có thủy linh châu phụ trợ đây đối với diệp thần phong tới nói quả thực là như hổ thêm cánh rồi diệp thần phong trong đầu nhớ lại vừa vặn lão hắc giang vận thiên thi triển thủy luyện pháp mỗi một bước diệp thần phong cực lực thôi thúc lên đỉnh đầu thủy linh châu cuồn cuộn không đoạn nước năng lượng nhất thời từ trong thủy linh châu sông ra nước năng lượng điên cuồng trào vào diệp thần phong bên trong thân thể diệp thần phong cảm thụ không ngừng tuôn vào bên trong thân thể nước năng lượng sau hắn nhìn xem phía trước mặt tràn đầy cực hạn hỏa thuộc tính năng lượng vạn năm hỏa vẫn hắn hai bàn tay ở trong không khí nhanh chóng kết ấn trong không khí lập tức tạo thành một cái nhạt đồ án màu xanh lam sau đó diệp thần phong lại đem trong cơ thể nước năng lượng hướng về nhạt đồ án màu xanh lam bên trong rót vào mà đi trong không khí toàn bộ nhạt đồ án màu xanh lam ánh sáng tăng mạnh sát theo đó rót vào nhạt đồ án màu xanh lam bên trong nước năng lượng biến thành trong suốt nước đá rồi nước đá từ nhạt đồ án màu xanh lam bên trong hướng về vạn năm hỏa vẫn vào tới nước này năng lượng chuyển hóa thành nước đá không chỉ nhiệt độ vô cùng thấp Ẩn chứa trong đó linh khí cũng phi thường nồng nặc bên ngoài, hơn nữa nước đá lực trùng kích cũng cực kỳ cường hãn. Tại trong suốt nước đá không ngừng xung kích tại vạn năm hỏa vẫn thượng thời điểm. Chi, chi, chi. Cả khối màu đỏ vạn năm hỏa vẫn thượng không ngừng toát ra khói trắng, mơ hồ có đen sắc tạp chất từ vạn năm hỏa vẫn nội bộ phù hiện ra. Đang sử dụng cái này thủy luyện pháp trong quá trình, nước năng lượng là một khắc cũng không có thể dừng lại, một khi đình chỉ như vậy thủy luyện pháp tướng dã chàng xe cát. Cho nên, Diệp Thần Phong chỉ có thể không ngừng lấy trong cơ thể linh khí đến thôi thúc thủy linh châu. Căn cứ lão Hắc Giang vận thiên suy đoán, muốn đem vạn năm hỏa vẫn nhiệt độ tạm thời hạ xuống được, muốn hoàn toàn bài trừ vạn năm hỏa vẫn bên trong tạp chất, Diệp Thần Phong tối thiểu yếu liên tục thi triển một ngày thủy luyện pháp. Bên ngoài trời đã sáng, vừa đen rồi. Một ngày cứ như vậy đi qua trong lòng đất hình tròn trong mật thất. Diệp Thần Phong đã kéo dài thi triển một ngày thủy luyện pháp, trong cơ thể hắn linh khí rất có tiêu hao, sắc mặt cũng hơi có chút trắng bệch, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Trong không khí nhạt đồ án màu xanh lam vẫn không có biến mất. Diệp Thần Phong vẫn cứ tại hướng về nhạt đồ án màu xanh lam bên trong rót vào nước năng lượng. Nước đá không ngừng từ nhạt đồ án màu xanh lam bên trong nhằm phía vạn năm hỏa vẫn trải qua một ngày thủy luyện pháp tẩy lễ sau. Vạn năm hỏa vẫn chỉnh thể thu nhỏ lại một nửa đều ra mặt. Nhiệt độ cũng dưới hạ xuống một cái diệp thần phong có thể lấy tay sờ trình độ. Tại vạn năm hỏa vẫn mặt ngoài bao trùm một tầng dày đặc màu đen vật chất, những thứ này đều là từ vạn năm hỏa vẫn nội bộ sắp xếp ra tạp chất. Diệp thần phong mũi cùng trong miệng khí tức càng ngày càng hỗn loạn rồi, trong cơ thể hắn linh khí cũng trở nên hơi đứt quãng rồi. Lão Hắc Giang Vận Thiên mở miệng nói, được rồi, tiểu tử, hiện tại không sai biệt lắm. Diệp thần phong nghe vậy, hắn lập tức đình chỉ thôi thúc thủy linh châu rồi, mà trong không khí nhạt đồ án màu xanh lam cũng đã biến mất. Giờ khắc này, vạn năm hỏa vẫn cực hạn nhiệt độ cao hoàn toàn bị tạm thời áp chế xuống rồi. Kế tiếp, liền muốn dùng lần trước lấy tím vẫn huyền thiết luyện chế chảm nguyệt kiếm vạn lần rèn đúc pháp đến luyện chế vạn năm hỏa vẫn rồi lấy bây giờ vạn năm hỏa vẫn nhiệt độ, Diệp Thần Phong có thể trực tiếp tại vạn năm hỏa vẫn thượng thi triển vạn lần rèn đúc pháp. Bất quá, Diệp Thần Phong xuất hiện ở trong người linh khí đại lượng tiêu hao, hắn nhất định muốn trước tiên khôi phục một ít trong cơ thể linh khí. Diệp Thần Phong lập tức lấy ra một bình bổ linh đan, tại nuốt bổ linh đan sau đó trong cơ thể hắn linh khí đang nhanh chóng khôi phục. Cùng lúc đó, bên ngoài bóng đêm thâm trầm, một vòng thiếu mất một góc mặt trăng treo treo ở giữa không chung bên trong nhất phẩm tông môn phong lôi tông lão tổ độc phương phùng quang sơn kiếm vũ sơn trang lão tổ phạm trí dũng cùng tinh vân tông lão tổ tạ tránh long này ba cái lão đầu đã tới xích viêm tông vùng rừng rậm kia bên ngoài mà nguyên xích viêm tông chấp pháp đường trưởng lão ngũ đông nguyên còn có hắn đại tôn tử ngũ lập cùng tiểu tôn tử ngũ nam ba người bọn họ nhưng là đi theo phùng quang sơn các loại ba cái lão đầu phía sau phế bỏ ngũ lập được ngũ nam cho đỡ gặp. Bên trong vùng rừng rậm này được bố trí mê vân trận. Chỉ có phùng quang sơn đám người bước vào bên trong vùng rừng rậm sau đó xích viêm tông người mới có thể từ rừng rậm phần cuối bên trong nhà gỗ trong thủy tinh cầu nhìn thấy cảnh tượng. Lúc trước đồng giảng cũng là diệp thần phong tại bước chân vào rừng rậm sau đó tàng quang viễn cùng tiền vinh an mới tại nhà gỗ trong thủy tinh cầu nhìn thấy diệp thần phong thân ảnh. Cho nên, có ở đây không bước vào rừng rậm trước đó, xích viêm tông người là không phát hiện được Phùng Quang Sơn đám người. Phong lôi tông lão tổ độc vương Phùng Quang Sơn, hắn đã nói hắn có thể đủ mang theo những người khác xuyên qua xích viêm tông mê vân trận. Giờ khắc này, đứng ở rừng rậm bên ngoài. Phùng Quang Sơn nhìn xem trong bầu trời đêm thiếu mất một góc mặt trăng, lông mày của hắn hơi nhíu lại, hắn mở miệng nói, nguyên bản ta tính toán hôm nay hẳn là trăng tròn, xem ra số tử vi có biến hóa, lấy đêm nay số tử vi đến xem, trăng tròn yếu tại tứ thiên sau mới có thể xuất hiện rồi, chúng ta chỉ có thể tại ngoài rừng rậm chờ thêm 4 ngày rồi. Chỉ dựa vào chúng ta muốn phải xuyên qua mê vân trận hầu như là không thể nào. Trong khi nói chuyện, Phùng Quang Sơn từ trong lòng lấy ra một con cả người màu vàng, tương tự con chuột đồ vật. Thiên Kim Chuột, Phùng Lão Đầu, đây không phải đã sớm trên đất huyền giới diệt tuyệt sao? ngươi là làm sao lấy được, kiếm vũ sơn trang lão tổ phạm Chí dũng gương mặt ngạc nhiên. Tinh vân tông lão tổ tả tránh long, hắn đang hơi ngạc nhiên sau đó hắn nói ra, khó trách ngươi như thế có tự tin rồi, có hôm nay kim thử sau, đợi được trăng tròn thời điểm, chúng ta phải xuyên qua mê vân trận liền cũng không khó khăn. Hôm nay kim thử chính là là một loại hiếm thấy yêu thú, thậm chí đã tại bây giờ địa huyền giới diệt tuyệt. Phùng Quang Sơn cũng là tại do vận may run rủi đã nhận được một con thiên kim chuột. Hôm nay kim thử hình thể so với phổ thông con chuột hơi lớn thượng gấp đôi mà thôi. Mỗi khi trăng tròn thời điểm, trăng tròn ánh trăng chiếu trên trời kim thử trên người, thiên kim chuột liền sẽ sinh ra đặc biệt biến dị, khứu giác của nó liền sẽ thành gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần, thậm chí là mười vạn lần tăng trưởng. Xích viêm tông bên trong nguyên bản ngũ đông nguyên căn phòng bên trong nhất định là tràn đầy ngũ đông nguyên trên người mùi. Những này mùi người mũi khả năng nghe thấy không ra, thế nhưng biến dị sau thiên kim chuột hẳn có thể bắt lấy những này mùi. Đến lúc đó, chỉ cần để thiên kim chuột trước tiên nghe thấy một cái ngũ đông nguyên trên người mùi, tại đem thiên kim chuột để vào bên trong vùng rừng rậm. Mà phùng quang sơn đám người chỉ muốn đi theo thiên kim chuột đi, bọn hắn thì có thể thuận lợi đi ra mê vân trận, đến xích viêm tông rồi thiên kim chuột mặc dù không có lực công kích, thế nhưng theo nói không có bất kỳ mà mới có thể nhốt lại thiên kim chuột. Chỉ cần có lối ra, thiên kim chuột loại này yêu thú là có thể tìm tới đồng thời rời đi. Cho nên, hiện tại Phùng Quang Sơn đám người chỉ có thể chờ đợi trăng tròn đến rồi. Phong lôi tông lão tổ độc vương Phùng Quang Sơn, hắn sờ sờ trong tay thiên kim chuột, hắn cười lạnh nói, liền để xích viêm tông nhiều còn sống mấy ngày đi. Mà thân ở dưới nền đất trong mật thất Diệp Thần Phong. Đi ngang qua nuốt bổ linh đan sau đó Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí lần thứ hai khôi phục lại. Thủy luyện pháp chỉ có thể tạm thời áp chế lại Vạn năm hỏa vẫn nhiệt độ. Cho nên, Diệp Thần Phong nhất định phải phải mau sớm đem Vạn năm hỏa vẫn luyện chế thành pháp bảo, bằng không đợi đến nhiệt độ lần nữa lên cao thời điểm, Diệp Thần Phong đem lại muốn không cách nào đụng vào Vạn năm hỏa vẫn rồi mà dùng con đường bên trong dung nham rèn luyện, đến đề cao vạn năm hỏa vẫn bên trong hỏa thuộc tính lực lược, này chính là cái cuối cùng bước đi chuyện cần làm, cũng có thể nói là phải đem pháp bảo luyện chế sau khi đi ra, lại dùng nơi này lửa nóng dung nham rèn luyện. Trước đó Diệp Thần Phong đang luyện chế trả nguyệt kiếm thời điểm, hắn đã học được vạn lần rèn đúc pháp, cho nên, hắn đối với vạn lần rèn đúc pháp cũng so sánh thuần thục. Kế tiếp hắn liền muốn thi triển vạn lần rèn đúc pháp. Diệp Thần Phong lần này vẫn cứ muốn dùng Vạn năm hỏa vẫn đến luyện chế một thanh kiếm. Dù sao, Diệp Thần Phong tại đa số vũ khí bên trong, hắn đối với kiếm là ưa thích không rời. Chương 1569, Lĩnh Ngộ Phượng Hoàng Áo Nghĩa. Vạn lần rèn đúc pháp. Một cửa này phương pháp luyện khí nhất định muốn phối hợp với hỏa diễm, lấy hai tay trực tiếp tại luyện khí trong tài liệu rèn đúc một vạn lần lâu dài này vạn lần rèn đúc pháp năng đủ dùng được luyện chế ra tới pháp bảo, hắn trình độ sắc bén cùng cường độ đều đến đỉnh phong, hơn nữa có thể đem tài liệu ưu điểm phát huy đến mức tận cùng. Bất quá, vạn lần rèn đúc pháp một khi bắt đầu, liền không thể giữa đường đình chỉ. Thời gian lại lặng lẽ qua một ngày. Dưới nền đất hình tròn bên trong mật thất, Diệp Thần Phong đã sớm đem thủy linh châu thu hồi trong cơ thể, hắn một bên thi triển thanh viêm thiêu đốt một bên hai tay không ngừng tại vạn năm hỏa vẫn thượng rèn đúc. Diệp Thần Phong đã thi triển vạn lần rèn đúc pháp một ngày rồi. Tại trong ngày này Diệp Thần Phong đoán tạo 9,950 lần, lại rèn đúc 50 lần liền đại công cáo thành. Tại Diệp Thần Phong bên cạnh là một đống được rút khô linh khí linh thạch thượng phẩm, lấy hắn thực lực hôm nay hắn muốn trực tiếp thi triển hoàn chỉnh vạn lần rèn đúc pháp, đây cơ hồ là không thiết thực sự tình, cách mỗi một hồi thời gian, hắn nhất định muốn hấp thu một khối linh thạch thượng phẩm đến bổ sung trong cơ thể linh khí, đương nhiên đang hấp thu linh thạch trong quá trình, vạn lần rèn đúc pháp vẫn không thể dừng lại. Nguyên bản khối này vạn năm hỏa vẫn, hiện tại đã tạo thành một thanh kiếm bộ dáng. Mà trải qua một ngày rèn đúc, Diệp Thần Phong hai tay của là máu thịt be bét, bên trong thân thể của hắn có loại cực độ cảm giác mệt mỏi. Bất quá, Diệp Thần Phong trong miệng cắn chặt hàm răng, bất kể như thế nào, Hắn đều phải đem cuối cùng 50 lần rèn đúc hoàn thành. Trải qua một ngày, được thủy luyện pháp tạm thời áp chế lại nhiệt độ cao, lại đang chậm rãi khôi phục lại. Diệp Thần Phong cái kia một lần lại một lần chạm vào Vạn năm hỏa vẫn hai tay của. Hắn có thể đủ cảm giác được Vạn năm hỏa vẫn nhiệt độ đang không ngừng tăng trở lại, cho nên hắn hiện tại nhất định muốn tăng nhanh tốc độ rồi. Diệp Thần Phong một bên hấp thu linh thạch thượng phẩm, một bên không ngừng tiếp tục rèn đúc mà vạn năm hỏa vẫn nhiệt độ chả đang kéo dài tăng trở lại. Diệp thần phong đụng vào vạn năm hỏa vẫn hai tay của bắt đầu cảm thấy có phần nóng bỏng, hắn cái chán cùng trên gương mặt mồ hôi không ngừng lướt xuống. Còn sót lại rèn đúc số lần đang chậm rãi giảm bớt. Rất nhanh, lông mày vi vi nhíu chặt diệp thần phong, hắn rốt cuộc đoán tạo chín lần. Bây giờ chỉ còn dư lại một lần cuối cùng. Diệp thần phong đang hấp thu một khối linh thạch thượng phẩm sau, phối hợp thiên địa chi hỏa thanh viêm, hắn rốt cuộc hoàn thành lần thứ một vạn rèn đúc. Giờ khắc này, vạn năm hỏa vẫn hoàn toàn lột xác thành một cái trường kiếm màu lửa đỏ. Bất quá, cái này hỏa trường kiếm màu đỏ thượng nhiệt độ vẫn còn tiếp tục tăng trở lại. Lão Hắc Giang Vận Thiên mở miệng nói, tiểu tử, bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, thủy luyện pháp hạ nhiệt độ tác dụng đang chậm rãi biến mất. Người bây giờ nhất định muốn lập tức khắc họa linh trận đồ, chỉ có đang khắc họa linh trận đồ sau đó cái này do vạn năm hỏa vẫn luyện chế thành kiếm, mới có thể chân chính được ngươi sử dụng. Yêu cầu khắc họa linh trận đồ, lão hắc đã truyền thụ cho Diệp Thần Phong rồi. Lần này không cần Diệp Thần Phong chính mình sáng tạo linh trận đồ. Diệp Thần Phong khắc họa lên linh trận đồ tốc độ là tăng lên trên diện rộng rồi. Dù sao ban đầu ở hải tộc bên trong tiểu thế giới thời điểm, Diệp Thần Phong đối với linh trận đồ nắm giữ có thể nói là vô cùng thuần thục. Diệp Thần Phong điều động thần niệm cùng linh khí, hắn bắt đầu tụ tinh hội thần tại hỏa trường kiếm màu đỏ bên trong khắc họa linh trận đồ. Nhưng là, hỏa trường kiếm màu đỏ nhiệt độ bay lên tốc độ cực nhanh, Diệp Thần Phong tay nắm chuôi kiếm, mặc dù có thanh viêm bảo vệ, nhưng hắn vẫn cảm giác được nóng bỏng cảm giác. Tuy nói linh trận đồ là sẵn có, nhưng Diệp Thần Phong khắc họa linh trận đồ cũng cần một ít thời gian. Diệp Thần Phong phải tay tay nắm chuôi kiếm lòng bàn tay. Thanh viêm đã không cách nào triệt để ngăn trở nóng bỏng nhiệt độ rồi. Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác bàn tay phải trong lòng như thiêu như đốt, phảng phất hắn toàn bộ tay đang không ngừng bị nướng chín. Thế nhưng, Diệp Thần Phong hiện tại nhưng phân tâm không được, hắn biết mình nhất định phải phải mau sớm đem linh trận đồ khắc vẽ đi ra, tinh thần của hắn trở nên càng thêm tập trung, hắn tăng nhanh khắc họa linh trận đồ tốc độ thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diệp thần phong nắm chuôi kiếm tay phải biến đến đỏ bừng vô cùng, chính là tay đứt ruột sót, giờ khắc này diệp thần phong thừa nhận đau nhức tuyệt đối là không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Diệp thần phong hàm răng cắn chặt môi, từ trên bờ môi của hắn tràn ra từng tia từng tia tiên huyết. Hỏa trường kiếm màu đỏ bên trong linh trận đồ đã bị khắc hỏa hơn phân nửa, nhưng hỏa trường kiếm màu đỏ thượng nhiệt độ chả đang tăng lên, Diệp Thần Phong nhất định muốn thừa thế sông lên đem còn dư lại một phần nhỏ linh trận đồ một hơi hoàn thành. Lại qua mấy chục phút sau, Diệp Thần Phong tay phải không chỉ đỏ chót cực kỳ, hắn chỉnh bàn tay chả đang liều lĩnh khói trắng rồi, còn tiếp tục như vậy, Diệp Thần Phong chỉnh chiếc tay phải nhất định là yếu phế bỏ. Mà lúc này, Diệp Thần Phong lông mày lại vi vi thư giãn ra. Hỏa trường kiếm màu đỏ bên trong linh trận đồ hoàn thành. Tại linh trận đồ hoàn thành nháy mắt, hỏa trường kiếm màu đỏ thượng nóng bỏng nhiệt độ cao trong nháy mắt thu liễm đi vào. Chỉnh cây đuốc đỏ trường kiếm khôi phục bình thường nhiệt độ. Diệp thần phong liền vội vàng đem luyện chế thành hỏa trường kiếm màu đỏ đưa tới trong tay trái, mà hắn toàn bộ đỏ bừng tay phải hầu như không có bất kỳ chi giác. Diệp thần phong nhìn xem trong tay trái hỏa trường kiếm màu đỏ, thanh trường kiếm này tạm thời cũng chỉ có thể đủ tính là trung phẩm linh khí, hắn tự nói, về sau thanh kiếm này tự kêu là hỏa vẫn kiếm đi. Đây là Diệp Thần Phong chân chính trên ý nghĩa luyện chế thanh thứ hai kiếm, thanh thứ nhất kiếm chính là trảm nguyệt kiếm. Diệp Thần Phong trong cơ thể cấp hai hỏa chi kiếm ý hơi động. Hắn trong tay trái hỏa vẫn kiếm đột nhiên vung ra, nhất cổ lửa nóng năng lượng từ hỏa vẫn trong kiếm bắn ra. Nguyên bản cấp hai hỏa chi kiếm ý có thể thả ra dài hơn 2 mét hỏa diếm kiếm khí, nhưng bây giờ hỏa diếm kiếm khí lại đã tới gần 3 mét. Xem ra này vạn năm hỏa vẫn luyện chế thành hỏa vẫn kiếm thật sự có thể tăng lên hỏa chi kiếm ý power. Tiểu tử, bây giờ cái này hỏa vẫn kiếm chỉ là trung phẩm linh khí, vạn năm hỏa vẫn bên trong phần lớn năng lượng đều không thể thả ra ngoài, chỉ có chờ ngươi về sau không ngừng tăng lên hỏa vẫn kiếm phẩm bậc, này vạn năm hỏa vẫn chân chính sức mạnh mới sẽ thể hiện ra hiện tại người đem hỏa vẫn kiếm để vào dung nham bên trong rèn luyện đi đi qua nơi này dung nham ba ngày ba đêm rèn luyện lửa này vẫn kiếm bao ơ hẳn là vẫn có thể tăng lên một chút diệp thần phong khi nghe đến lão hắc giang vận thiên lời nói sau hắn không chút do so dự liền đem hỏa vẫn kiếm để vào lửa nóng dung nham bên trong rèn luyện dù sao hỏa vẫn kiếm yếu rèn luyện ba ngày ba đêm diệp thần phong thật cũng không vội vã rời đi nơi này rồi đầu tiên Diệp thần phong đem hỏa nguyên trên cây ba viên 50.000 năm tả hữu hỏa nguyên quả đem hái xuống, để vào hắn hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Tiếp lấy, diệp thần phong liền trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, hắn đem linh khí không ngừng hướng về đỏ bừng trên tay phải rót vào, hắn muốn phải mau sớm đem tay phải khôi phục như cũ. Ba ngày thoáng qua liền qua, được ngâm tại lửa nóng trong dung nham hỏa vẫn kiếm, trải qua ba ngày rèn luyện sau đó chỉnh cây đuốc vẫn kiếm màu sắc trở nên càng thêm hỏa hồng rồi diệp thần phong đem hỏa vẫn kiếm từ trong dung nham lấy ra ngoài hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được hỏa vẫn trong kiếm hỏa năng lượng tăng cường không ít diệp thần phong nhắm mắt lại cảm ứng trong tay hỏa vẫn kiếm tay phải của hắn cũng hoàn toàn khôi phục lại đột nhiên diệp thần phong hai cái lông mày trong nháy mắt vặn lên hắn tại hỏa vẫn trong kiếm cảm thấy một tia phượng hoàng khí tức vạn năm hỏa vẫn chính là do rất nhiều phượng hoàng máu cùng kỳ lân máu ngâm mà hình thành, Diệp Thần Phong có thể ở trong đó cảm giác được phượng hoàng khí tức ngược lại cũng chẳng có gì lạ rồi. Nhưng Diệp Thần Phong tại cảm giác được một tia phượng hoàng khí tức sau, hắn toàn bộ trong nháy mắt tiến vào một loại phi thường trạng thái kỳ diệu bên trong, trong đầu hắn phảng phất có sống sờ sờ phượng hoàng đang bay múa. Những này Phượng Hoàng để Diệp Thần Phong trong đầu có một loại vi diệu hiểu ra, hắn phảng phất cảm giác mình lĩnh ngộ được một ít cái gì. Diệp Thần Phong nhắm mắt thật chặt con ngươi. Đợi đến Diệp Thần Phong mở mắt lần nữa thời điểm, hắn hai con trong con ngươi tránh qua một vệt phượng hoàng đồ án. Sát theo đó, Diệp Thần Phong cấp hai hỏa chi kiếm ý hơi độc, trong tay hỏa vẫn kiếm lần thứ hai vung ra. Chỉnh cây đuốc vẫn kiếm trong nháy mắt bị ngọn lửa cho bao trùm rồi, hai tiếng phượng hót từ hỏa vẫn trong kiếm truyền ra. Sát theo đó, hai con hình thể to lớn hỏa phượng hoàng từ trong thân kiếm bật đi ra hướng về phía trước vách tường phóng đi cái này hai chỉ to lớn hỏa phượng hoàng trông rất sống động phảng phất là thật sự hỏa phượng hoàng bình thường oanh oanh hai tiếng trên vách tường để lại hai cái hố sâu này bốn phía vách tường tài liệu cực kỳ không bình thường bằng không tại thừa nhận lấy công kích như vậy sau đó sợ là sớm đã sụp đổ diệp thần phong có phần ngốc trệ bởi vì Diệp Thần Phong cảm giác được xuất vừa vặn thi triển cấp 2 hỏa chi kiếm ý, dĩ nhiên so với cấp 3 hàn băng kiếm ý long tường cửu thiên cường hãn thượng gấp 3 khoảng trưng. Này làm cho Diệp Thần Phong có một loại trợn mắt hốc mồm cảm giác. Mà lão hắc giang vận thiên lại mở miệng rồi, tiếng nói của hắn cũng có chút không yên ổn tĩnh, tiểu tử, ta biết người nghi vấn trong lòng, người chiêu kia long tường cửu thiên, chỉ là đem huyền cấp thượng phẩm chiến kỹ hàn băng long quyền, hòa vào ở hàn băng trong kiếm ý, cho nên, người chỗ thả ra màu trắng cự long chỉ là giống như mà thôi, trong đó cũng không hề long chân chính khí tức. Mà vừa vặn ngươi thả ra hỏa phượng hoàng, chỉ sợ là ngươi lính ngộ phượng hoàng áo nghĩa, đem phượng hoàng áo nghĩa dung nhập vào hỏa chi kiếm ý bên trong, ngươi thả ra hỏa phượng hoàng bên trong ẩn chứa chân chính phượng hoàng khí tức, một chiêu này đương nhiên có thể rất xa bỏ qua long tường cửu thiên rồi. Này có thể áo nghĩa a -H. Ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi là áo nghĩa? Này áo nghĩa võ học chính là có thể gặp không thể cầu, có thể lĩnh ngộ áo nghĩa võ học người có người nào không là thiên tài. Mà tiểu tử ngươi cứ như vậy thật đơn giản lĩnh ngộ phượng hoàng áo nghĩa. Tiểu tử, ta hiện tại phải yếu thừa nhận, ta thật sự làm ước ao ngươi, cũng tương tự làm đố kỵ ngươi. Chương 1570, đuổi tận giết Việt. Áo nghĩa võ học trên đất huyền giới chính là là cực kỳ hiếm thấy thậm chí toàn bộ huyền giới lĩnh ngộ áo nghĩa võ học người mười ngón tay đầu đều đếm ra. Này áo nghĩa võ học thiên biến vạn hóa, nói thí dụ như lĩnh ngộ phượng hoàng áo nghĩa người, này phượng hoàng áo nghĩa có thể diễn biến suốt các loại chiến kỹ. Đồng dạng cũng có một chút chiến kỹ là chuyên môn vì lĩnh ngộ áo nghĩa võ học người chuẩn bị, vậy người tu luyện cho dù học xong những này chiến kỹ, bọn hắn cũng không cách nào tướng uy lực phát huy ra, chỉ có lĩnh ngộ áo nghĩa võ học người mới có thể đem các loại chiến kỹ power chân chính phát huy ra. Loại này chuyên môn vì lĩnh ngộ áo nghĩa người chuẩn bị chiến kỹ, tên là áo nghĩa chiến kỹ. Bất quá, áo nghĩa chiến kỹ tại toàn bộ địa huyền giới đã sớm thất truyền, địa huyền giới những kia lĩnh ngộ áo nghĩa võ học người, bọn hắn đối áo nghĩa võ học cũng là kiến thức nửa vời. Này áo nghĩa võ học chủng loại nhiều vô cùng, Diệp Thần Phong lĩnh ngộ phượng hoàng áo nghĩa, đây coi như là thần thú loại áo nghĩa, này thần thú loại áo nghĩa còn có huyền vu áo nghĩa, chu tước áo nghĩa, thanh long áo nghĩa, bạch hổ áo nghĩa vân. Vân một loạt, đương nhiên ngoại trừ thần thú áo nghĩa ở ngoài, còn có ngũ hành áo nghĩa, nói thí dụ như kim áo nghĩa, mộc chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa vân vân. Ngoại trừ thần thú áo nghĩa cùng ngũ hành áo nghĩa ở ngoài, còn có còn lại rất nhiều phân loại áo nghĩa. Áo nghĩa võ học chủng loại tuy rằng nhiều vô cùng, nhưng là muốn lĩnh ngộ lại cực kỳ khó khăn, bình thường chỉ có thiên phú cực kỳ xuất chúng người, mới có thể lĩnh ngộ áo nghĩa võ học. Đương nhiên lão Bạch Ngô Phong dối rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên, bọn hắn khi còn sống đồng dạng là lĩnh ngộ thuộc về mình áo nghĩa, nhưng bọn họ năm đó lĩnh ngộ áo nghĩa tốn không ít thời gian. Nhưng Diệp Thần Phong lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa liền nhẹ nhàng như vậy thành công. Lần sau lão Bạch cùng lão Hắc khi còn sống, hai người bọn họ nhưng là nhân vật nổi tiếng, bọn hắn lĩnh ngộ áo nghĩa không chỉ một loại tại lão bạch cùng lão hắc niên đại đó hai người bọn họ là duy nhất lĩnh ngộ năm loại áo nghĩa người cùng hai người bọn họ cùng một thời đại các lộ thiên tài tối đa cũng chỉ lĩnh ngộ bốn loại áo nghĩa mà thôi diệp thần phong từ lão bạch cùng lão hắc trong miệng cũng đại khái hiểu được áo nghĩa võ học hắn cảm ứng được trong cơ thể của mình xác thực có một tia phượng hoàng khí thức tồn tại đây chính là hắn lĩnh ngộ phượng hoàng áo nghĩa nhưng Diệp Thần Phong muốn đơn độc thanh phượng hoàng áo nghĩa điều động đi ra, hắn lại dù như thế nào cũng không làm được, chỉ có đang sử dụng hỏa chi kiếm ý thời điểm. Hắn mới có thể đem phượng hoàng áo nghĩa hòa vào tại hỏa chi kiếm ý bên trong đồng thời triển khai ra. Lão Bạch, Lão Hắc, ta làm sao không cách nào đơn độc điều động phượng hoàng áo nghĩa? Diệp Thần Phong không khỏi mở miệng hỏi. Lần này lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh hồi đáp, tiểu gia hỏa, áo nghĩa võ học khá là phức tạp, lấy thực lực của ngươi bây giờ, ngươi không cần tốn tâm tư đi nghiên cứu Phượng Hoàng Áo Nghĩa rồi, có thể đem Phượng Hoàng Áo Nghĩa hòa vào hỏa chi kiếm ý bên trong triển khai ra, này đối với hiện tại ngươi đã là vậy là đủ rồi. Chờ sau này chúng ta sẽ dạy ngươi thi triển Áo Nghĩa. Hiện tại ngươi quan trọng nhất là mau chóng tăng cao thực lực. Được Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh vừa nói như thế, Diệp Thần Phong ngược lại cũng cảm thấy phi thường có đạo lý. Hắn xem trong tay hỏa vẫn kiếm, Hắn đột nhiên nhìn thấy hỏa vẫn kiếm trên chuôi kiếm chẳng biết lúc nào thêm một con trông rất sống động phượng hoàng đồ án. Diệp Thần Phong nhưng nhớ rõ cây đuốc vẫn kiếm từ trong dung nham nắm lúc đi ra, trên chuôi kiếm vẫn không có cái này đồ án, nói cách khác tại Diệp Thần Phong lĩnh ngộ phượng hoàng áo nghĩa sau, lửa này vẫn trên thân kiếm mới không giải thích được nhiều hơn một chim phượng hoàng đồ án. Diệp Thần Phong biết vạn năm hỏa vẫn là hỏa phượng hoàng cùng hỏa kỳ lân tiên huyết ngâm mà hình thành nếu có thể từ đó lĩnh ngộ phượng hoàng áo nghĩa như vậy là không phải cũng có thể lĩnh ngộ được kỳ lân áo nghĩa diệp thần phong nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng nổi lửa vẫn trong kiếm kỳ lân hơi thở nhưng hắn căn bản không cảm giác được bất kỳ một tia kỳ lân khí tức lão hắc giang vận thiên tự nhiên đoán được diệp thần phong ý nghĩ trong lòng rồi hắn không vui nói tiểu tử ngươi cho rằng áo nghĩa võ học là dễ dàng như vậy có thể lĩnh ngộ sao Phượng Hoàng áo nghĩa xem như là quả thực tương đối cao áo nghĩa rồi, kỳ lân áo nghĩa cũng là phi thường cao cấp áo nghĩa. Người có thể lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa, đây là người đột nhiên hiểu ra, cũng là cơ duyên của người vị trí, người cho rằng áo nghĩa võ học là trên đường cái nát cải trắng sao. Kỳ thực lão Hắc Giang Vận Thiên còn có một câu nói giấu ở trong lòng, nếu như Diệp Thần Phong có thể liên tục lĩnh ngộ hai loại cao cấp áo nghĩa, ra như vậy Hắc E sợ thật sự hội gặp trở ngại rồi, hắn và Lão Bạch khi còn sống nhưng là đỉnh cấp thiên tài, nhưng càng cùng Diệp Thần Phong so sánh, bọn hắn liền càng cảm thấy bọn hắn năm đó đỉnh cấp thiên tài danh xưng thật sự chính là một cái giám chó. Diệp Thần Phong tại hỏa vẫn trong kiếm tạm thời cũng không cảm giác được kỳ lân khí tức, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ lĩnh ngộ kỳ lân áo nghĩa ý niệm. Vừa vặn một chiêu dung hợp phượng hoàng áo nghĩa cùng cấp hai hỏa chi kiếm ý chiêu thức, lại tăng thêm dùng lửa vẫn kiếm triển khai ra, hiện tại Diệp Thần Phong cuối cùng cũng coi như rõ ràng chỉ là cấp 2 hỏa chi kiếm ý, vì cái gì có thể so với cấp 3 hàn băng kiếm ý mạnh hơn gấp 3 chừng. Diệp Thần Phong phải cầm trong tay hỏa vẫn kiếm, hắn tự nói, chiều này về sau tự kêu là Phượng Hoàng Dương cánh đi. Sau đó, Diệp Thần Phong lại nói lầm bầm, xem ra sau này còn phải muốn lĩnh ngộ mộ một loại liên quan với lòng áo nghĩa đây. Bằng không long tường cửu thiên còn thật sự hào nhoáng bên ngoài rồi lão bạch cùng lão hắc đối với cái này chỉ có thể liên tiếp cười khổ rồi xem ra diệp thần phong còn thật sự thanh áo nghĩa võ học cho rằng là nát cải trắng chả liên quan với long áo nghĩa đây bất kể là thanh long áo nghĩa hỏa long áo nghĩa vẫn là băng long áo nghĩa vân vân một loạt long áo nghĩa bất luận một loại nào long áo nghĩa đều phải so phượng hoàng áo nghĩa cùng kỳ lân áo nghĩa cao cấp một ít ba viên năm mươi ngàn năm tả hữu hỏa nguyên quả cũng thu nhập hỗn độn trong nhẫn rồi hỏa chi kiếm ý cũng lĩnh ngộ, hỏa vẫn kiếm cũng luyện chế thành công rồi, thậm chí Diệp Thần Phong vẫn còn ở nơi này lĩnh ngộ phượng hoàng áo nghĩa. Diệp Thần Phong lần này bị vây ở chỗ này dưới nền đất hình tròn trong mật thất cũng đáng giá. Bây giờ là thời điểm rời đi nơi này rồi, Diệp Thần Phong hỏi, Lão Bạch, Lão Hắc, ta muốn làm sao Phong ở nơi này dung nham? Bằng không hỏa diễm động trong hố ngọn lửa màu đỏ chắc chắn sẽ không chính mình dập tắt a. À. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, người yên tâm, thần của ta niệm đã sớm quan sát qua cái này mật thất, người đi tới mật thất bên phải vách tường trước, ở bên phải bên tường thượng cần phải có một cái cơ quan, căn cứ ta đối cái này mật thất phân tích, nơi đó cơ quan hẳn có thể đem nơi này dung nham tạm thời phong bế ở. Nghe vậy, Diệp thần phong đi tới bên phải vách tường trước, đang lục lọi một trận sau đó hắn tìm tới lão Bạch trong miệng cơ quan, Hắn dùng sức đem trên vách tường một khối vi vi nhô ra tảng đá đè xuống. Sát theo đó, mật thất chu vi con đường bên trong lửa nóng dung nham nhiệt độ đang nhanh chóng bị phong bế ở. Rất nhanh, toàn bộ trong mật thất nhiệt độ liền mức độ lớn giảm xuống. Theo, con đường bên trong dung nham nhiệt độ không ngừng hạ thấp, hỏa diễm động trong hố ngọn lửa màu đỏ cũng đang nhanh chóng biến mất. Giờ khắc này, hỏa diễm động quật bên ngoài trong bầu trời đêm treo một vòng không có bất kỳ thiếu hụt trăng tròn. Nguyên bản xích viêm tông lão tổ tàng quang viễn cùng tiền vinh an hai người này, bọn hắn chuẩn bị một mực tải hỏa diễm động quật bên ngoài chờ đợi. Mà mê vân trận nhưng là do xích viêm tông tông chủ triệu lãnh phong tạm thời thủ hộ. Nhưng vừa vặn triệu lãnh phong vội vội vàng vàng đến nói cho tàng quang viễn cùng tiền vinh an một chuyện. Cho nên, hai cái này lão đầu không nhìn thấy hỏa diễm động trong hố ngọn lửa màu đỏ dập tắt đang tại dập tắt, bọn hắn rồi cùng triệu lãnh phong đồng thời vội vội vàng vàng rời khỏi. Giờ khắc này, xích viêm tông bên ngoài, rừng rậm phần cuối bên trong nhà gỗ, tàng quang viễn cùng tiến vinh thông qua trong nhà gỗ quả cầu thủy tinh, bọn hắn thấy rõ ràng có người xông vào mê vân trận bên trong. Những này xông vào mê vân trận chính là phong lôi tông lão tổ độc vương Phùng Quang Sơn, Kiếm Vũ Sơn Trang lão tổ Phạm Chí Dũng cùng Tinh Vân Tông lão tổ Tạ tránh Long cùng với xích Viêm Tông kẻ phản bội ngũ Đông Nguyên, ngũ lập cùng ngũ nam rồi. Tàng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An hai cái này lão đầu, bọn hắn đương nhiên là nhận ra Phùng Quang Sơn đám người rồi. Bọn hắn thông qua quả cầu thủy tinh nhìn thấy Phùng Quang Sơn các loại người thật giống như theo vật gì đó đi. Đợi đến Tàng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An cẩn thận nhìn xem quả cầu thủy tinh thời điểm hai người bọn họ không khỏi bật thốt lên thiên kim chuột. Bọn hắn thậm chí có thiên kim chuột loại này diệt tuyệt yêu thú. Tàng quang viễn cùng tiền vinh an đồng dạng biết thiên kim chuột tác dụng. Mỗi khi trăng tròn thời khắc, trăng tròn nguyệt quang chiếu vào thiên kim chuột trên người lúc, thiên kim chuột liền sẽ phát sinh biến dị, khứ giác của nó sẽ trở thành gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần, thậm chí là mười vạn lần tăng trưởng chỉ cần để biến dị thiên kim chuột trước tiên nghe thấy một cái ngũ đông nguyên trên người mùi, tại xích viêm tông bên trong khẳng định có rất nhiều nơi trả lưu lại ngũ đông nguyên mùi, những này mùi thiên kim chuột đều có thể bắt lấy. Chỉ muốn đi theo thiên kim chuột đi, phùng quang sơn đám người thì sẽ không bị vây ở mê vân trong trận rồi. Tiền Vinh An trên mặt hiện lên một việc trước nay chưa có nghiêm nghị, hắn nói ra, lần này phong lôi tông, kiếm vũ sơn trang cùng tinh vân tông, bọn hắn nhất định là mưu hoa đã lâu rồi, xem ra bọn hắn không chỉ muốn cướp đoạt long cốt làm. Một bên tàng quang viễn cao mày đem lời nhận lấy, hắn thở dài một hơi nói ra, bọn họ là muốn đem chúng ta xích viêm tông đuổi tận giết tuyệt a hát. Trường 1571, vô tận tuyệt vọng. Mê vân trận bên trong huyến cảnh trồng chất. Phong lôi tông lão tổ độc phương phùng quang sơn đám người, bọn họ đều là niết bàn cảnh cao dai cường giả, bọn hắn võ đạo chi tâm phi thường kiên định bằng không bọn hắn cũng không khả năng đột phá đến niết bàn cảnh rồi phùng quang sơn bọn người biết mê vân trận bên trong hết thảy đều là ảo giác tuy rằng những này ảo giác đúng là phi thường đáng sợ nhưng này đối với bọn hắn tới nói chỉ là hơi chút sinh ra một ít ảnh hưởng này mê vân trận bên trong khâu trọng yếu nhất chính là mê chữ cho dù có thể chống lại trong đó ảo giác này mê vân trận chả sẽ cho người lạc lối phương hướng thậm chí là niết bàn cảnh cường giả bị bao vây trong đó, bọn hắn cũng không cách nào tìm tới cửa ra. Xích viêm tông kẻ phản bội ngũ đông nguyên, ngũ lập cùng ngũ nam ba người này, bọn hắn sắc mặt có chút tái nhợt đi theo phùng quang sơn đám người phía sau, nếu như đơn riêng chỉ là ngũ đông nguyên ba người bọn họ lời nói, như vậy e sợ mê vân trận bên trong ảo giác là có thể hại chết bọn họ. Mà bây giờ có phong lôi tông phùng quang sơn, kiếm vũ sơn trang phạm Chí dũng cùng tinh vân tông tạ tránh long ở mặt trước chống đỡ có này ba tên niết bàn cảnh cường giả chống đối ngũ đông nguyên ngũ lập cùng ngũ nam ba người này bọn hắn hầu như sẽ không được đến ảnh hưởng quá lớn rồi bây giờ liền mê vân trận bên trong khâu trọng yếu nhất cũng mất đi tác dụng phùng quang sơn đám người là theo sát ở biến dị thiên kim chuột phía sau chỉ sợ bọn họ không tốn thời gian dài liền có thể đi ra mê vân trận rồi cùng lúc đó hồn nhiên thật không biết bây giờ xích viêm tông tình thế diệp thần phong. Hắn tại đem dưới nền đất lửa nóng nhân cho niêm phong lại sau đó hắn về tới hỏa diễm động quật chung. Giờ khắc này, hỏa diễm động trong hố ngọn lửa màu đỏ toàn bộ dập tắt. Nguyên bản bị ngọn lửa ngưng tụ thành sáu sợi dây to sâu ở giữa không trung hỏa long đỉnh, tại trong hang động ngọn lửa màu đỏ biến mất không còn một mống sau. Sáu cái hỏa diễm ngưng tụ mà thành dây thường đương nhiên cũng đã biến mất. Bây giờ trung phẩm địa chi hỏa long đỉnh an tĩnh đứng lặng ở trên mặt đất. Một lần nữa trở về hỏa diễm động trong hố diệp thần phong, hắn lập tức đi tới được rồi hỏa long đỉnh trước, lấy tay đi chạm đến. Vị này hỏa long đỉnh thượng trả lưu lại hơi ấm. Diệp thần phong tại hỏa long đỉnh bên trong nhìn thấy một quyển cổ điển điển tịch. Này cổ điển điển tịch là dùng đặc thù chất liệu chế thành, bằng không trước đó hỏa long đỉnh được ngọn lửa màu đỏ bao vây, này bản điển tịch đã sớm đã hòa tan. Diệp thần phong thô sơ giản lược nhìn một lần, này bản điển tịch bên trong ghi lại là cái kia vương phong khi còn sống kinh nghiệm chế thuốc. Đây đối với những người khác tới nói hay là trí bảo, nhưng đối với Diệp Thần Phong tới nói căn bản chó má đều không đáng, bởi vì Lão Bạch Nhưng là trí tôn luyện dược sư, mà Vương Phong khi còn sống chỉ là bát phẩm luyện dược sư mà thôi. Có Lão Bạch chỉ điểm sau đó này bản điển tịch đối với Diệp Thần Phong tới nói đương nhiên một chút tác dụng cũng không có diệp thần phong tiện tay đem hỏa long đỉnh thu hồi hỗn độn bên trong chiếc nhẫn hắn biết bây giờ không phải là xem xét hỏa long đỉnh lúc hắn tiến vào hỏa diễm động quật đã đã nhiều ngày hắn hiện tại hẳn là trước tiên muốn đi cùng tằng quang viễn đám người báo cái bình an nhưng mà tại hỏa long đỉnh bị bắt vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới sau diệp thần phong đột nhiên cảm giác trong cơ thể trong gân mạch linh khí dòng sông tự chủ vận chuyển bên trong thân thể linh khí cũng đột nhiên một cái kéo lên, bên trong thân thể mỗi một tế bào nhất thời trở nên nhảy cẫng hoan hô lên. Đợi được Diệp Thần Phong tỉnh hồn lại thời điểm, thực lực của hắn đã từ thần niệm cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Thuận lợi khóa nhập tứ trọng thiên sơ kỳ rồi. Lần đột phá này là cực kỳ nước chảy thành sông, dù sao Diệp Thần Phong trong lòng đất bên trong mật thất, đầu tiên là cùng hỏa nhân chiến đấu, sau đó lại là lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý, luyện chế hỏa vẫn kiếm, lĩnh ngộ phượng hoàng áo nghĩa. Này một dãy chuyện đều cực kỳ tiêu hao linh khí. Cho nên, Diệp Thần Phong trong lúc vô tình liền phá tan bình cảnh, thuận lợi khóa nhập thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Diệp Thần Phong khóe miệng vi vi dương lên, lần này tới hỏa diễm động quật thật sự chính là đáng giá rồi, tất hắn còn chiếm được ba viên 50.000 năm tả hữu hỏa nguyên quả đây. Theo lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói tới lửa này nguyên quả có thể luyện chế một loại phi thường thích hợp Diệp Thần Phong bây giờ dùng đan dược, loại đan dược này có thể làm cho thực lực của hắn có một lần nhanh chóng tăng lên. Nguyên bản Diệp Thần Phong cho rằng xích viêm tông tông chủ triệu lãnh phong còn tại ngoài hang động chờ hắn. Mà khi Diệp Thần Phong đi ra hỏa diễm động quật thời điểm, bên ngoài thậm chí ngay cả một cái quỷ ảnh tử đều không có, này làm cho hắn là buồn bực bĩu môi. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn trong bầu trời đêm trăng tròn, hắn hướng về xích viêm tông đại điện phương hướng đi đến. Mà ở diệp thần phong rời đi hỏa diễm động quật thời điểm. Xích viêm tông lão tổ tàng quang viễn cùng tiền vinh an cùng với tông chủ triệu lãnh phong, ba người bọn họ cũng đã rời khỏi rừng rậm phần cuối nhà gỗ. Bọn hắn biết phùng quang sơn đám người có ngày kim thử, mê vân trận căn bản giữ không nổi bọn họ. Giờ khắc này, tàng quang viễn, tiền vinh an cùng triệu lãnh phong ba người này, bọn hắn đứng ở trước đại điện mặt một mảnh to lớn trên quảng trường. Vừa vận triệu lãnh phong đã thông báo tất cả nội môn trưởng lão đến quảng trường tập trung. Về phần xích viêm tông ngoại môn trưởng lão cùng đệ tử, những người này đi tới trên quảng trường chỉ biết làm loạn thêm, dù sao phùng quang sơn đám người nhưng là niết bàn cảnh cường giả, cho nên tàng quang viễn cùng tiền vinh an không để cho triệu lãnh phong thông báo ngoại môn trưởng lão cùng xích viêm tông đệ tử. Rất nhanh, xích viêm tông tất cả nội môn trưởng lão đều tập trung vào trên quảng trường. Làm tăng quang viễn cùng tiền vinh an vừa định muốn nói rõ tình huống thời điểm. Ba cỗ khí thế cường hãn đang nhanh chóng hướng về trước đại điện quảng trường gần. Chỉ là thời gian mấy hơi thở. Phong lôi tông lão tổ độc vương Phùng Quang Sơn, kiếm vũ sơn trang lão tổ Phạm Trí Dũng cùng tinh vân tông lão tổ Tạ Tránh Long, ba người bọn hắn thân ảnh liền xuất hiện tại trên quảng trường. Ở đây xích viêm tông nội môn trưởng lão nhất thời nín thở, từng cái khuôn mặt lộ ra hốt hoảng biểu lộ. Những này xích viêm tông nội môn trưởng lão, bọn hắn rõ ràng cảm thấy phùng quang sơn thực lực tại niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, phạm trí dũng thực lực tại niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, tạ tránh long thực lực cũng đang niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Mà bọn hắn xích viêm tông lão tổ tàng quang viễn chỉ có niết bàn cảnh nhất trọng thiên trung kỳ, tiền vinh an cũng chỉ có niết bàn cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong này phùng quang sơn, phạm Chí dũng cùng tạ tránh long rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện, trong ba người bất luận một ai đều có quét ngang xích viêm tông thực lực. Tại phùng quang sơn, phạm trí dũng cùng tạ tránh long xuất hiện không bao lâu sau, xích viêm tông nguyên chấp pháp đường trưởng lão ngũ đông nguyên, hắn cũng xuất hiện tại trên quảng trường, tiếp lấy ngũ lập cùng ngũ nam cũng lần lượt xuất hiện. Phong lôi tông độc vương phùng quang sơn, ánh mắt của hắn tập trung triệu lãnh phong trên người. Hắn gặp triệu lãnh phong một lần, hắn biết triệu lãnh phong chính là bây giờ xích viêm tông tông chủ. Nguyên bản Phùng Quang Sơn còn chưa tin triệu lãnh phong trên người độc được cởi ra, dù sao tôi lôi toi mạng tán là hắn tự tay điều chế, dưới cái nhìn của hắn toàn bộ huyền giới không ai có thể hóa giải. Tại Phùng Quang Sơn ánh mắt tập trung ở triệu lãnh phong trên người thời điểm, kiếm vũ Sơn Trang lão tổ phạm trí dũng mở miệng nói, tàng quang viễn, tiền vinh an, chúng ta lại gặp mặt, nếu như trước đó các ngươi nguyện ý ngoan ngoãn giao ra cuối cùng hai viên long cốt lệch hôm nay chúng ta cũng sẽ không đích thân đi một chuyến rồi các ngươi xích viêm tông đã sớm chán nản đến tứ phẩm tông môn trình độ dùng các ngươi bây giờ tông môn thế lực chính các ngươi cho rằng còn có tư cách nắm giữ long cốt khiến sao tàng quang viễn cùng tiền vinh an sắc mặt âm trầm cực kỳ về phần xích viêm tông trong bọn họ môn trưởng lão bọn hắn trong đó phần lớn người đều không nhận ra phùng quang sơn đám người thế nhưng nghe được long cốt khiến ba chữ này sau, sắc mặt của bọn họ bạch. Một cái liền trợn nhìn, bởi vì bọn họ đoán được đối phương khẳng định chính là nhất phẩm trong tông môn người rồi. Trên đất huyền giới ngoại trừ xích viêm tông nắm giữ long cốt khiến cho bên ngoài liền chỉ còn dư lại bốn cái nhất phẩm tông môn. Thiên kim chuột tại phùng quang sơn chân một bên vòng tới vòng lui, giờ khắc này, phùng quang sơn không chỉ có đối long cốt khiến có hứng thú, hắn trả đối mở ra tôi lôi toi mạng tán người có hứng thú. Hắn lãnh đạm mà hỏi ta nghe nói mở ra tôi lôi toi mạng tán chính là một tên tiểu tử. Hắn người ở nơi nào, lập tức bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Tinh vân tông lão tổ tạ tránh long cũng mở miệng, hắn quát lên, đêm nay qua đi, địa huyền giới đem không tồn tại xích viêm tông rồi, muốn trách thì trách các ngươi không có lựa chọn đến một cái tốt tông môn đi. Thời khắc này xích viêm tông nguyên chấp pháp đường trưởng lão ngũ đông nguyên, trong lòng của hắn là hoàn toàn dương mi thổ khí, hắn nhìn xem xích viêm tông những kia chiến chiến nguy nguy nội môn trưởng lão, hắn nhìn xem sắc mặt âm trầm vô cùng tằng quang viễn, tiền vinh an cùng triệu lãnh phong, hắn cũng không nhịn được mở miệng, hay là ta ngũ đông nguyên có dự kiến trước, ta ngũ đông nguyên hôm nay là phong lôi tông, kiếm vũ sơn trang cùng tinh vân tông một con chó. Bất quá, ta vì chính mình là ba đại tông môn một con chó mà cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ta con chó này thân phận nhưng so với các ngươi tôn quý hơn nhiều, mà các ngươi đêm nay chỉ có đối mặt vừa chết vận mệnh. ở đây hết thầy xích viêm tông nội môn trưởng lão trong lòng bọn họ tuy rằng phi thường khinh bỉ, phi thường phẫn nộ ngũ đông nguyên, nhưng tràn ngập tại bọn hắn nội tâm càng nhiều là tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng. ở đây những này nội môn trưởng lão biết dựa vào tầng quang viễn cùng tiền vinh an hai vị này lão tổ thực lực, đêm nay không có bất kỳ kỳ tích xảy ra. chương 1572, lập tức cút cho ta. Mà xích viêm tông nguyên chấp pháp đường trưởng nhâm ngũ đông nguyên, hắn nhìn thấy xích cười tông nội môn trưởng nhâm như thế một lòng đoàn kết trong lòng hắn lại càng phát ra tình thứ cho, hắn quát lên các ngươi cho là mình là cái thá gì. Tại phong lôi tông, kiếm vũ sơn trang cùng tinh vân tông tiền bối trước mặt có các ngươi những người này tư cách nói chuyện sao. Mà ở ngũ đông nguyên kêu gào thời điểm, xích viêm tông trong đại điện, tia sáng cực kỳ tối tăm. Diệp thần phong rời đi hỏa diễm nước mắt quật sau, hắn một đường từ cửa sau đi vào bên trong đại điện. Tại diệp thần phong đến đến đại điện thời điểm, đại điện phía ngoài tình thế liền vô cùng ác liệt rồi. Diệp thần phong tuy rằng không biết là tình huống thế nào, thế nhưng nguyên bản đào tẩu ngũ đông nguyên xuất hiện, còn có ba tên niết bàn cảnh cường giả xuất hiện, những người này nhất định là đến đối xích viêm tông động thủ. Thân thể ẩn giấu ở cửa đại điện sau lưng diệp thần phong, hắn cực lực thu lại hơi thở của mình hắn xuyên thấu qua khe cửa nhìn xem trên quảng trường nhất cử nhất động, hắn đem trên quảng trường đối thoại cũng nghe được là vừa mời hai sở. Diệp thần phong ngũ là có thể mang theo tôn kiêu lệ đám người, thần không biết quỷ không hay trốn hỗn độn trong nhẫn, dù sao đừng, Kiều Lệ cùng Tôn Hằng Phi mấy người cũng không ở trên quảng trường. Thế nhưng, Tàng Quang Viễn cùng Tiền Trả An hai cái này nhâm đầu, bọn hắn coi Diệp Thần Phong là làm sư phụ tới đối xử, này làm cho Diệp Thần Phong không cách nào bỏ lại cái này hai cái nhâm đầu mặc kệ. Nhưng hỗn độn nhẫn chỉ có thể mạnh mẽ đem thực lực so với Diệp Thần Phong yếu người thu nhập trong đó, nếu như đùa nghịch đem thực lực mạnh hơn hắn người thu nhập hỗn độn trong nhẫn, như vậy đối phương nhất định không thể phản kháng đùa nghịch theo hỗn độn nhẫn sức hút. Hiện tại Diệp Thần Phong một khi đi ra đại điện, nói không chắc hắn vẫn không có cùng tầng quang viễn, tiền trả an giảng minh bạch tình huống, hắn đã bị phùng quang sơn đám người bắn chết rồi, trong đầu hắn là trái lo phải nghĩ. Tiểu gia hỏa, nếu như ngươi không muốn bỏ lại xích viêm tông hai cái lão đầu mặc kệ như vậy ngươi bây giờ chỉ có một biện pháp, chính là đem bên ngoài những người kia dọa cho đi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh mở miệng nói. Diệp thần Phong ở trong lòng nói ra, Lão Bạch, người không đùa nghịch cùng ta nói giỡn, ta mới thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực, ta có tư cách gì có thể dọa đi bọn hắn. Ta đi ra ngoài, e sợ trực tiếp hội bị bọn hắn một con trưởng đập chết. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cười nói, tiểu gia hỏa, ta chỗ này ngược lại là có một loại pháp môn, lại tăng thêm ta cùng nhâm đen trợ giúp, chúng ta có thể đem khí thế của ngươi tạm thời tăng lên tới niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ tầng thứ nhưng chúng ta cũng chỉ là giúp ngươi tăng lên khí thế hơn nữa giúp ngươi tạm thời tăng lên thật khí thế không có bất kỳ lực công kích ngươi không cách nào dùng tăng lên khí thế đi công kích người khác nói trắng ra đây chính là một môn dọa người pháp môn ngươi tăng lên thật khí thế chỉ là có một cái mặt ngoài mà thôi nếu như không cẩn thận đi cảm ứng như vậy người khác cũng cảm giác không ra sơ hở tới Bất quá, lấy thực lực của ngươi bây giờ, cho dù có ta cùng nhâm đen trợ giúp, ngươi cũng chỉ có thể đủ đem niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ thật khí thế duy đặc 200 cái hô hấp khoảng trừng. Đây chính là của ngươi cực hạn, hơn nữa tại quá trình này thân thể của ngươi cũng sẽ bị nhất định gánh nặng. 200 cái thời gian hô hấp ước chừng là hơn 3 phút. Diệp thần phong không nghĩ tới còn có loại này. Pháp môn, bây giờ muốn đùa nghịch cứu tầng quang viễn cùng tiền trả an cũng chỉ có biện pháp này. Diệp Thần Phong lập tức mở miệng nói, được, Lão Bạch, Nhâm Hắc, các ngươi đem pháp môn nói cho ta, các ngươi lại giúp ta tướng khí thế tạm thời tăng lên tới niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ. Tại Bạch cùng Lão Hắc truyền quang Diệp Thần dọa người pháp môn lúc. Xích viêm tông trước đại điện quảng trường khổng lồ thượng. Phong lôi tông nhâm thuê phùng quang sơn, kiếm vũ sơn trang nhâm thuê phạm chí dũng cùng tinh vân tông nhâm thuê tả tránh long, sự kiên nhẫn của bọn hắn gần như được làm hao mòn sạch sẽ. Độc Phương Phùng Quang Sơn, tiếng nói của hắn ha mấy phần, hắn quát lên, mở ra tôi lôi toi mạng tán tiểu tử kia, nếu hắn không muốn lăn ra đây, như vậy ta liền hôn tay đem hắn tìm ra. Phùng Quang Sơn trong cơ thể niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong khí thế phóng lên trời. Tại Phùng Quang Sơn chuẩn bị động thủ thời điểm, Kiếm Vũ Sơn trang Phạm Chí Dũng cùng Tinh Vân Tông Tạ Tránh Long, hai người bọn họ cũng dồn dập sát khí đều lộ niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ cùng tam trọng thiên đỉnh phong khí thế, trong nháy mắt từ hai người bọn họ thân trong cơ thể mạn duyên nhi xuất. Đứng ở phùng quang sơn đám người sau lưng ngũ đông nguyên, nụ cười trên mặt hắn càng phát phượng cảm. Mà ngũ nam cùng bị phế đầu ngũ lập, hai người bọn họ khóe miệng cũng hơi nhếch lên, trong lòng bọn họ phi thường thống hận Diệp Thần Phong, dưới cái nhìn của bọn họ chờ sẽ tìm được Diệp Thần Phong sau, Diệp Thần Phong là chắc chắn phải chết rồi tàng quang viễn cùng tiền trả an các loại xích viêm tông người, bọn hắn từng cái cũng dồn dập để dâng lên khí thế, trong lòng bọn họ tuy rằng tuyệt vọng, nhưng là bọn hắn vẫn là đùa nghịch liều mạng một lần. Phong lôi tông độc vương Phùng Quang Sơn, hắn khinh thường quát lên, thật là một đám không biết sống chết ra hỏa. Tại Phùng Quang Sơn, Phạm Chí Dũng cùng Tạ tránh long chuẩn bị động thủ thời điểm. Một đạo cực kỳ thanh âm già nua từ trong đại điện vang lên, là ai dám đến chúng ta xích viêm tông ngang ngược khó không đóng giữ các ngươi đều chán sống rồi sao sát theo đó nhất cổ niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ thật khí thế mơ hồ từ trong đại điện truyền ra một cái được màu đen đấu bồng hoàn toàn che khuất mặt người hắn từ trong đại điện đi ra trên người được mặc một bộ rộng rãi quần áo người khác căn bản không nhìn ra người này số tuổi thật sự nếu như từ âm thanh phân biệt lời nói như vậy đây chính là một ông già rồi nhưng này cái mang màu đen đấu bồng người, hắn chính là Diệp Thần Phong, hắn đổi lại một bộ quần áo, cũng cố ý đem âm thanh trở nên giới nhâm rồi, về phần đấu bồng cùng quần áo đều là Diệp Thần Phong từ hỗn độn trong nhẫn lấy ra. Giờ khắc này, Diệp Ngô Phong tại nhâm trắng cùng nhâm đen trợ giúp xuống, hắn thi triển ra cái kia dọa người pháp môn. Diệp Thần Phong hiện tại không có chút nào ung dung, này dọa người pháp môn cũng không phải theo theo trinh thám trinh thám thi triển bây giờ Diệp Thần Phong cảm giác thân trong cơ thể cực kỳ khó chịu, có một loại nặng nề cảm giác tại trong thân thể của hắn khuyết tán. Xem ra muốn đùa nghịch ra vẻ cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, hiện tại Diệp Thần Phong cũng không làm được lộ ra chút nào sơ hở đến, hắn đang đi ra đại điện sau đó hắn đứng ở đại điện trên bậc thang, trên người niết củi cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ thật khí thế cực kỳ mới thích thanh âm già nua lần thứ hai vang lên, là ai cho lá gan của các người đến xích viêm tông gây sự? Lẽ nào làm lão đầu tử ta không ở sao? Các ngươi những người này là cái thá gì? Lập tức cút cho ta. Lập tức cút cho ta. Theo, này thần tư màu đen đấu bổng người xuất hiện. Trên quảng trường bầu không khí trong nháy mắt động lại. Không đơn thuần là phong lôi tông phùng quang sơn đám người trợn tròn mắt, liền ngay cả xích viêm tông tàng quang viễn mấy người cũng có phần trợn tròn mắt. chương 1573, chạy trối chết. Hình ảnh dừng hình. Trên quảng trường tất cả mọi người động tác đều trong phút chốc cứng ngắc ở. Đặc biệt là phong lôi tông lão tổ độc vương Phùng Quang Sơn, kiếm vũ sơn trang lão tổ Phạm Trí Dũng cùng tinh vân tông lão tổ Tạ Tránh Long. Ba người này nguyên bản ý khí phấn phát đều muốn động thủ rồi, bên trong thân thể niết bàn cảnh thật khí thế cũng dồn dập để được đưa lên, nhưng ai biết xích viêm tông lại thoát ra một cái niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ cường giả. Này, này, cái này chuyện cười quả thực là mở quá độ rồi. Phùng Quang Sơn, Phạm Trí Dũng cùng tạ tránh Long ba người này, bọn hắn trong đầu suy nghĩ trong nháy mắt đường ngắn, phát sinh trước mắt tất cả, cho bọn hắn một trở tay không kịp. Phải biết Phùng Quang Sơn cùng tạ tránh Long thực lực đều chỉ có niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, mà Phạm Trí Dũng cũng mới niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, liền tính ba người bọn hắn liên thủ, e sợ chiến thắng một tên niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ cường giả tỷ lệ cũng là phi thường thấp. Về phần nguyên xích viêm tông chấp pháp đường trưởng lão ngũ đông nguyên, còn có ngũ đông nguyên hai cái cháu trai ngũ lập cùng ngũ nam, bọn hắn ba người này liền hô hấp đều quên. Vừa vặn trả để làm ba đại tông môn một con chó làm vinh ngũ đông nguyên, con mắt của hắn trợn lên so với đèn lồng còn lớn hơn, hắn thân là xích viêm tông nguyên bản chấp pháp đường trưởng lão, hắn làm sao không biết xích viêm tông bên trong còn có một tên niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ cường giả. Nếu như ngũ đông nguyên sớm biết điểm này lời nói, như vậy cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám phản bội xích viêm tông. Dù sao nếu như xích viêm tông bên trong có một tên niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ cường giả, lại tăng thêm tầng quang viễn cùng tiền vinh an hai cái này lão đầu, như vậy xích viêm tông cũng không phải mặc cho nhất phẩm tông môn nắm quả hồng mềm rồi ngũ nam đỡ bị phế đầu ngũ lập, bọn hắn này hai huynh đệ là hoàn toàn được sợ tráng váng, hai người bọn họ dường như cọc gỗ bình thường đứng ngay tại chỗ. Mà xích viêm tông lão tổ tàng quang viễn cùng tiền vinh an, cùng với tông chủ triệu lãnh phong cùng một đám nội môn trưởng lão. Những người này ánh mắt không nháy một cái như ngừng lại. Tên kia thần bí màu đen đấu bồng người trên người. Đầu tiên là tông chủ triệu lãnh phong khuôn mặt lộ ra vui mừng nụ cười, tiếp theo là tất cả nội môn trưởng lão trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Triệu lãnh phong cùng tất cả nội môn trưởng lão vừa liếc nhìn tàng quang viễn cùng tiền vinh an, bọn hắn cho rằng đây là tàng quang viễn cùng tiền vinh an bảo lưu lá bài tẩy, nguyên lai like tại xích viêm tông còn có một tên niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ tổ tiên sống sót. Tàng quang viễn cùng tiền vinh an hai người này, bọn họ là nhất là cảm giác không giải thích được rồi. Hai người bọn họ ánh mắt không khỏi nhìn hướng màu đen đấu bồng người, trong lòng bọn họ suy đoán, lẽ nào vị này màu đen đấu bồng người đúng là xích viêm tông tổ tiên. Chẳng qua là đã từng vẫn ẩn núp tại xích viêm tông chỗ tối. Lần này xích viêm tông gặp nạn mới sẽ kinh động vị này tổ tiên. Được màu đen đấu bồng che lại mặt diệp thần phong, hắn cũng không làm được làm lỡ thời gian, loại này dọa người Pháp môn ước chừng chỉ có thể duy trì hơn 3 phút, lần sau theo thời gian trôi đi. Thân thể của hắn càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Bất quá, diệp thần phong trên người trước sau duy trì niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ thật khí thế, luồng khí thế này mặc dù chỉ là hào nhoáng bên ngoài, cũng không có bất kỳ công kích cùng lực áp bách, thế nhưng chỉ cần diệp thần phong không đem luồng khí thế này ép hướng về người khác. Như vậy những người khác hầu như không phát hiện được sơ hở. Loại này dọa người Pháp môn tạm thời doanh tạo nên khí thế gần như có thể lấy giả đánh cháo rồi. Diệp thần phong tận lực để thanh âm của mình trở nên già nua, hắn nhìn thấy Phùng Quang Sơn bọn người bị hắn cho chấn nhiếp rồi, hắn tận lực làm cho trên người niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ thật khí thế trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn trong lỗ mũi ra vẻ tức giận hừ lạnh một tiếng, quát lên, làm sao? Hiện tại không dám nói tiếp nữa. Này xích viêm tông có lão đầu tử ta một ngày tại, ta liền tuyệt đối không cho phép có người đến xích viêm tông quấy rối Nói đi, các người muốn chết như thế nào? diệp thần phong nhất định phải đem cường giả khí thế cùng ngữ khí mô phỏng theo rất sống động bằng không làm dễ dàng được phùng quang sơn đám người nhìn ra sơ hở tới phong lôi tông phùng quang sơn kiếm vũ sơn trang phạm trí dũng cùng tinh vân tông tạ tránh long ba người bọn họ giờ phút này sắc mặt khó xem tới cực điểm vừa vặn bọn hắn trả lời thề son sắt sẽ đối xích viêm tông động thủ còn nói qua đêm nay qua đi xích viêm tông liền sẽ trên đất huyền giới biến mất rồi nhưng kết quả đây xuất hiện đang đối mặt một tên niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ cao thủ, Phùng Quang Sơn đám người liền một cái dám cũng không dám thả. Phùng Quang Sơn, Phạm Chí Dũng cùng Tạ Tránh Long ba người này. Bọn hắn biết một khi động thủ, ba người bọn hắn cũng có thể cùng niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ cường giả đấu một trận, nhưng bọn họ thật không có nắm chắc chiến thắng niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ cao thủ. Hơn nữa, Phùng Quang Sơn ba người biết, một khi bọn hắn động thủ, song phương khẳng định là đến không chết không thôi mức độ. Đêm nay không phải là bọn hắn chết, chính là xích viêm tông diệt phong. Phùng Quang Sơn, Phạm Chí Dũng cùng tả tránh long ba người này. Bọn hắn cũng không muốn bốc lên như vậy hiểm. Tại độc phương Phùng Quang Sơn bên chân vòng tới vòng lui thiên kim chuột, nó đột nhiên hướng về diệp thần phong đi tới. Thiên kim chuột tại diệp thần phong chân một bên không ngừng chậm chậm. Trong miệng của nó không ngừng phát ra chít 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 thanh âm, thật giống Diệp Thần Phong trên người có đồ vật gì hấp dẫn thiên kim chuột bình thường. Diệp Thần Phong cũng từ Lão Bạch cùng Lão Hắc Khẩu bên trong hiểu được hôm nay kim thử lai lịch, hắn cũng biết Phùng Quang Sơn đám người là bởi vì hôm nay kim thử mới thuận lợi xuyên qua mê vân trận. Vị này xích viêm tông tiền bối, vừa vặn là chúng ta vô lễ, ta Phùng Quang Sơn ở nơi này hướng về ngài xin lỗi. Phong lôi tông độc vương Phùng Quang Sơn, Hắn nhìn xem đi tới diệp thần phong bên cạnh thiên kim chuột, trong lòng của hắn là có nộ không dám nói, hắn chỉ muốn đem chuyện ngày hôm nay mau chóng trở nên bình lặng. Sau đó, kiếm vũ sơn trang phạm trí dũng cùng tinh vân tông tạ tránh long, hai người này cũng đúng diệp thần phong chắp tay, lần lượt đối diệp thần phong biểu đạt ái náy. Tiếp lấy, phùng quang sơn lại nói, vị tiền bối này, người khẳng định cũng không muốn cùng chúng ta ba đại tông môn làm căng ha. Hôm nay chuyện này không bằng quên đi thôi, ngươi xem coi thế nào." Diệp Thần Phong trong cổ họng là hừ lạnh liên tục, thanh âm già nua từ trong miệng của hắn truyền ra, "Các ngươi nói quên đi coi như xong sao? Lẽ nào các ngươi đã cho ta biết sợ? Chẳng qua đêm nay ta trước tiên đưa ba người các ngươi đi Diêm Vương điện đăng báo nói." Nghe vậy, Phùng Quang Sơn, Phạm Chí Dũng cùng Tả Tránh Long ba người này, bọn hắn từng cái sắc mặt kịch biến, yếu là bọn hắn biết mình là được một cái thần niệm cảnh tiểu tử dọa thành dáng dấp như vậy, chỉ sợ bọn họ yếu trực tiếp đập đầu chết rồi. Sát theo đó, Diệp Thần Phong lại chuyển đề tài, bất quá, ta xích viêm tông từ trước đến giờ không thích tranh đấu, hôm nay xem như là ta cho các ngươi một cái cảnh cáo, nếu như lần sau lại có xảy ra chuyện như vậy, ta liền tính liều mạng này mạng ra, ta cũng sẽ để cho các ngươi cái gì chó má ba đại tông môn thương gân đau nhức cốt. Diệp thần phong làm cho khí thế trên người trở nên càng thêm ngưng luyện mấy phần, hắn quát lên, ta cho các ngươi hai thời gian người hơi thở, nếu như các ngươi còn không ở trước mặt ta biến mất, như vậy hôm nay xích viêm tông chính là của các ngươi táng sinh chi địa. Diệp thần phong duy trì khí thế thời gian chỉ còn dư lại 50 hít thở. Phong lôi tông phùng quang sơn, kiếm vũ sơn trang phạm trí dũng cùng tinh vân tông tạ tránh long, bọn hắn nhất định muốn thanh khẩu khí này nuốt xuống bụng bên trong, bọn hắn cũng không muốn nắm tính mạng của mình đùa giỡn. Phùng Quang Sơn nhìn xem tại Diệp Thần Phong bên chân vòng tới vòng lui thiên kim chuột, hắn muốn mở miệng đem thiên kim chuột phải quay về. Thế nhưng, Phạm Chí Dũng cùng tạ tránh long hai người này, bọn hắn đã hướng về xích viêm tông bên ngoài lao đi rồi. Phùng Quang Sơn cũng chỉ có thể đủ từ bỏ thiên kim chuột rồi, chính lúc hắn yếu hướng về xích viêm tông bên ngoài lao đi thời điểm, một bên ngũ đông nguyên mở miệng nói, Phùng tiền bối, ngài không thể bỏ lại ta nhóm ah Phùng Quang Sơn hận không thể một cái tát đem ngũ đông nguyên cho đập chết, này ngũ đông nguyên thậm chí ngay cả xích viêm tông bên trong có một tên niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ cường giả cũng không biết, lần này đúng là hại thảm bọn hắn. Phùng Quang Sơn liền quản đều không có quản ngũ đông nguyên cầu xin, hắn bóng người nhanh chóng biến mất ở trên quảng trường. Phùng Quang Sơn, Phạm Chí Dũng cùng tạ tránh long là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh tới thời điểm khí thế hùng hổ, lúc đi chạy trối chết. Cũng may, vừa vặn Phùng Quang Sơn đám người xuyên qua Mê Vân Trận thời điểm, bọn hắn để Ngũ Đông Nguyên đem Mê Vân Trận cho đóng cửa, bọn hắn hiện tại không cần thiên kim chuột cũng có thể rời khỏi, bằng không bọn hắn thật là muốn khóc. Vừa vặn Phùng Quang Sơn đám người sở dĩ không có phá hỏng mở ra cùng đóng Mê Vân Trận địa phương, bọn họ là muốn đem nơi này cho rằng về sau một chỗ căn cứ, này Mê Vân Trận vẫn là vô cùng hữu hiệu. Phùng Quang Sơn ba người, bọn họ là một đường bay nhanh, bọn hắn rất nhanh tựu ly khai rồi xích viêm tông, xuyên qua rừng rậm. Mang màu đen đấu bồng diệp thần phong, tại Phùng Quang Sơn đám người sau khi rời đi, hắn rồi hướng tàng quang viễn cùng tiền vinh an, nói ra, hai người các ngươi đi xem xem mê vân trận địa phương, nếu như mê vân trận không có bị phá hỏng, như vậy các ngươi lập tức đem mê vân trận một lần nữa mở ra. chương 1574, giật điên lên. Xích viêm tông, trước đại điện trên quảng trường. 200 cái thời gian hô hấp đi qua. Diệp thần phong trên người nhất bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ khí thế trong nháy mắt biến mất rồi. Mang màu đen đấu bồng diệp thần phong, khóe miệng hắn ải suốt một chút tiên huyết, xem ra thi triển loại này dọa người Pháp môn gánh nặng trả thật không nhỏ đây. Diệp thần phong trong miệng hơi hơi nôn thở ra một hơi, bởi vì hắn vẫn không có đem đấu bổng hái xuống, cho nên ở đây triệu lãnh phong cùng với một đám nội môn trưởng lão, bọn hắn tại diệp thần phong trước mặt liền khí cũng không dám thở mạnh. Về phần Tằng quang viễn cùng tiến vinh kẹp hai cái này lão đầu, bọn hắn tuy rằng chả không rõ này màu đen đấu bồng thân phận của người, nhưng hai người bọn họ vẫn là nghe đi theo đối phương mệnh lệnh, bọn hắn đi xem xem mê vân dị có hay không được phá hư hết. Thiên kim chuột tại diệp thần phong chân một bên thống đến thống đi, diệp thần phong đem thiên kim chuột nắm trong tay, con này thiên kim chuột cả người ra lông là sẽ sắc, tròn vo ánh mắt nhìn xem Diệp Thần Phong, hai cái chân trước không ngừng quơ múa, trong miệng không ngừng phát ra chi 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 chi. Thanh âm, thật giống đang cùng Diệp Thần Phong kháng nghị, dáng dấp ngũ là cực kỳ khôi hài cùng khả ái. Diệp Thần Phong từ nhâm trắng cùng nhâm hắc nơi đó hiểu được thiên kim chuột đối với linh khí nồng nặc đồ vật cực kỳ cảm thấy hứng thú, hơn nữa thiên kim chuột đối với linh khí nồng nặc đồ vật có trời xanh cảm ứng vừa vặn diệp thần phong từ hỗn độn kẹp chỉ bên trong tiểu thế giới, lấy ra một mảnh trăm ngàn năm linh trúc diệp, này linh trúc lá cây ẩn chứa linh khí liền cực kỳ nồng nặc, lúc trước diệp thần phong chỉ là nuốt một mảnh linh trúc diệp một cái sừng nhỏ, này suýt chút nữa thanh thân thể của hắn cho no bể bụng. Diệp thần phong trong tay cầm một mảnh trăm ngàn năm linh trúc diệp, này tự nhiên hấp dẫn thiên kim chuột chủ động tới đã đến bên chân của hắn rồi. Vừa vặn Diệp Thần Phong cũng không làm được cùng Phùng Quang Sơn đám người cách quá gần rồi, như vậy làm dễ dàng bị phát hiện sơ hở. Diệp Thần Phong nhìn thấy bàn tay bên trong thiên kim chuột, hắn nói ra, "Tiểu gia hỏa, ngươi cho ta thành thật một chút, chờ sẽ tự nhiên sẽ có chỗ tốt của ngươi." Hôm nay Kim thử Phảng Phất đã minh bạch Diệp Thần Phong ý tứ, nó trực tiếp nhảy nhóm Diệp Thần Phong trên bả vai, an tĩnh nằm sấp trên bờ vai không cát không lộn xộn. Mà xích cười tông nhâm thuê Tằng Quang Viễn cùng tiền trả an, hai người bọn họ thân ảnh vội vã về tới trên quảng trường. Bọn hắn không dám ở Diệp Thần Phong trước mặt làm càn. Tằng Quang Viễn nói ra trước tiên thuê cũng còn tốt mê vân trận không có bị phá hỏng, chúng ta một lần nữa đem mê vân trận mở ra xem ra Tằng Quang Viễn cùng tiền trả an đã coi Diệp Thần Phong là làm là bọn hắn xích cười tông trước tiên thuê. Mà xích cười tông nguyên chấp pháp đường trưởng lão ngũ Đông Nguyên còn có ngũ đông nguyên cháu trai ngũ lập cùng ngũ nam, bọn hắn giờ khắc này là đờ đẫn đứng ở một bên, hiện tại bọn hắn căn bản là không chỗ có thể trốn. Tại tàng quang viễn cùng tiền trà an thanh diệp thần phong ngộ nhận thành vì là bọn hắn xích viêm tông tổ tiên lúc. Phong lôi tông lão thuê thiếp phương phùng quang sơn, kiếm vũ sơn trang nhâm thuê phạm trí dũng cùng tinh vân tông nhâm thuê tạ tránh long, bọn hắn đã hoàn toàn đi ra rừng rậm, tại bọn hắn đi ra rừng rậm không bao lâu sau, bọn hắn liền phát hiện bên trong vùng rừng rậm mê vân trận được một lần nữa mở ra rồi. Phùng Quang Sơn ba người sắc mặt đều cực kỳ âm trầm, bọn hắn không nghĩ tới lần này đến xích viêm tông, cuối cùng dĩ nhiên làm cho chạy trôi chết. Này để trong lòng bọn họ là não thứ cho vạn phần. Theo tình trừ trục chiết bình tĩnh lại, thiếp phương Phùng Quang Sơn hắn cảm thấy cả sự tình có cách sơ, này xích cười tông làm sao sẽ vô duyên vô cớ bốc lên một tên niết bàn cảnh ngũ trọng thiên cao thủ vừa vặn tại loại này dưới hình thế hắn căn bản không có suy tính thời gian. Phùng Quang Sơn là càng nghĩ càng không đúng, lông mày của hắn chăm chú nhíu lại, trong đầu hắn nhớ lại vừa vặn phát sinh một màn lại một màn, hắn đối với Phạm Chí Dũng cùng Tạ Tránh Long, nói ra hai người các ngươi có hay không cảm thấy chuyện này quá quái lạ. Vừa mới cái kia thần tư đấu bồng người, trên người của hắn thật là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ thật khí thế. Thế nhưng, ta hiện tại cẩn thận nhớ lại vừa vặn cảm ứng, ta luôn cảm giác cái kia đấu bồng người khí thế trên người có phần hư không. lần sau nếu như xích viêm tông có cao thủ như thế, như vậy bọn hắn hội một mực thấp như vậy điều sao? kiếm vũ sơn trang phạm trí dũng, hắn cũng gật gật đầu. hắn nói ra, vừa vặn cái kia thần tư đấu bồng người từng bước ép sát, hắn căn bản không có cho chúng ta quấy nhiễu dự cùng suy tính thời gian. bây giờ nghĩ lại chuyện này xác thực có gì đó quái lạ. Tinh vân tông tạ tránh long, hắn lập tức tiếp tới. Chiếm ta cũng luôn cảm giác cái kia thần tư người khí thế trên người có phần hư không. Phùng Quang Sơn nghe vậy, hắn càng phát cảm thấy chuyện này không được bình thường. Hắn nói ra: Ta tại lúc rời đi, ta bởi vì tốt làm cái kia đấu bồng thân phận của người, ta đem một hạt châu cố ý lưu tại trên quảng trường. Hạt châu kia bên trong có của ta vừa kéo thần niệm, thông qua hạt châu kia ta có thể để cho các ngươi nhìn đến bây giờ trên quảng trường cảnh tượng. Nói xong, Phùng Quang Sơn thôi thúc lên mi tâm thức hải, mi tâm của hắn không ngừng lập lòe ánh sáng màu trắng, hai tay của hắn nhanh chóng ở trong không khí phát hỏa. Cũng không lâu lắm, tại Phùng Quang Sơn trước mặt trong không khí trinh thám xuất hiện một bức tranh, hình ảnh này bên trong cảnh tượng rõ ràng là xích viêm tông quảng trường. Giờ khắc này xích viêm tông trên quảng trường. Một viên hạt châu màu xanh lam an tĩnh nạp ở trên mặt đất, ở đây bất luận người nào đều không có phát hiện hạt châu này tồn tại mang màu đen đấu bồng diệp chỉ phong hắn nhìn thấy tàng quang viễn cùng tiền vinh an coi hắn là làm là tổ tiên rồi hắn vội vàng đem đấu bồng đem hái xuống lạnh nhạt nói ta nhưng không phải là của các ngươi tổ tiên tàng quang viễn cùng tiền trà an nhìn thấy này thần tư nhân dĩ nhiên là diệp thần phong hai người bọn họ miệng trong nháy mắt trương có thể kiển dưới trứng bồ câu rồi bọn hắn có phần ấp a ấp úng nói ra sư sư phụ một bên xích viêm tông tông chủ triệu ha phong thân thể của hắn là đột nhiên một cái run dày hắn không dám tin nói ra y lão tổ về phần tại chàng còn lại nội môn trưởng nhâm bọn hắn trước đó cũng từng thấy diệp thần phong bọn hắn biết diệp thần phong chính là mở ra triệu lãnh phong trong cơ thể kịch thiếp người nhưng bọn họ coi như là muốn phá cái mông bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới trước mặt cái này thần tư nhân dĩ nhiên là diệp thần phong mà xích viêm tông nguyên chấp pháp đường trưởng nhâm ngũ đông nguyên còn có cháu của hắn ngũ lập cùng ngũ nam bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong lúc, bọn họ là như bị điện giật, ba người bọn hắn thân thể phát run lợi hại. Ngũ Đông Nguyên ngón tay run rẩy lại chỉ vào Diệp Thần Phong, hắn nói ra, ngươi, ngươi, làm sao có thể sẽ là ngươi? Ngươi lẽ nào thật sự chính là ta Ngũ Đông Nguyên trời xanh khắc tinh sao? Ngươi không nhưng mở ra triệu ha phong trong cơ thể kịch thiếp, bây giờ ngươi trả thanh chỉnh bàn tính toán mâu cho toàn bộ phá hư hết. Tàng quang viễn cùng tiền vinh an hiện tại không không đi để ý tới thằng hề ngũ đông nguyên rồi, ánh mắt của bọn họ tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong biết mình có thất đùa nghịch giải thích một chút rồi, hắn mở miệng nói, ta vừa vặn từ hỏa diễm nước mắt trong hố đi ra, ta liền phát hiện chuyện nơi đây, kỳ thực ta cũng không hề niết bản cảnh thực lực. Ta chỉ là hội một loại dọa người pháp môn mà thôi, vừa vặn ta tăng lên thật khí thế đều là giả dối, không có bất kỳ tính công kích, ba cái kia lão đầu thông minh khả năng khá thấp rồi, bọn hắn mới sẽ mắc lừa. Đỡ ngũ lập ngũ nam, trong miệng hắn du du thì thầm nói, tại sao sẽ là như vậy? Không thể nào là kết cục như vậy tuyệt đối không thể khẩu. Ngũ đồng nguyên khuôn mặt lộ ra điên cuồng biểu lộ, hắn quát lên, các người không nên quá đắc ý, các người cho rằng chuyện ngày hôm nay ba đại tông môn hội không tính đến sao. Xích viêm tông sớm muộn, sẽ ở địa huyền giới biến mất. Tàng quang viễn cùng tiền vinh an hai cái này lão đầu, bọn hắn tư trừ một mực được ngũ đông nguyên đám người đánh gãy, hai người bọn họ rõ ràng cho thấy không kiên nhẫn được nữa, hai người bọn họ dồn dập hướng về ngũ đông nguyên, ngũ lập cùng ngũ nam đập xuất thủ trưởng. Âm, um, âm, um, âm, um. ngũ đông nguyên ba người tự nhiên hại không sức chống cự được rồi, dù sao ngũ đông nguyên chỉ có luân hồi cảnh nhất trọng thiên thực lực, mà ngũ lập cùng ngũ nam nhưng là càng thêm không thể tả, ba người bọn hắn đầu trong nháy mắt được tặng quang viễn cùng tiền trả an cho một trưởng vỗ được nổ tung rồi. Cùng lúc đó, đi tới ngoài rừng rậm phong lôi tông phùng quang sơn, kiếm vũ sơn trang phạm chí dũng cùng tinh vân tông tả tránh long. Ba người này thông qua trong không khí hình thú hình ảnh, bọn hắn đem trên quảng trường tất cả nhìn đến vừa mười hai sở, đồng dạng bọn hắn cũng đem trên quảng trường thanh âm là nghe được vừa mười hai sở. Phùng Quang Sơn ba người là nhìn chòng chọc vào trong hình diệp thần phong, ba người bọn hắn niết bàn cảnh cường giả, quay đầu lại lại bị một tên tiểu tử cho ý muốn. Phùng Quang Sơn, Phạm Chí Dũng cùng tạ tránh lòng ba người này, bọn hắn gân xanh trên trán nổi lên, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên một mảnh, thân trong cơ thể thật khí thế ngượng ngập tuôn ra cực kỳ. Phùng Quang Sơn ba người tức giận thân thể run rẩy, bọn hắn nhưng là tam đại nhất phẩm tông môn lão tổ A-Hát. Nhưng hôm nay được Diệp Thần Phong này tiểu dụ cho hí muốn, hơn nữa Diệp Thần Phong còn nói bọn hắn thông minh hạ thấp, bọn hắn quả thực là cũng bị giận điên lên. chương 1575, Long Cốt Khiến Phong lôi tông lão tổ độc vương Phùng Quang Sơn, kiếm vũ sơn trang lão tổ Phạm Trí Dũng cùng tinh vân tông lão tổ tả Tránh Long. Này ba cái lão đầu trong thân thể hoàn toàn bị lửa giận cho tràn ngập. Nhưng tung khiến trong lòng bọn họ làm sao phẫn nộ, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ đem tức giận hướng về trong bụng nuốt dù sao mê vân trận một lần nữa được mở ra thiên kim chuột cũng đang diệp thần phong trên tay rồi phùng quang sơn ba người nếu như xông vào mê vân trận trong chỉ sợ bọn họ có thể xuyên qua mê vân trận tỷ lệ là cực kỳ bé nhỏ lần sau mê vân trận bầu trời là đã hạn chế phi hành thuật lực tuy rằng phùng quang sơn bọn người có thể bay trên trời nhưng là bọn hắn năng lực phi hành tại mê, vân trận bầu trời căn bản không thi triển ra được. Phùng Quang Sơn ba người hồi tưởng vừa nãy luôn mồm luôn miệng xưng hô Diệp Thần Phong vì tiền bối, nhưng Diệp Thần Phong lại chỉ là một cái thực lực thấp kém, mau, đầu tiểu tử, này để trong lòng bọn họ là uất ức vạn phần, có một loại so với ăn phân trả cảm giác khó chịu. Phong lôi tông độc vương Phùng Quang Sơn, hắn trong lỗ mũi khí thức vô cùng rối loạn, từ một điểm này có thể thấy được trong lòng của hắn phẫn nộ phải biết Phùng Quang Sơn chính là niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cường giả, nhìn quen rồi rất nhiều gió to đại, sóng, rồi, có thể làm cho hắn tâm tình như thế mất khống chế sự tình đã không nhiều lắm. Phùng Quang Sơn cắn răng nghiến lợi nói ra, lúc này chúng ta thật đúng là tại âm trong khe lật thuyền rồi, lại dám trêu chọc đến chúng ta Tam đại tông môn trên đầu tới. Hơn nữa tiểu tử này vẫn là mở ra tôi lôi toi mạng tán người này tiểu giác rưởi đến cùng là từ đâu nhô ra. Kiếm vũ sơn trang lão tổ phạm trí dũng, hắn cũng thức đến trợn mắt thở phì phò, thanh âm hắn cực kỳ, âm, chìm nói, nếu xích viêm tông yêu thích nhảy nhảy, như vậy chúng ta liền để cho bọn họ nhiều nhảy nhảy ít ngày, trừ phi bọn hắn vĩnh viễn trốn ở xích viêm tông bên trong không ra ngoài, bằng không tương lai ta kiếm vũ sơn trang, môn, dưới đệ tử. Nhìn thấy xích viêm tông người giết chết không cần luận tội, Tinh vân tông lão tổ tạ tránh long cũng gật đầu nói, bọn hắn cho rằng trong tay nắm giữ cuối cùng hai viên long cốt lệnh, bọn hắn xích viêm tông liền có quật khởi hy vọng sao. Lần này nếu như bọn hắn xích viêm tông đệ tử dám tiến vào long nguyên bí cảnh, như vậy xích viêm tông đệ tử liền nghỉ muốn sống từ bên trong chạy ra. Độc phương phùng quang sơn tay áo bảo vung lên, trong không khí hình thành hình ảnh trong nháy mắt biến mất rồi. Phùng Quang Sơn thử cùng xích viêm tông trên quảng trường viên kia lam, sắc, Hạt Châu bắt được liên lạc, dù sao tại Lam, Sắc, Hạt Châu trên có một tia hắn thần niệm. Rất nhanh, Phùng Quang Sơn rồi cùng Lam, Sắc, trong Hạt Châu thần niệm lấy được một tia liên hệ. Cùng lúc đó, xích viêm tông trước đại điện trên quảng trường. Ngũ Đông Nguyên, Ngũ Lập cùng Ngũ Nam ba người này là bị tàng quang viễn cùng tiền Vinh An không chút do dự đập chết rồi. Viên kia trên quảng trường không có ai phát hiện Lam, Sắc, Hạt Châu. Đột nhiên, cả viên Lam, Sắc hạt châu rung động chuyển động, từ trong hạt châu tản ra một tia thần niệm lực lượng. Sát theo đó, một đạo phùng quang sơn hư ảnh nhất thời hiện lên hiện tại lam, sắc, hạt châu phía trên. Này một cái bóng mở chính là phùng quang sơn một tia thần niệm. Giờ khắc này, cách xa ở ngoài rừng rậm phùng quang sơn có thể khống chế này bôi hư ảnh. Này bôi hư ảnh trên mặt được vô tận lửa giận cho tràn ngập, ánh mắt của hắn như ngừng lại diệp thần phong trên người từ trong cổ họng hắn phát ra thanh âm đằng đằng sát khí, tiểu giác rưởi người thật to gan, người có biết hay không người mình làm chuyện gì. Dám đắc tội ba chúng ta đại tông, môn, một ngày nào đó ngươi sẽ chết không chỗ chôn mà. Diệp thần phong tự nhiên cũng nhìn ra được, đây chỉ là một bôi phùng quang sơn hư ảnh. Hắn cười lạnh nói, tam đại tông, môn, là ai cho các ngươi loại này trời sinh cảm giác yêu việt ta ngược lại muốn xem xem các ngươi làm sao để cho ta chết không chỗ chôn Tam Đại Tông, Môn, thì lại làm sao? Ta Diệp Thần Phong một ngày nào đó hội ngự trị ở địa huyền giới bên trên, đến đó một ngày hy vọng các ngươi cũng không nên đối với ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Diệp Thần Phong mục tiêu chính là siêu thoát luân hồi, đến sống mãi. Rất rõ ràng thực lực đến niết bàn cảnh sau đó khẳng định vẫn là không cách nào siêu thoát luân hồi, theo Diệp Thần Phong tối thiểu yếu đột phá niết bàn cảnh, mà ở địa huyền giới thực lực cao nhất người, cũng có thể chỉ là tại niết bàn cảnh mà thôi. Xích viêm tông lão tổ tàng quang viễn cùng tiền vinh an hai cái này lão đầu, thân thể bọn họ bên trong thật khí thế mãnh liệt tăng lên. Bàn tay dồn dập hướng về phùng quang sơn một tia thần niệm vỗ tới. Này phùng quang sơn một tia thần niệm căn bản không chống đỡ được tàng quang viễn cùng tiền vinh an công kích. ầm, um, một tiếng, trên mặt đất viên kia lam, sắc hạt châu cùng phùng quang sơn một tia thần niệm đồng thời nổ tung rồi mà ở phùng quang sơn một tia thần niệm nổ tung trong nháy mắt cách xa ở ngoài rừng rậm phùng quang sơn mặt của hắn sắc vi vi trở nên trắng dù sao cái kia một tia thần niệm là xuất thân từ thức hải của hắn cái kia một tia thần niệm bị hủy phùng quang sơn tự nhiên cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng độc phương phùng quang sơn bàn tay gầy guộc chăm chú nắm thành quyền đầu hắn từng chữ từng chữ nói được lắm tiểu tử cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem xem ngươi vẫn có thể sống bao lâu. Cuối cùng là ai bảo ai quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói nhưng, Phùng Quang Sơn liền phất tay áo rời đi. Về phần kiếm Vũ Sơn Trang Phạm Trí Dũng cùng Tinh Vân Tông Tả Tránh Long, hai người bọn họ tại cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau. Bọn hắn cũng đi theo Phùng Quang Sơn bước tiến, lần này bọn hắn đến xích viêm tông quả thực là chịu đến nhục nhã quá lớn rồi cũng không có thiên kim chuột trợ giúp. Bọn hắn nhưng không có cách xuyên qua, mê, vân trận, bọn hắn không rời đi nơi này. Bọn hắn vẫn có thể làm sao bây giờ? Tại Phùng Quang Sơn ba người lúc rời đi, xích viêm tông trên quảng trường. Từ Phùng Quang Sơn đám người xông vào xích viêm tông, lại tới Diệp Thần Phong xuất hiện dọa đi Phùng Quang Sơn đám người. Đêm nay có thể nói là 1, 3, 30% giảm giá rồi. Ở đây xích viêm tông bên trong, môn, trưởng lão, bao quát lão tổ tàng quang viễn cùng Tiễn vinh nhưng cùng với tông chủ triệu lãnh phong, những người này toàn bộ không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên hội là kết quả như thế. Tàng quang viễn cùng tiền vinh an hai cái này lão đầu, bọn hắn tốt sau một hồi lâu, bọn hắn mới chậm rãi tiếp nhận rồi đêm nay chuyện đã xảy ra. Thế là, tàng quang viễn cùng tiền vinh an đem cả sự tình đối diệp thần phong giải thích một lần. Thông qua tàng quang viễn cùng tiền vinh an giải thích, Diệp Thần Phong thế mới biết nguyên lai xích viêm tông tại cực kỳ lâu trước đó, lại đang địa huyền giới vẫn là một cái nhất phẩm tông, môn. Đồng dạng, Diệp Thần Phong cũng hiểu được liên quan với Long Cốt khiến cùng Long Nguyên bí cảnh sự tình. Tại bây giờ địa huyền giới, nhất phẩm tông, môn, tổng cộng có bốn cái, theo thứ tự là Phong Lôi Tông, Kiếm Vũ Sơn Trang, Tinh Vân Tông cùng Thiên Âm, môn. Trong đó chỉ có Thiên Âm, môn, không có cưỡng bước qua xích viêm tông. Đương nhiên tứ đại tông, môn, cũng không có ở bề ngoài như vậy hòa thuật. Lần này phong lôi tông, kiếm vũ sơn trang cùng tinh vân tông lão tổ tiến tới với nhau. Này nguyên nhân căn bản vẫn là lợi ích vị trí. Bọn hắn muốn chia cắt xích viêm tông cuối cùng hai viên long cốt lệnh. Dù sao trước đó này tam đại tông, môn, đã cưỡng bức xích viêm tông, giao, từng ra ba viên long cốt làm. Tiền vinh an chữ vật giới chỉ lóe lên, trên tay của hắn nhất thời nhiều hơn một viên trắng, sắc, lệnh bài, tại lệnh bài chính diện khắc họa một cái cực kỳ cổ điển long. Chữ, tại tiền vinh an lấy ra cái này lệnh bài thời điểm, Diệp Thần Phong lúc ẩn lúc hiện từ nơi này trên miếng lệnh bài cảm thấy một tia long khí, hắn hầu như có thể khẳng định cái này trắng, sắc lệnh bài chính là long cốt làm. Diệp Thần Phong cũng hiểu được long cốt khiến chính là long cốt luyện chế mà thành. Bây giờ Diệp Thần Phong lĩnh ngộ phượng hoàng áo nghĩa, đồng thời phượng hoàng áo nghĩa cùng hỏa chi kiếm ý dung hợp, hiện tại Diệp Thần Phong trong lòng một mực nhớ kỹ lòng áo nghĩa đây. Dù sao hắn muốn hắn Long Tường Cửu Thiên trở nên càng thêm hoàn thiện, để Long Tường Cửu Thiên ngưng tụ mà thành trắng, sắc, cự long ẩn chứa rồng thực sự uy. Tiền Vinh An tại đem trắng, sắc, lệnh bài nắm sau khi đi ra, hắn liền đối với Diệp Thần Phong, nói ra cái này chính là Long Cốt Làm, Long Nguyên trong bí cảnh cơ duyên trồng chất, nếu như sư phụ ngươi nguyện ý, như vậy ta dự định đem tiến vào Long Nguyên bí cảnh một cái danh ngạch cho ngươi. Tiếp lấy, Tiền Vinh An lại quét mắt một vòng chung quanh bên trong, môn, trưởng lão, hắn không cho cự tuyệt nói, lần này sư phụ khoác đã cứu chúng ta toàn bộ xích viêm tông, sư phụ không chỉ cứu lạnh phong mệnh, bây giờ chả đã cứu chúng ta xích viêm tông mạng của tất cả mọi người. Cho nên, ta đem một viên long cốt khiến, giao, cho sư phụ ta, ta nghĩ các ngươi sẽ không có ý kiến chứ lần sau ta hy vọng các ngươi về sau nhìn thấy ta sư phụ các ngươi cũng có thể cung kính sương hô một tiếng lão tổ chung quanh một đám bên trong môn trưởng lão bọn hắn từng cái ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút bất quá những này bên trong môn trưởng lão ngược lại cũng đều là một ít người có cốt khí bọn hắn biết đêm nay không có diệp thần phong xích viêm tông liền thật sự yếu xong là diệp thần phong cứu vớt xích viêm tông yếu để cho bọn họ xưng hô Diệp Thần Phong một tiếng lão tổ, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong có tư cách này rồi. Kết quả là, ở đây một đám bên trong, môn, trưởng lão mỗi một người đều mở miệng. Lão tổ, lão tổ, lão tổ, chương 1576, tầm bảo chuẩn bị. Diệp Thần Phong đối với xích viêm tông nội môn trưởng lão đối với hắn xưng hô, hắn chỉ là tùy ý nhún nhún vai. Diệp Thần Phong thản nhiên đem Long cốt khiến nhận lấy, căn cứ từ Tiền Vinh An cùng Tầng Quang Viễn nơi đó giải, Long Nguyên bí cảnh chỉ có là ở Luân hồi cảnh bên dưới người mới có thể tiến vào. Mặt khác tứ đại tông môn bình thường cũng chỉ biết sắp xếp trẻ tuổi đệ tử thiên tài tiến vào, dù sao tuổi tác lớn đệ tử tiềm lực cũng cực kỳ có hạn. Bất quá, Phong Lôi tông, Kiếm Vũ Sơn trang, Tinh Vân tông cùng Thiên Âm môn, này bốn cái nhất phẩm trong tông môn, bọn hắn trẻ tuổi đệ tử thiên tài Dực lực trên căn bản cũng đã đến tạo hóa cảnh rồi. Lần này Diệp Thần Phong hoàn toàn đắc tội rồi Phong Lôi Tông, Kiếm Vũ Sơn Trang cùng Tinh Vân Tông, nếu như hắn tiến vào Long Nguyên Bí cảnh lời nói, như vậy e sợ sẽ phải chịu ba đại tông môn đệ tử thiên tài truy sát. Thế nhưng, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Không bằng hiểm cảnh, sao được cơ duyên. Địa huyền giới bốn cái nhất phẩm tông môn đối Long Nguyên Bí cảnh coi trọng như vậy, này Long Nguyên Bí cảnh Diệp Thần Phong là nhất định muốn đi tới một lần rồi, đối với Diệp Thần Phong đến nói không có gì so với tăng cao thực lực còn trọng yếu hơn được rồi. Vì mình trong lòng mục tiêu, Diệp Thần Phong nhất định muốn liều mạng tăng cao thực lực. Xích Phiêm Tông trên quảng trường sự tình xem như là kết thúc. Tại Diệp Thần Phong nhận lấy Long cốt khiến sau, Tăng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An lại đem Long Nguyên Bí cảnh sự tình đối Diệp Thần Phong cặn kẽ nói lên một phen. Sau đó tại xích viêm tông tông chủ triệu lãnh phong an bài xuống, diệp thần phong tiến vào một gian cực kỳ tao nhã trong phòng. Tại triệu lãnh phong rời phòng trước đó, diệp thần phong để triệu lãnh phong tìm hiểu một cái liên quan với âm minh tông sự tình, nhìn xem âm minh tông gần nhất có chuyện gì hay không phát sinh. Dù sao bây giờ xích viêm tông tốt xấu cũng là tứ phẩm tông môn, trong tình huống bình thường từng cái tông môn đều có mạng lưới tình báo của mình, này xích viêm tông đương nhiên cũng không ngoại lệ rồi diệp thần phong dự định trong khoảng thời gian ngắn đi một chuyến âm minh tông hắn phải mau sớm đem lâm hân di cho cứu ra đương nhiên triệu lãnh phong là một lời đáp ứng bây giờ diệp thần phong nhưng là ân nhân cứu mạng của hắn thậm chí là toàn bộ xích viêm tông ân nhân cứu mạng chỉ cần là diệp thần phong nói ra sự tình hắn tuyệt đối sẽ nỗ lực đi làm được tại triệu lãnh phong rời khỏi phòng sau diệp thần phong đem màu trắng long cốt khiến lấy ra cả khối long cốt khiến cầm ở trong tay lạnh lẽo lạnh lẽo, hắn có thể đủ từ long cốt khiến bên trong rõ ràng cảm giác được từng tia từng tia long khí. Diệp Thần Phong nhắm hai mắt lại, hắn thử muốn cùng long cốt khiến bên trong long khí sản sinh cộng hưởng, do đó đến lĩnh ngộ được long áo nghĩa. Nhưng sau một hồi lâu, từng tia từng tia long khí tuy rằng một mực có thể cảm ứng được, thế nhưng Diệp Thần Phong căn bản không lĩnh ngộ được bất kỳ liên quan với long áo nghĩa lão hắc giang vận thiên mở miệng nói tiểu tử không phải nói qua với ngươi sao áo nghĩa cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ huống chi lòng áo nghĩa chính là là cực kỳ cao cấp áo nghĩa yếu tại cơ duyên nhất định dưới người mới có thể lĩnh ngộ nghe vậy diệp thần phong chỉ có thể đem long cốt khiến thả lại trong lồng ngực thiên kim chuột chính nhàn nhã nằm nhoài tại trên bả vai của hắn tại xích viêm tông bên trong tổng cộng có hai viên long cốt lệnh bây giờ được Diệp Thần Phong chiếm đi một cái tiến vào Long Nguyên bí cảnh danh ngạch. Diệp Thần Phong nghe Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An nói. Một cái khác có thể tiến vào Long Nguyên bí cảnh chính là Sích Viêm Tông thủ tịch đại đệ tử. Cũng chính là Sích Viêm Tông 10 tên đệ tử hạch tâm trong, thực lực đệ nhất người. Sích Viêm Tông tên kia thủ tịch đại đệ tử, bây giờ thật giống ở bên ngoài rèn luyện. Lần sau, căn cứ Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An từng nói, Long Nguyên Bí cảnh còn có 3 tháng liền muốn mở ra. Diệp Thần Phong trong lòng chân chính dự định là, tại Long Nguyên Bí cảnh mở ra trước đó, hắn thật sự yếu đi một chuyến Âm Minh tông rồi. Diệp Thần Phong cùng trên ngón tay Hỗn Độn Nhẫn lấy được một tia liên hệ. Trong đầu ý thức hơi động, Diệp Thần Phong trong nháy mắt biến mất ở trong phòng, đợi được xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã đi tới Hỗn Độn Nhẫn bên trong tiểu thế giới rồi. Theo Diệp thần phong thực lực đột phá đến thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, tiểu thế giới này lại đi bốn phương tám hướng kéo dài ra hơn 500 mét. Bây giờ tại tiểu thế giới này mặt đông đứng lặng một tòa không lớn không nhỏ trang viên. Ban đầu ở Diệp Thần Phong rời đi Dược Vương Thành tới rồi xích viêm tông thời điểm. Diệp Thần Phong đi ngang qua một chỗ thành trấn thời điểm, hắn trực tiếp mua một tòa trang viên, sau đó, đem cái kia căn trang viên thần không biết quỷ không hay chuyển vào hỗn độn trong nhẫn dù sao hạ tử ninh tại hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới cũng phải có một cái nơi ở mà tại trong trang viên này diệp thần phong đặc ý thu dọn ra một cái cực kỳ rộng rãi căn phòng hắn đem nguyên bản trong chữ vật giới chỉ đồ vật toàn bộ để vào bên trong căn phòng gian này cho dù diệp thần phong tại hỗn độn nhẫn tiểu thế giới bên ngoài hắn đồng dạng có thể rõ ràng cảm giác được bên trong tiểu thế giới bất kỳ nơi nào cho nên từ hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới lấy ra đồ vật này cùng từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra đồ vật không có quá lớn khác biệt. Dù sao Diệp Thần Phong dung hợp hỗn độn nhẫn, hắn bây giờ chính là tiểu thế giới này chúa tể người. Làm Diệp Thần Phong tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới lúc. Hạ tử ninh tại trang viên trước phân ra một khối xanh hóa, ở nơi đó gieo trồng thượng một chút hoa hoa thảo thảo. Nguyên bản đang tại cho hoa hoa thảo thảo tưới nước hạ tử ninh, người phảng phất cảm giác được cái gì. Khi nàng ngẩng đầu lên thời điểm, người liền nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Diệp Thần Phong. Thế là, Hạ Tử Ninh trên mặt lập tức tràn trề lên nụ cười, người hướng về Diệp Thần Phong chạy vội tới, thân thể trực tiếp nhào vào Diệp Thần Phong trong lồng ngực. Diệp Thần Phong ôn nhu ôm Hạ Tử Ninh, hỏi hắn, "Tử Ninh, một mình ngươi ở nơi này phải hay không rất cô đơn?" Hạ Tử Ninh lắc lắc đầu, nói ra, "Bất cô đơn, tiểu thế giới này là thần phong ngươi tùy thân mang theo, cho nên ta cùng thần phong ngươi mỗi ngày đều cùng nhau." diệp thần phong mềm nhẹ vuốt một chút hạ tử ninh béo mập mũi cười mắng gái ngốc mà nguyên bản nằm nhoài tại diệp thần phong trên bả vai thiên kim chuột tại đi tới tiểu thế giới này sau thiên kim chuột liền nhảy tới trên mặt đất bởi vì hạ tử ninh đột nhiên đánh tới diệp thần phong cũng không có quá để ý rồi tại diệp thần phong cùng hạ tử ninh ôn tồn một phen sau diệp thần phong này mới nhớ tới thiên kim chuột hắn phát hiện thiên kim chuột căn bản không tại bên chân của hắn rồi tiểu thế giới này đều tại diệp thần phong phạm vi cảm ứng bên trong, hắn lập tức cảm ứng được thiên kim chuột vị trí, trong miệng hắn khó chịu tự nói, hố này hàng, nó đang làm gì. Diệp thần phong để hạ tử ninh đứng tại chỗ, mà thân ảnh của hắn nhưng là trong nháy mắt biến mất rồi. Các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, Diệp Thần Phong đã đi tới này mảnh trăm ngàn năm linh trúc liều mạng. Chỉ thấy thiên kim chuột thuần thục leo lên trăm ngàn năm linh trúc, một cái liền nuốt lấy một mảnh trăm ngàn năm linh trúc diệp, nhìn dáng dấp con này thiên kim chuột đã nuốt lấy ba mảnh tả hữu linh trúc diệp rồi. Con này thiên kim chuột quả thực là đang tìm cái chết, nó không biết những này linh trúc lá cây linh khí có cỡ nào nồng nặc sao. Lần sau diệp thần phong cũng là một trận đau lòng, diệp thần phong lập tức đem thiên kim chuột từ gậy trúc thượng kéo ở xuống. Thiên kim chuột bốn cái móng vuốt không ngừng cua múa, thật giống tại biểu đạt nó đối diệp thần phong bất mãn. Diệp Thần Phong tiện tay đem Thiên Kim chuột đặt ở trên mặt đất. Có thể là linh trúc diệp linh khí phát huy hiệu quả, cái kia nguyên bản đối Diệp Thần Phong cực kỳ bất mãn Thiên Kim chuột, nó dĩ nhiên yên tĩnh lại. Sát theo đó, từ nơi này chỉ Thiên Kim chuột trong cổ họng phát ra thanh âm thống khổ, con này Thiên Kim chuột thân thể cũng đang không ngừng phồng lớn. Chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian, con này Thiên Kim chuột hình thể liền tăng dường như bóng cao su một kích cỡ tương đương rồi thân thể của nó phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung bình thường. Diệp Thần Phong cũng không biết nên làm sao trợ giúp con này thiên kim chuột. Mắt thấy thiên kim chuột thân thể yếu nổ tung rồi, rồi, hôm nay kim thử đột nhiên đánh một ở no nê, sau đó, thân thể của nó dĩ nhiên đang chậm rãi trở về hình dáng ban đầu rồi, hơn nữa con này thiên kim chuột tại sản sinh một loại tiến hóa. Nguyên bản con này thiên kim chuột chỉ có da lông hiện ra màu vàng mà bây giờ nó bốn cái móng vuốt cùng đuôi đều đang chậm rãi biến thành màu vàng rồi không bao lâu thời gian móng vuốt cùng đuôi toàn bộ biến thành màu vàng thiên kim chuột nó hoàn toàn khôi phục được thì ra là hình thể bất quá con này sinh ra một chút sau khi biến hóa thiên kim chuột nó không còn dám đối trăm ngàn năm linh trúc diệp hạ thủ con này thiên kim chuột không có để ý diệp thần phong ý tứ tại diệp thần phong ngạc nhiên thời gian nó lại hướng về trang viên chạy đi rồi con này thiên kim chuột nhưng là một hơi nuốt ba mảnh tả hữu linh trúc diệp quay đầu lại dĩ nhiên đánh rắm đều không có lần trước diệp thần phong mới nuốt một mảnh linh trúc diệp thượng một cái sừng nhỏ này suýt chút nữa liền để thân thể của hắn nổ tung rồi diệp thần phong nhìn xem chạy thuộc mạng thiên kim chuột hắn cười nói hố này hàng ở nơi này nó cho rằng có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao ồ không lâu sau đó diệp thần phong trong miệng lại phát ra một đạo thanh âm kinh ngạc hắn cảm giác được thiên kim chuột tiến vào trang viên sau trực tiếp đi hướng diệp thần phong chất đống trong nhẫn chứa đổ đồ vật căn phòng nơi đó nhưng là chất đống các loại từ huyết hồn tộc bảo khố cướp đoạt tới thiên tài địa bảo hôm nay kim thử thế nào giống như biết nơi đó có thứ tốt là một đường không do dự liền xông vào chỗ kia gian phòng diệp thần phong cũng không làm được để hố này hàng lại hãm hại diệp thần phong trong đầu ý thức hơi động thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại chất đống thiên tài địa bảo căn phòng, hắn trực tiếp đem thiên kim chuột nắm ở trong tay. Thiên kim chuột trong miệng bất mãn phát ra chít chít. Thanh âm, mà lão bạch ngô phong dỗi rảnh thanh âm cũng vang lên, tiểu gia hỏa, bên trong tiểu thế giới này cũng không có trăng tròn nguyệt quang. Theo lý tới nói, thiên kim chuột khứu giác cùng năng lực cảm ứng đều phải từng bước biến mất rồi. Con này thiên kim chuột không bình thường a hát nguyên bản trong cơ thể nó chỉ có một tia viễn cổ thiên kim chuột huyết mạch, cho nên tại trăng tròn thời điểm, khứu giác của nó cùng cảm ứng mới sẽ tăng lên gấp đôi. Mà vừa nãy nó tại nuốt vài mảnh linh trúc diệp sau, thật giống kích phát rồi nó huyết mạch trong cơ thể. Hiện tại cũng không yêu cầu trăng tròn nguyệt quang, nó khắp mọi mặt năng lực là có thể duy trì tại trăng tròn trạng thái. Bởi vì hạ tử ninh không thích buổi tối, đặc biệt là là một người tại bên trong tiểu thế giới này thời điểm. Cho nên nàng để Diệp Thần Phong làm cho bên trong tiểu thế giới này chỉ có ban ngày. Dù sao tiểu thế giới này là Diệp Thần Phong định đoạt. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh tại dừng lại một lúc sau, hắn tiếp tục nói, "Tiểu gia hỏa, lúc này ngươi đã kiếm được, con này thiên kim chuột tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa thành viễn cổ thiên kim chuột, thế nhưng chỉ cần nó có thể duy trì tại lúc đầy tháng đợi trạng thái." Như vậy khứ giác của nó cùng với linh khí cảm ứng, chuyện này quả thật là trời xanh tầm bảo lợi khí lần này ngươi không phải là muốn đi vào Long Nguyên bí cảnh sao? Có con này thiên kim chuột sau, ngươi chỉ cần khiến nó giúp ngươi thăm dò Long Nguyên bí cảnh, Long Nguyên trong bí cảnh phần lớn chỗ tốt đều sẽ tiến vào túi áo của ngươi. Nghe lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh vừa nói như thế, này được kích phát rồi huyết mạch thiên kim chuột, ngược lại là tầm bảo chuẩn bị vật phẩm rồi. Diệp thần phong nhìn xem không ngừng cua múa móng vuốt thiên kim chuột, hắn cười nói tiểu kim, về sau đây chính là của ngươi tên, Ngươi muốn ăn đồ ăn có thể, bất quá, chúng ta nhất định muốn làm cái giao dịch, về sau ngươi chính là ta tầm bảo thử tiểu kim rồi. Thiên kim chuột thật giống có thể cảm giác được Diệp Thần Phong ý đồ bất lương, nó bốn cái móng vuốt vung vẩy càng thêm lợi hại rồi. Nhưng được Diệp Thần Phong sách ở trong tay, con này thiên kim chuột căn bản chỉ có thể làm càn làm bậy. Chương 1577, ma sát hóa long dịch tại Diệp Thần Phong đem kích phát rồi huyết mạch thiên kim chuột đặt tên là tầm bảo thử tiểu kim thời điểm. LT, hỗn độn nhẫn tiểu thế giới bên ngoài sắc trời đang chậm chậm phát sáng lên. Địa huyền giới, âm minh tông, một cái cực kỳ âm trầm dưới đất bên trong thạch thất. Ở thạch thất chính giữa giữa, nơi đó để một cái màu đen vại nước. Xét hết sắc sắc màu đen vại nước dùng mắt thường đến xem, căn bản xem không ra bất kỳ chỗ đặc thù, nhưng nếu như ngươi đi cẩn thận cảm ứng lời nói, như vậy ngươi liền có thể cảm giác được, rét ết sắc sắc màu đen vại nước chất liệu cực kỳ không bình thường, từ đó không ngừng tỏa ra âm u hung khí. Tại thùng nước kia bên trong phải không ngừng sôi trào một loại chất lỏng màu đen. Một tên ăn mặc hoa phục đàn ông trung niên đứng ở trước thùng gỗ, trên ngón tay của hắn chữ vật giới chỉ không ngừng lóe lên, trong tay hắn lần lượt xuất hiện tất cả loại dược thảo cùng linh thảo, hắn đem những dược thảo này cùng linh thảo cực kỳ có trình tự để vào vại nước bên trong. Bất quá, những dược thảo này cùng linh thảo bên trong cũng đồng dạng ẩn chứa âm u sát khí, những dược thảo này cùng linh thảo bình thường là dùng để luyện chế độc dược. Ở tên này hoa phục đàn ông trung niên bên cạnh đứng đấy một tên vẻ mặt cao ngạo thanh niên, hắn ó diễm cùng đàn ông trung niên có mấy phần tương tự. Mà tại đàn ông trung niên cùng thanh niên phía sau, âm minh tông trưởng lão Tống Xuân mi cùng đệ tử của nàng Giang Mạc Thiên, bọn hắn thầy trò mang trên mặt vẻ cung kính này Tống Xuân Mi chính là Hải Thần Điện Thái Thượng Trưởng Lão Tống Hải Vân con gái rơi. Tại Hải Thần Điện tổng cộng có hai tên Thái Thượng Trưởng Lão, hơn nữa Hải Thần Điện có quy định, mỗi một làm tông chủ chỉ có thể làm 200 năm, mắt thấy một cái làm tông chủ yếu thoái vị rồi. Hải Thần Điện vị trí tông chủ đương nhiên là khiến người ta thèm nhỏ dãi được rồi. Hải Thần Điện hai vị Thái Thượng Trưởng Lão đều có thuộc về mình một mạch, bọn hắn đương nhiên là hy vọng của mình hậu bối lên làm tông chủ được rồi. Lúc trước Tống Hải Vân một mực tại muốn ban pháp để con trai của hắn lên làm tông chủ. Sau đó hắn biết được chính mình có một cái con gái rơi, hơn nữa con gái rơi Đồ Đệ Giang Mạc Thiên Phi thường có có thể trở thành Âm Minh Tông thánh tử, một khi trở thành thánh tử, tương lai nhất định sẽ ngồi trên vị trí tông chủ, cho nên Tống Hải Vân mới tìm được Tống Xuân Mi, này Âm Minh Tông đối với Tống Hải Vân tới nói cũng là nhất cổ không kém trợ lực. Lúc trước Tống Hải Vân mang theo Tống Xuân Nghi cùng Giang Mạc Kiên đi hướng Lạc Nhật đảo. Bọn hắn tại Lạc Nhật đảo thượng gặp Diệp Thần Phong, đang phát sinh một loạt biến cố sau đó cuối cùng tại Lạc Nhật đảo thượng, Tống Hải Vân bị buộc thi triển ra Tịch Diệt Thiên Địa, hắn nỗ lực muốn cùng Diệp Thần Phong đám người đồng quy vô tận. Này Tịch Diệt Thiên Địa chính là lấy tuổi thọ để đánh đổi bí thuật, có thể che trời đất phong, bất quá, Diệp Thần Phong trong cơ thể có ngày khoảng không trái tim, bên trong đan điền có đại địa huyết dịch lúc đó bầu trời trái tim cùng đại địa huyết dịch đồng thời vận chuyển phá tan rồi tống hải vân tịch diệt thiên địa cuối cùng làm cho tống hải vân không cam lòng đã chết đi mà giang mạc thiên lúc đó cũng bị diệp thần phong đánh nát trái tim hầu như không có bất kỳ sống tiếp khả năng thế nhưng tại lạc nhật đảo thượng tống xuân my cuối cùng mang theo giang mạc thiên trốn về hải thần điện trên thuyền lớn đồng thời để giang mạc thiên ngâm tuyệt mệnh trì tại tuyệt mệnh trong ao Giang Mạc Thiên thương thế không chỉ hui phụ rồi, hơn nữa còn kích phát rồi hắn trời sinh sát thể, thực lực cũng đột phá đến thần niệm cảnh tứ trọng thiên trung kỳ. Sau, Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên trăm phương ngàn kế tìm tới con trai của Tống Hải Vân Tống Long Thiên. Tống Xuân Mi đối Tống Long Thiên biểu lộ thân phận của mình, đồng thời đem Lạc Nhật Đảo thượng sự tình đại khái nói với Tống Long Thiên một phen. Phụ thân của Tống Long Thiên Tống Hải Vân chết rồi, điều này đại biểu Tống Long Thiên có thể trở thành hải thần điện tông chủ tỷ lệ cực kỳ ít ỏi. Giờ khắc này, âm minh tông chỗ này dưới đất bên trong thạch thất, đứng ở màu đen trước thùng gỗ hoa phục đàn ông trung niên, hắn chính là con trai của Tống Hải Vân Tống Long Thiên rồi. Này Tống Long Thiên cùng Tống Xuân Mi cũng coi như là cùng cha khác mẹ huynh muội rồi, Tống Xuân Mi nhìn qua so sánh giả rồi. Nhưng Tống Long Thiên nhìn qua so sánh tuổi trẻ, kỳ thực, Tống Long Thiên tuổi tác muốn so Tống Xuân Mi lớn hơn rất nhiều. Chỉ vì Tống Long Thiên thực lực cường hãn, hắn khuôn mặt giả yếu tốc độ cũng sẽ hạ thấp. Phải biết này Tống Long Thiên có luân hồi cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ thực lực, mà Tống Xuân Mi mới tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực. Mà đứng tại Tống Long Thiên bên cạnh thanh niên, hắn chính là con trai của Tống Long Thiên Tống Bằng, thực lực tại tạo hóa cảnh nhị trọng thiên trung kỳ. Tống Long Thiên khi biết Lạc Nhật Đảo thượng chuyện đã xảy ra sau, hắn đối hải thần điện một gã khác thái thượng trưởng lão nói rõ hắn cuối cùng cam nguyện lui ra hải thần điện tông chủ chi tranh sau đó tống long thiên mang theo con trai của chính mình đi tới âm minh tông kỳ thực tống long thiên cũng không hề từ bỏ hải thần điện vị trí tông chủ nhưng hắn xuất hiện tại không có năng lực đi tranh cướp hắn muốn mượn âm minh tông khối này ván cầu hắn phải không ngừng đem âm minh tông mở rộng tương lai tự tay đem hải thần điện vị trí tông chủ đoạt lại qua một tháng nữa ù thì Âm Minh tông thánh tử chi tranh. Tống Long Thiên đầu tiên muốn để Giang Mạc Thiên lên làm Âm Minh tông thánh tử, như vậy Âm Minh tông liền tiến một bước trưởng khống ở trong tay của hắn rồi. Lần sau, Giang Mạc Thiên chính là trời sinh sát thể, theo Tống Long Thiên Giang Mạc Thiên đáng giá hắn bồi dưỡng, tương lai hay là có thể trở thành hắn du ô dụng cánh tay. Lúc này, Giang Mạc Thiên thực lực so với lúc trước ngâm tuyệt mệnh chỉ sau thực lực lại có một ít tăng lên hắn thực lực hôm nay tại thần niệm cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ mà màu đen trong thùng gỗ tống long thiên đang tại điều chế ma sát hóa long dịch này ma sát hóa long dịch yêu cầu hơn vạn loại cực sát đồ vật chỉ có là trời sinh sát thể người mới có thể ngâm loại này chất lỏng một khi ngâm loại này trong chất lỏng trời sinh sát thể thể chất sẽ bị kích phát càng thêm triệt để đồng thời ngâm người thực lực cũng sẽ có tăng lên trên diện rộng về phần không phải trời sinh sát thể người ngâm loại này chất lỏng như vậy đem trực tiếp hóa thành một vũng máu. Này thu thập ma sát hóa long dịch nhưng là bỏ ra tống long thiên thật lớn một phen công phu đây. Tống Long Thiên đem hơn vạn loại cực sát đồ vật toàn bộ để vào trong thùng gỗ sau, hắn xoay người nhìn Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên, nói ra, khiến những này cực sát đồ vật tại trong thùng gỗ ngâm một ngày, một ngày qua đi, ma sát hóa long dịch liền sẽ tạo thành Tống Long Thiên nhìn chầm chầm Giang Mạc Thiên Chi Huyệt nói ra, tại ngâm ma sát hóa Long Dịch sau, thiên phú của ngươi đem tăng lên trên diện rộng, hy vọng ngươi nhớ kỹ là ai cho ngươi cơ hội trở thành cường giả. Giang Mạc Thiên gấp bận biểu cung kính nói, ta sẽ không quên tiền bối ân tình. Tống Long Thiên gật gật đầu, hắn đối với Giang Mạc Thiên trả lời vẫn tính thỏa mãn, hắn nói ra, lần này ta chu động thối lui ra khỏi hải thần điện tông chủ chi tranh, Hải thần điện một người khác Thái thượng trưởng lão đối với ta buông xuống cảnh giác, ta mời hắn đến quan sát lần này Âm Minh tông thánh tử chi tranh, đến lúc đó ta sẽ thật tốt giúp các ngươi Âm Minh tông tạo thế. Chỉ cần tại kế hoạch của ta phát xuống triển khai, Âm Minh tông muốn trở thành tứ phẩm tông môn, thậm chí là tam phẩm tông môn cũng là điều chắc chắn. Về phần phụ thân ta thù, ta cũng sớm muộn cũng sẽ báo. Lạc Nhật đảo, Vân Tiên tông ta sớm muộn cũng sẽ để hai cái này tông môn biến mất ở địa huyền giới. Tống Long Thiên vỗ vỗ giang mạc thiên vai, nói ra, người ngâm ma sát hóa long dịch sau, lại tăng thêm người tự thân trời sinh sát thể, đến lúc đó người gần như có thể cùng đẳng cấp vô địch rồi, lần này âm minh tông thánh tử vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tống Long Thiên dù sao không phải âm minh tông người, hắn cũng không thể quang minh tránh đại nhúng tay âm minh tông sự tình ma sát hóa long dịch yếu sau một ngày mới có thể chân chính hình thành. Kết quả là, Giang Mạc Thiên đám người tạm thời rời khỏi chỗ này dưới nền đất nhà đá. Giờ khắc này, âm minh tông trên luyện vũ trường, một tên ăn mặc màu trắng sợi tơ quần áo nữ nhân, nàng là gương mặt lạnh lẽo, ó diễm ngược lại là cực kỳ nghiêng nước nghiêng thành, người ở sân luyện võ thượng tu luyện một loại chiến kỹ. Nữ nhân này ù thị Lâm Hân Di rồi, lúc trước Lâm Hân gì bị bắt được âm minh tông đến, bởi vì nàng là trời sinh lạnh thể, chuyện này đã kinh động âm minh tông tông chủ, âm minh tông tông chủ phát hiện lâm hân di phi thường thích hợp tu luyện, tam tuyệt diệt tình, này tam tuyệt diệt tình chính là âm minh tông công pháp trí cao, trọn vẹn đã tới thiên cấp trung phẩm tầng thứ. Này tam tuyệt diệt tình đối với thể chất yêu cầu phi thường nghiêm khắc, bởi thể chất quan tư liền ngay cả âm minh tông tông chủ đều không thể tu luyện, bây giờ tại toàn bộ âm minh tông chỉ có lâm hân di có thể tu luyện tam tuyệt diệt tình này tam tuyệt diệt tình tu luyện sau đó nhất định muốn diệt thân tình, diệt ái tình cùng diệt tình bạn, phàm là tu luyện tam tuyệt diệt tình người, hắn tính cách sẽ trở nên càng ngày càng lạnh lẽo, thậm chí cuối cùng sẽ trở nên máu lạnh vô tình, giống như một cái máy giết người bình thường. Trên luyện vũ trường Lâm Hân Di, người cả người khí chất giống như một khối vạn năm không thay đổi hàn băng, trên người nàng mơ hồ tản ra hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thật khí thế, xem ra Lâm Hân Di thực lực tăng lên cực kỳ nhanh, này tam tuyệt diệt tình không hổ là thiên cấp trung phẩm công pháp. Phải biết Lâm Hân gì đi tới âm minh tông cũng không thời gian bao lâu đây. Trong thời gian ngắn như vậy, người là có thể đến hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, này đã phi thường bất khả tư nghị. chương 1578, đi một chuyến âm minh tông. Đùng, đùng, đùng. Một trận đột một tiếng vỗ tay tại âm minh tông trên luyện vũ trường vang lên. Giang Mạc Thiên sãi bước hướng về Lâm Hân Di đi tới, trong miệng hắn nói ra, Hân Di, người chẳng mấy chốc sẽ trở thành ta Giang Mạc Thiên nữ nhân. Trời sinh sát thể lại tên thiên sát thân thể, Giang Mạc Thiên mấy ngày này lật tung rồi hết thảy có thể tìm đọc cổ tịch, hắn rõ ràng hiểu được trời sinh sát thể tác dụng. Theo Giang Mạc Thiên chỉ cần hắn ngâm ma sát hóa long dịch, gần một bước đem trời sinh sát thể thể chất kích phát, như vậy hắn đem đến trèo lên đỉnh niết bàn cũng không là chuyện không thể nào, cho nên bây giờ Giang Mạc Thiên trong lòng là càng thêm tự tin rồi. Đang tu luyện chiến kỹ Lâm Hân Di, người đình chỉ động tác trong tay, trong mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm Giang Mạc Thiên, trên mặt là không hề che giấu chút nào sát cơ. Giang Mạc Thiên thấy thế, sắc mặt của hắn cũng trở nên âm trầm, hắn quát lên, Lâm Hân Di, người tốt nhất cho ta thức thời một ít, một tháng sau thánh tử chi tranh, ta Giang Mạc Thiên là nắm chắc rồi tại ta trở thành thánh tử sau đó tông chủ nhất định sẽ đem ngươi hứa gả cho ta, dù sao ngươi tu luyện tông môn công pháp trí cao tam tuyệt diệt tình, tông chủ sẽ không đem ngươi gả cho âm minh tông bên ngoài đệ tử. Nếu như ngươi lâm hân di nguyện ý ngoan ngoãn hầu hạ ta, đồng thời đem ta hầu hạ thoải mái, như vậy ta giang mạc thiên cũng sẽ thật tốt đối với ngươi. Sắc mặt như băng quật vậy lâm hân di, người trong con ngươi lửa giận cùng căm ghét hiện lên, thanh âm của nàng lạnh bỏ đi, giang mạc thiên, nếu như muốn trở thành nữ nhân của ngươi, như vậy ta lâm hân di tình nguyện chết. Nghe vậy, Giang Mạc Thiên trên mặt cũng hiện lên lửa giận, hắn quát lên, cho thể diện mà không cần nữ nhân, lẽ nào ngươi còn đang chờ hạ đẳng vị diện cái kia run dế sao? Như vậy ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, con kia run dế đã bị chết, con kia run dế tại ta Giang Mạc Thiên trước mặt căn bản liền cái trả là cái cóc khô gì. Tại Lạc Nhật Đảo Thượng thời điểm, diệp thần phong được bạc thân biển mãng cùng hải vương cự hạt kéo vào trong di tích đồng thời di tích lối vào đã phong bế chuyện này giang mạc thiên cũng nghe được dưới cái nhìn của hắn lần này diệp thần phong khẳng định không có còn sống khả năng giang mạc thiên ngoài miệng mặc dù nói diệp thần phong là một con run dế thế nhưng diệp thần phong như một cái gai nhọn hung hăng đâm vào trái tim của hắn bên trên lúc trước giang mạc thiên tại viễn cổ thần ma trong mộ địa gặp phải diệp thần phong hắn cuối cùng chỉ có chạy thục mạng phần sau đó tại lạc nhật đảo thượng gặp phải diệp thần phong hắn suýt chút nữa chết rồi diệp thần phong trong tay này một lần lại một lần cùng diệp thần phong đụng nhau ai là run dế căn bản là vừa xem hiểu ngay rồi này giang mạc thiên rõ ràng cho thấy tại lừa mình dối người bất quá tại giang mạc thiên trong lòng bây giờ hắn trời sinh sát thể được kích phát rồi đợi thêm hắn ngâm ma sát hóa long dịch sau cho dù diệp thần phong vẫn tính hắn cũng tuyệt đối sẽ không thua nữa cho Diệp Thần Phong rồi. Giang Mạc Thiên nhìn xem không tiếp tục nói nữa Lâm Hân Di, khóe miệng hắn hiện lên một vệt nụ cười, nói ra, Lâm Hân Di, đừng nói ta không có cho con kia run dế cơ hội, lần này âm minh tông thánh tử chi tranh có một cái phân đoạn. Những tông môn khác bên trong đệ tử hoặc là tán tu, có thể khiêu chiến được tuyển ra thánh tử, chỉ cần thực lực của bọn họ cùng thánh tử tương đồng hoặc là hơi thấp, như vậy bọn hắn liền đều có khiêu chiến tuyển ra thánh tử tư cách. Tin tức này cũng truyền ra ngoài, bình thường cái này phân đoạn chỉ là đi đi qua, dù sao đến quan sát thánh tử chọn lựa, đại thể đều là sẽ cho chúng ta âm minh tông mặt mũi. Bất quá, này ngược lại là con kia run dế một cơ hội, tại ta trở thành thánh tử thời điểm, chỉ cần hắn có thể đủ ở trước mắt bao người hạ chiến thắng ta, như vậy âm minh tông là có thể đáp ứng hắn một yêu cầu. Nhưng điều kiện tiên quyết là, con kia run dế nhất định phải trả phải sống. Lâm Hân Di, ngươi nên thanh tỉnh một chút rồi. Ta là trời sinh sát thể, ngươi là trời sinh lạnh thể. Ngươi nên làm ta Giang Mạc Thiên nữ người mới đúng. Nói xong, Giang Mạc Thiên liền rời đi luyện võ trường. Mà sắc mặt dường như kẽ băng nứt Lâm Hân Di. Tại Giang Mạc Thiên rời đi sau đó người trắng noãn hàm răng khẽ cắn môi. Bây giờ Lâm Hân Di tu luyện tam tuyệt diệt tình đã có một đoạn thời gian, người mặt đối với những người khác đều là lạnh dường như khối băng, tâm tình căn bản nhất không lên bất luận rung động gì đến. Lâm Hân di môi khẽ nhúc nhích, trong miệng thì thầm, thần phong, diệp thần phong, người thật đã chết rồi sao? Ta không tin, như vậy tại thánh tử chi tranh thời điểm, người sẽ xuất hiện sao? Lâm Hân di trên mặt lạnh lẽo dĩ nhiên tùng chuyển động, trong lòng cũng không tự chủ nổi lên một trận gợn sóng. Mỗi lần chỉ có nghĩ đến Diệp Thần Phong thời điểm, Lâm Hân Di lạnh lẽo mới sẽ hòa tan một ít. Nếu để cho âm minh tông tông chủ thấy cảnh này, khẳng định như vậy hội cực kỳ khiếp sợ, theo lý tới nói, tu luyện thời gian dài như vậy tam tuyệt diệt tình sau, Lâm Hân Di đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không tồn tại đặc thù tình cảm. Một ngày qua đi, âm minh tông chỗ kia dưới đất bên trong thạch thất, ma sát hóa long dịch hoàn toàn tạo thành. Hải thần điện nguyên thái thượng trưởng lão con trai của Tống Hải Vân Tống Long Thiên, cháu trai Tống Bằng, cùng với âm minh tông trưởng lão Tống Xuân Mi cùng đồ đệ của nàng Giang Mạc Thiên đều ở nơi này. Giờ khắc này, chỗ thạch thất này mỗi một sợi trong không khí đều tràn ngập hung khí rồi. Tống Long Thiên cảm thụ trong thùng gỗ nồng nặc đến mức tận cùng hung khí, hắn khá là hài lòng gật gật đầu, hắn đối với Giang Mạc Thiên, nói ra, bỏ đi quần áo tiến vào trong thùng gỗ đi. Tại người ngâm 5 năm sau 25 ngày, người liền có thể hoàn toàn hấp thu thùng nước kia bên trong hết thảy hung khí rồi. Giang Mạc Thiên đứng ở màu đen cạnh thùng gỗ, hắn nhìn xem trong thùng gỗ bốc lên ra bong bóng chất lỏng màu đen, phả vào mặt chính là từng trận hung khí, hắn trực tiếp đem quần áo trên người thoát khỏi, sau đó, hắn liền đi vào vải nước bên trong. Tại Giang Mạc Thiên thân thể ngâm tại chất lỏng màu đen chi về sau, trong đó hung khí nhất thời điên cuồng trào vào bên trong thân thể của hắn, hắn khuôn mặt lộ ra cực kỳ biểu tình dữ tợn. Màu đen hung khí đang không ngừng tràn vào giang mạc thiên bên trong thân thể sau đó trên người của hắn hết thảy ra thịt bao quát mặt của hắn, lúc này đều bị một tầng màu đen hung khí bao trùm lại rồi, cổ họng của hắn bên trong là không ngừng phát ra thống khổ âm thanh. Tại giang mạc thiên ngâm ma sát hóa long dịch thời điểm. Địa huyền giới, xích viêm tông bên trong, diệp thần phong tại hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới cùng với hạ tử ninh sau một ngày, hắn liền lại từ tiểu thế giới bên trong đi ra. Đương nhiên, Thiên Kim Chuột Tiểu Kim cũng bị Diệp Thần Phong mang ra ngoài, Diệp Thần Phong cũng không dám thanh hố này hàng ở lại bên trong tiểu thế giới. Thiên Kim Chuột Tiểu Kim tại Diệp Thần Phong trên người nhảy nhót lung tung, hố này hàng đối Diệp Thần Phong bên trong tiểu thế giới đồ vật nhớ mãi không quên, hố này hàng bây giờ là tâm cam tình nguyện kề cận Diệp Thần Phong rồi. Diệp Thần Phong không có đi để ý tới hố này hàng. Dù sao các loại sau 3 tháng tiến vào Long Nguyên bí cảnh, diệp thần phong chả phải dựa vào hố này hàng tầm bảo đây diệp thần phong lúc rời đi gian phòng sau hắn liền đi tới xích viêm tông đại điện giờ khắc này xích viêm tông lão tổ tằng quang viễn tiền vinh an cùng tông chủ triệu lãnh phong đều ở nơi này trước đó diệp thần phong để triệu lãnh phong tìm hiểu một cái gần nhất tin tức liên quan tới âm minh tông xích viêm tông phía ngoài tin tức rất nhanh sẽ đưa tin trở về rồi nhìn thấy diệp thần phong đi vào đại điện tằng quang viễn liền nói ra sư phụ, nghe nói người tại tìm hiểu âm minh tông tin tức, âm minh tông hiện nay sốt dẻo nhất sự tình chính là một tháng sau thánh tử chọn lựa rồi. Thánh tử chọn lựa, đi vào trong đại điện diệp thần phong, hắn ở trong lòng lầm bầm một câu sau đó hắn lại hỏi, các ngươi biết tình huống cặn kẽ sao? Tàng quang viễn hồi đáp, sư phụ, căn cứ truyền về tin tức, lần này âm minh tông có một cái gọi là giang mạc thiên người. Hắn rất có thể sẽ trở thành một lần thánh tử. Tàng Quang Viễn cũng không biết Diệp Thần Phong vì sao lại quan tâm âm minh tông sự tình. Hắn chỉ có thể thanh chính mình hiểu biết đến nói hết ra, hắn tiếp tục nói, sư phụ, nghe nói tại âm minh tông bên trong trả toát ra một cái thiên phú cực tốt nữ tử, người có thể tu luyện âm minh tông tam tuyệt diệt tình. Này tam tuyệt diệt tình chính là thiên cấp trung phẩm công pháp đây. Cho dù bốn cái nhất phẩm tông môn, công pháp của bọn hắn cũng cũng chỉ là thiên cấp hạ phẩm mà thôi, bất quá, muốn tu luyện tam tuyệt diệt tình đối thể chất vô cùng nghiêm khắc, bình thường không ai có thể tu luyện thành công, bằng không âm minh tông đã sớm chọc sát sinh tai họa rồi. Lần này âm minh tông gióng chống khua chiêng, cũng không biết bọn hắn đánh tính toán gì. Bất quá, sư phụ, ta còn nghe nói, lần này được tuyển ra thánh tử, hắn có thể đủ cưới tên kia tu luyện tam tuyệt diệt tình nữ tử làm vợ. Này thánh tử chọn lựa còn có một cái khiêu chiến phân đoạn, chỉ cần những tông môn khác đệ tử, hoặc là tán tu, thực lực và thánh tử tương đồng hoặc là hơi thấp, như vậy đều có thể đi khiêu chiến thánh tử. Nếu như chiến thắng thánh tử, như vậy có thể đối âm minh tông đưa ra một yêu cầu đến, thế nhưng, loại này phân đoạn bình thường đều là đi đi qua, không có ai sẽ đi chân chính khiêu chiến. Diệp thần phong đang nghe xong tàng quang viễn tự thuật sau, hắn biết tên kia thiên phú cực tốt nữ nhân chính là Lâm Hân Di rồi, hắn không nghĩ tới giang mạc thiên dĩ nhiên còn chưa chết. Lần này Diệp Thần Phong nhất định muốn đi âm minh tông rồi, hắn trong con người hiện lên cuồn cuộn sát ý, hắn lãnh đạm nói ta muốn đi một chuyến âm minh tông. chương 1579, Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan Tăng Quang Viễn, Tiền Vinh An cùng Triệu Lãnh Phong ba người này, bọn hắn cảm giác được Diệp Thần Phong cuồn cuộn sát ý sau, bọn hắn không khỏi hơi sững sờ. Tiền Vinh An liền vội vàng hỏi, sư phụ, ngươi và âm minh tông có cửu oán sao? Diệp thần phong đem sát ý thu liếm, gật đầu hồi đáp coi như thế đi. Tên kia có thể tu luyện tam tuyệt diệt tình nữ tử, người là bằng hữu của ta, ban đầu là được mạnh mẽ gia nhập âm minh tông, lần này ta phải đem nàng cứu ra. Xích viêm tông hai vị lão tổ tàng quang viễn cùng tiền vinh an, bọn hắn khi nghe đến diệp thần phong sau khi trả lời, bọn hắn không hề do dự nói ra, sư phụ, chúng ta cùng đi với ngươi. Lần này âm minh tông thánh tử tranh cướp, sau lưng mơ hồ có Hải Thần Điện cái bóng, này Hải Thần Điện là thứ thiệt nhị phẩm tông môn. Nguyên bản Hải Thần Điện là gần trong 100 năm có hy vọng nhất chen vào nhất phẩm tông môn. Này Hải Thần Điện chính là nhị phẩm trong tông môn hàng đầu tồn tại. Bất quá, Hải Thần Điện thái thượng trưởng lão Tống Hải Vân đã bị chết ở tại Lạc Nhật đảo thượng, bây giờ Hải Thần Điện chỉ còn dư lại một tên thái thượng trưởng lão rồi, chuyện này đối với Hải Thần Điện đã kích tương đối lớn có thể nói bây giờ hải thần điện thế lực lớn hàng, chen vào nhất phẩm tông môn hy vọng hoàn toàn tan vỡ. Con trai của Tống Hải Vân Tống Long Thiên mời một người khác thái thượng trưởng lão, hải thần điện một người khác thái thượng trưởng lão cũng đáp ứng đến quan sát âm minh tông thánh tử tranh đoạt. Dù sao Tống Long Thiên chủ động buông tha cho tranh cướp hải thần điện tông chủ, một người khác thái thượng trưởng lão hậu bối có thể thuận lợi ngồi trên một cái nhiệm vị trí tông chủ rồi, một người khác thái thượng trưởng lão đối tống Long Thiên Cách làm vẫn là tương đối hài lòng. Bất quá, tin tức này vẫn không có đối với ngoại giới công khai, cho nên xích viêm tông mạng lưới tin tức cũng không có thăm dò đến. Lần này âm minh tông thánh tử tranh đoạt sau lưng có hải thần điện cái bóng. Tàng Quang viễn cười nói, sư phụ, người yên tâm, này âm minh tông bất quá chỉ là một cái ngũ phẩm tông môn. Đến lúc đó thánh tử tranh cướp, khẳng định có rất nhiều tông môn đi quan sát, chỉ cần sư phụ ngươi chiến thắng tuyển ra thánh tử, sư phụ ngươi là có thể đối âm minh tông đưa ra một yêu cầu. Ta cũng không tin âm minh tông dám tại dưới con mắt mọi người đổi ý. Tàng quang viễn dừng lại một chút sau đó hắn tiếp tục nói, sư phụ, bằng không ta cùng tiền lão đầu trực tiếp giúp ngươi đi âm minh tông muốn người, như vậy cũng tiết kiệm phiền toái. Diệp thần phong lắc lắc đầu, lần này hắn nhất định muốn giết chết Giang Mạc Thiên rồi, này Giang Mạc Thiên không phải nhất định sẽ lên làm thánh tử sao? Tại Giang Mạc Thiên lên làm thánh tử vui vẻ nhất thời điểm, Diệp Thần Phong muốn tự tay nát tan mộng đẹp của hắn. Như vậy chẳng phải là càng càng sảng khoái. Lúc trước Diệp Thần Phong nhưng là được Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên đôi thầy trò này lần nữa khinh bỉ cùng diễu cợt, Diệp Thần Phong cũng phát thể muốn đem khẩu khí này gấp trăm lần, nghìn lần đòi lại. Lần này là thời điểm đi âm minh tông thu hồi một ít lợi tức, hay là Tống Xuân Mi chả không cách nào giết chết, thế nhưng tại Diệp Thần Phong trong mắt Giang Mạc Thiên nhất định phải chết rồi. Dù sao tại trên võ đài tranh đấu quyền cước không có mắt, cho dù Diệp Thần Phong giết Giang Mạc Thiên, hắn cũng có mười phần lý do. Lần sau, Diệp Thần Phong trong lòng cũng xác thực muốn cho Tàng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An cùng hắn đi một chuyến, vạn nhất âm minh tông dám làm suốt một ít không biết xấu hổ sự tình, như vậy Diệp Thần Phong cũng có trở mặt tư bản rồi. Hiện tại Diệp Thần Phong cũng không kịp thông báo hải tộc, lạc nhật đảo cùng vân tiên tông người, dù sao âm minh tông thánh tử tranh cướp một tháng sau liền đúng giờ bắt đầu. Diệp Thần Phong mở miệng nói ra, được, hai người các ngươi hãy theo ta cùng đi chứ. Từ xích viêm tông đi hướng âm minh tông phải cần bao nhiêu thời gian. Tiền Vinh An lập tức hồi đáp, sư phụ, xích viêm tông cùng âm minh tông khoảng cách không tính quá gần, tối thiểu yêu cầu 27 ngày đến 28 ngày khoảng chừng Bây giờ khoảng cách âm minh tông thánh tử tranh cướp chỉ còn dư lại 30 ngày thời gian rồi. Đây đối với Diệp Thần Phong tới nói xác thực thời gian cấp bách rồi. Một bên tông chủ triệu lãnh phong, hắn đối với Diệp Thần Phong. Nói ra, lão tổ, ta cũng bồi các người cùng đi chứ. Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, nói ra, lãnh phong, tâm ý của người ta hiểu được, bất quá, xích viêm tông yêu cầu ngươi lưu lại tỏa chấn. Nghe vậy, Triệu lãnh phong bất đắc dĩ thở dài, hắn biết Diệp Thần Phong nói không sai. Nguyên bản Diệp Thần Phong dự định lập tức tự xuất phát, nhưng này lúc lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, tiểu gia hỏa, người trước không nên gấp gáp, khoảng cách âm minh tông thánh tử tranh cướp còn có 30 ngày, trừ đi thời gian đi đường, người còn có một đến hai ngày tầm đó thời gian, tại trong hai ngày này, chúng ta tới giúp người tăng lên một ít thực lực đi. Ngươi không phải là tại hỏa diễm động quật dưới nền đất trong mật thất đạt được ba viên 50.000 năm hỏa nguyên quả đấy sao? Lúc trước ta cũng đã nói lửa này nguyên quả có thể luyện chế một loại tứ phẩm đan dược, loại kia tứ phẩm đan dược phi thường thích hợp bây giờ ngươi, có thể tại so sánh trong thời gian ngắn để thực lực của ngươi đạt được tăng lên trên diện rộng. Ngươi trước đem loại đan dược này luyện chế ra đến, ngươi lại đi hướng về âm minh tông đi. Dù sao nhiều một phần thực lực, đang đối mặt đột phát bất ngờ thời điểm, người cũng sẽ thêm một phần bảo mệnh cơ hội khi nghe đến lão bạch ngô phong dỗi rảnh lời nói sau diệp thần phong lập tức đối với tàng quang viễn đám người nói trước tiên chờ ta hai ngày ta muốn tại trong vòng hai ngày luyện chế ra một loại đan dược đến hai ngày sau mặc kệ kết quả làm sao chúng ta đúng giờ xuất phát diệp thần phong đang cùng tàng quang viễn đám người xác định hành trình sau đó hắn liền lập tức về tới trong phòng của mình Diệp thần phong đem thiên kim chuột tiểu kim ném vào một bên, hố này hàng phẳng phất có thể cảm giác được diệp thần phong tâm tình, nó dĩ nhiên không lại nháo đằng. Diệp thần phong đem hỏa long đỉnh từ hỗn độn trong nhẫn lấy ra ngoài. Đây chính là địa chi trung phẩm hỏa long đỉnh, căn cứ lão bạch cách nói, bởi chất liệu nguyên nhân, đất này bên trong phẩm hỏa long đỉnh có thể cùng vậy thượng phẩm địa chi đỉnh chống lại. Cả người màu đỏ hỏa long đỉnh vừa lấy ra, Gian phòng trong không khí nhất thời tràn đầy lửa nóng. Tại toàn bộ to lớn Hỏa Long đỉnh mặt ngoài khắc họa một điều này đầu trông rất sống động Hỏa Long. Thân là trung phẩm địa chi đỉnh, Hỏa Long đỉnh từ vẻ ngoài đến nội bộ đều là cực kỳ khảo cứu, lò thuốc phẩm bậc càng cao đối với luyện dược sư tới nói, tại chế thuốc thời điểm là có thể làm ít mà hiệu quả nhiều rồi. Diệp Thần phong tại đem Hỏa Long đỉnh lấy sau khi đi ra, hắn liền ở trong lòng hỏi, lão Bạch lần này chúng ta yếu luyện chế cái gì tứ phẩm đan dược. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh hồi đáp, tiểu gia hỏa, lần này chúng ta yếu luyện chế đoạt thiên tạo hóa đan. Mấy ngày trước xích viêm tông tông chủ triệu lãnh phong chúng rồi tôi lôi toi mạng tán, người luyện chế được tứ phẩm đỉnh cấp đan dược ba màu bách lôi đan, đồng thời chính thức khóa nhập tứ phẩm luyện dược sư hàng ngũ. Theo lý tới nói, người luyện chế còn lại tứ phẩm đan dược hầu như không có bất cứ vấn đề gì rồi. Lão Bạch Ngô phong chuyện phiếm phong đột nhiên nhất chuyển, tiếp tục nói: "Này Đoạt Thiên Tạo Hóa đan tuy rằng được phân chia tại tứ phẩm đan trong dược, thế nhưng loại này sức thuốc vượt xa khỏi tứ phẩm đan dược, nhưng vừa không có đến ngũ phẩm sức thuốc. Có thể nói này Đoạt Thiên Tạo Hóa đan chính là nửa bước ngũ phẩm đan dược, nếu như ngươi có thể luyện chế ra Đoạt Thiên Tạo Hóa đan, như vậy ngươi một cái chân coi như là khóa nhập ngũ phẩm luyện dược sư ngưỡng cửa, khoảng cách đến ngũ phẩm luyện dược sư chỉ có cách xa một bước rồi." Này Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan là một loại cực kỳ nghịch thiên đan dược, trên đất huyền giới căn bản không có loại đan phương này, coi như là tại ta cùng lão hắc thời đại kia, nắm giữ Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan đan phương người, ngoại trừ ta ra, cũng chỉ có sư phụ của ta rồi. Bất quá, sư phụ của ta hẳn là đã từ lâu không ở nhân thế, cho nên ở trên thế giới này chỉ còn dư lại ta một người nắm giữ loại đan phương này. Diệp Thần Phong hiện tại thời gian cấp bách, hắn không muốn làm chế nãi quá nhiều thời gian hắn nói ra, lão bạch, người tựu không thể thanh đoạt thiên tạo hóa đan một hơi giới thiệu xong sao. Khủ khủ, lão bạch ngô phong dối rảnh lúng túng ho khan hai tiếng, nói tiếp, này đoạt thiên tạo hóa đan là đặc biệt nhằm vào thần niệm cảnh tầng thứ người, chỉ cần thực lực đã tới thần niệm cảnh tam trọng thiên, như vậy đang uống đoạt thiên tạo hóa đan sau, tại vừa đến trong vòng hai tháng, người dùng thực lực có thể tăng lên trên diện rộng thậm chí có thể đem người dùng trực tiếp đẩy vào tạo hóa cảnh tầng thứ nếu như đoạt thiên tạo hóa đan một khi trên đất huyền giới ra đời e sợ đủ để trên đất huyền giới nhấc lên một trận chưa từng có gợn sóng dù sao tạo hóa cảnh bên dưới chỉ có thể xem như là tu sĩ cấp thấp đã tới tạo hóa cảnh mới có thể xem như là tu sĩ cấp cao còn có đến tạo hóa cảnh sau liền có thể bay trên trời rồi này thần niệm cảnh cùng tạo hóa cảnh trong lúc đó có một đạo to lớn khe rãnh hai cái này tầng thứ là một cái danh giới hiện tại ngươi nên rõ ràng đoạt thiên tạo hóa đan chỗ dùng chứ. Yếu luyện chế đoạt thiên tạo hóa đan trọng yếu nhất một trồng linh dược chính là hỏa nguyên quả rồi, về phần các linh dược khác, lúc trước ngươi vơ vét viễn cổ thần ma trong mộ địa huyết hồn tộc bảo khố, tại ngươi cướp đoạt linh dược trong, luyện chế đoạt thiên tạo hóa đan còn lại bốn chồng linh dược đều đã bao hàm. Trường 1580, Đan Thành, thực lực tăng vọt, hỏa nguyên quả, dương linh thảo, đỏ lô căn, cây mộc hương hoa cùng xà đảm quả. Này năm trồng linh dược chính là luyện chế đoạt thiên tạo hóa đan cần có rồi. Diệp thần phong có ba viên hỏa nguyên quả năm đều đã tới 50.000 năm chừng, mặt khác bốn trồng linh dược năm tối thiểu không thể thấp hơn 10.000 năm, dù sao niên đại càng dài linh dược, trong đó dược lực cũng càng mạnh. Nếu như mặt khác bốn trồng linh dược năm thấp hơn hỏa nguyên quả quá nhiều lời nói, như vậy đang luyện chế đoạt thiên tạo hóa đan thời điểm, năm trồng linh dược dược lực hội mất thăng bằng, cuối cùng đoạt thiên tạo hóa đan trăm phần trăm biết luyện chế thất bại. Bất quá, cũng may huyết hồn tộc trong bảo khố linh dược niên đại cũng không thấp, mặt khác bốn trồng linh dược năm cũng đều tại 10.000 năm trở lên. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh tỉ mỉ tại Diệp Thần Phong trong đầu, biểu diễn một lần luyện chế đoạt thiên tạo hóa đan phương pháp. Để cho Diệp Thần Phong thời gian không nhiều lắm, hắn còn muốn chạy đi âm minh tông đây. Nguyên bản Diệp Thần Phong vẫn có thể cẩn thận minh tưởng một đến hai thiên, chờ hắn có nắm chắc sau đó hắn lại chính thức luyện chế Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan, nhưng bây giờ hắn nhất định muốn lập tức động thủ luyện chế ra. Này Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan một khi luyện chế thành công, đến thần niệm cảnh tam trọng thiên người phục dụng sau đó đem trong nháy mắt thực lực đạt được một lần tăng trưởng. Đương nhiên trong chớp nhoáng này thực lực tăng trưởng, chả không cách nào hoàn toàn hấp thu đi Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan dược lực. Tại về sau vừa đến trong vòng 2 tháng, dược lực sẽ từ từ toàn bộ được người dùng hấp thu, cuối cùng một lần đem người dùng thực lực đẩy lên tạo hóa cảnh tầng thứ. Diệp Thần Phong tại trong đầu thôi diễn một lần luyện chế đoạt thiên tạo hóa đan quá trình. Sau đó, Diệp Thần Phong đem năm chồng linh dược toàn bộ lấy ra, bởi hỏa nguyên quả chỉ có 3 viên. Diệp Thần Phong chỉ có 3 lần cơ hội, một khi 3 lần toàn bộ thất bại, hắn sẽ không có dư thừa hỏa nguyên quả đến luyện chế đoạt thiên tạo hóa đan rồi. Tại Diệp Thần Phong lấy ra năm chồng linh dược thời điểm, một bên thiên kim chuột tiểu kim, trong con người của nó là thẳng nháng lửa. Bất quá, tiểu kim đang nhìn đến Diệp Thần Phong cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc sau, nó tuy rằng phi thường muốn nuốt những linh dược này. Nhưng hắn cũng biết bây giờ Diệp Thần Phong tuyệt đối là chọc không được. Cho nên, cuối cùng thiên kim chuột tiểu kim vẫn là an tĩnh nằm nhòi tại một bên. Diệp Thần Phong bàn tay phải một phen, một đóa ngọn lửa màu xanh sẫm nhất thời tuôn ra hiện ra. Tại thanh viêm xuất hiện sau đó Diệp Thần Phong ngón tay búng một cái, thanh viêm bay thẳng vào hỏa bên trong chiếc Long đỉnh. Năm trồng linh dược, dựa theo thứ tự trước sau để vào lò thuốc bên trong. Đây là Diệp Thần Phong lần thứ nhất dùng trung phẩm địa chi đỉnh luyện chế đan dược. Trong lúc này phẩm địa chi hỏa Long đỉnh, bất kể là ở bên trong hỏa diễm thiêu đốt vẫn là ở không khí lưu động bên trên, này đều có thể cho Diệp Thần Phong trợ giúp cực lớn, tuyệt đối không phải là người chi đỉnh có thể so sánh được. Diệp Thần Phong tinh thần cao độ tập trung, thần niệm thời khắc chú ý Hỏa Long đỉnh bên trong nhất cử nhất động. Này đoạt thiên tạo hóa đan luyện chế phương thức làm đặc thù, là đem năm trồng linh dược đồng thời luyện chế, cuối cùng lại dung hợp lại cùng nhau. Tập trung vào Hỏa Long đỉnh bên trong năm trồng linh dược, tại thanh viêm thiêu đốt dưới, này năm trồng linh dược đang nhanh chóng hòa tan vào. Diệp thần phong đem thanh viêm nhiệt độ điều khiển đã đến phi thường tế vi trình độ, đồng thời hắn trả cảm thụ bên trong dược đỉnh không khí mỗi một tia lưu động, hắn đem bên trong dược đỉnh tất cả mọi thứ đều trưởng khống ở trong tay mình. Lần trước Diệp thần phong luyện chế tứ phẩm đỉnh cấp đan dược ba màu bách lôi đan thời điểm, hắn sử dụng vẫn là trung phẩm nhân chi đỉnh, tại trung phẩm nhân chi trong đỉnh luyện chế đỉnh cấp tứ phẩm đan dược cuồng bạo không khí lưu động, căn bản vượt ra khỏi diệp thần phong trưởng khống. Thế nhưng, tại đã trải qua mấy lần sau khi thất bại, diệp thần phong vẫn là luyện chế được ba màu bách lôi đan. Bất quá, vị này màu đen trung phẩm nhân chi đỉnh cũng hoàn toàn hư hại. Bây giờ tại trung phẩm địa chi trong đỉnh chế thuốc, diệp thần phong ngược lại là cảm giác dễ dàng rất nhiều. Bên trong dược đỉnh không khí lưu động cùng hỏa diễm biến động, cơ bản đều sẽ sớm 2 giây đồng hồ truyền đạt đến Diệp Thần Phong trong đầu. Diệp Thần Phong thuần thục điều khiển thanh viêm. Hỏa long đỉnh bên trong năm loại hóa thành chất lỏng linh thảo đang nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Này nửa bước ngũ phẩm đan dược đoạt thiên tạo hóa đan mấu chốt nhất bước đi ở phía sau. Căn cứ lão bạch ngô phong dỗi rảnh chỗ biểu thị, đoạt thiên tạo hóa đan tại sắp hình thành thời điểm, bên trong dược đỉnh đem hình thành nhất cổ to lớn khí lưu. Tại này cỗ to lớn khí lưu hình thành sau, bên trong dược đỉnh hỏa diễm thiêu đốt cùng không khí lưu động đều sẽ trong nháy mắt được nhiễu loạn. Bình thường luyện chế đoạt thiên tạo hóa đan đều là tại cuối cùng cái này bước đi thượng thất bại. Năm trồng linh dược hóa thành chất lỏng không ngừng dung hợp. Rất nhanh, Hỏa Long đỉnh bên trong liền tạo thành ba viên thuốc hình dạng. Diệp Thần Phong biết mấu chốt nhất một khắc muốn tới rồi. Diệp Thần Phong không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình hắn cảm thụ hỏa long đỉnh bên trong hỏa diễm cùng không khí tại hỏa long đỉnh bên trong bay ra một tia nhàn nhạt đan hương vị lúc đột nhiên nhất cổ mạnh mẽ khí lưu tại hỏa long đỉnh bên trong sinh ra theo này cổ mạnh mẽ khí lưu sản sinh hỏa long đỉnh bên trong thanh viêm cùng không khí lập tức được nhiễu loạn ba viên chậm rãi tại thành hình đan dược cũng biến thành lảo đà lảo đảo lên phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung cũng may diệp thần phong đã làm xong chuẩn bị tâm tư đầy đủ lại tăng thêm trước đó lão bạch đem luyện chế đoạt thiên tạo hóa đan khiếu môn toàn bộ nói cho hắn biết bên trong thân thể của hắn linh khí cùng thần niệm lực lượng tuôn ra hắn cực lực hóa giải bên trong dược đỉnh khí lưu sung kích hóa giải một đạo lại sản sinh một đạo hỏa long đỉnh bên trong mạnh mẽ khí lưu không ngừng sản sinh diệp thần phong chỉ có thể không ngừng dùng linh khí cùng thần niệm lực lượng đi hóa giải phải biết chế thuốc quá trình yếu cực kỳ tỉ mỉ, cho nên Diệp Thần Phong hóa giải khí lưu sung kích thời điểm, hắn cũng là thận trọng, nhưng càng là cẩn thận, trong cơ thể hắn tiêu hao linh khí cùng thần niệm lực lượng liền càng nghiêm trọng hơn. Mới hóa giải tam đạo khí lưu sung kích, Diệp Thần Phong cái chán cùng trên gương mặt liền che kín mồ hôi hột rồi, nhưng trên mặt hắn biểu lộ cực kỳ kiên định, vừa đến không có quá nhiều linh dược cho hắn lãng phí, thứ hai hắn không có quá nhiều thời gian, hắn nhất định phải phải mau sớm đem đoạt thiên tạo hóa đan luyện chế ra đến. Diệp thần phong trong miệng thở hồn hền, này hóa giải bên trong dược đỉnh khí lưu sung kích quá hao tổn hao tổn tâm thần rồi. Mắt thấy diệp thần phong khống chế linh khí cùng thần niệm lực lượng càng ngày càng hữu tâm vô lực rồi, bên trong dược đỉnh không khí lưu động cùng hỏa diễm được nhiễu loạn càng ngày càng lợi hại. Diệp thần phong trong lòng buồn bã thầm nghĩ, xem ra yếu luyện chế đã thất bại. Nhưng mà, Tại Diệp Thần Phong hóa giải đạo thứ 5 khí lưu xung kích sau, bên trong dược đỉnh cũng không hề lại xuất hiện khí lưu đánh sâu vào. Ba viên thuốc càng phát ngưng thật. Chỉ chốc lát sau, bên trong dược đỉnh bay ra khỏi từng trận nồng nặc đan hương vị, Đoạt Thiên Tạo Hóa đan luyện chế thành công. Diệp Thần Phong vội vàng đem thanh viêm thu hồi đan điền. Chỉ thấy tại Hỏa Long đỉnh bên trong an tĩnh nằm ba viên màu tím đan dược. Tiểu Gia Hỏa, vận khí của người thật không tệ người dĩ nhiên một lần liền đã luyện thành đoạt thiên tạo hóa đan. Người tại chế thuốc thượng thiên phú ta đã không phản đối, này ba viên đoạt thiên tạo hóa đan phẩm tương tuy rằng không tốt lắm, thế nhưng cũng đầy đủ ngươi phục dụng. Nhớ kỹ, đoạt thiên tạo hóa đan chỉ cần dùng một viên là được rồi, dùng nhiều cũng không có quá lớn tác dụng. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh trong giọng nói mang theo ngạc nhiên, dù sao hắn và Lão Hắc đều đã quen Diệp Thần Phong yêu nghiệt rồi. Đầu đầy mồ hôi Diệp Thần Phong, hắn biết lần này có thể thành công luyện chế ra nửa bước ngũ phẩm đan dược, thứ nhất là bởi vì có lão Bạch Ngô Phong rỗi rảnh kinh nghiệm chỉ điểm, này làm cho Diệp Thần Phong thiếu đi rồi đường vòng, thứ hai tại trung phẩm địa chi hỏa bên trong chiếc long đỉnh luyện chế, điều này cũng làm cho Diệp Thần Phong dễ dàng không ít. Nếu như Diệp Thần Phong không có lão Bạch kinh nghiệm chỉ điểm, như vậy hắn muốn một lần luyện chế ra đoạt thiên tạo hóa đan, đây cơ hồ là không thể nào coi như là lại làm sao yêu nghiệt người cũng không được. Lần sau nếu như Diệp Thần Phong dùng là thượng phẩm nhân chi đỉnh, hoặc là hạ phẩm địa chi đỉnh lời nói, như vậy Diệp Thần Phong một lần luyện chế ra đoạt thiên tạo hóa đan khả năng cũng hầu như là số 0. Còn có Diệp Thần Phong chế thuốc thiên phú xác thực so người bình thường yêu nghiệt hơn nhiều. Này ba cái nhân tố gộp lại, này mới khiến cho Diệp Thần Phong một lần liền luyện, luyện chế được đoạt thiên tạo hóa đan, hắn cách đến ngũ phẩm luyện dược sư lại gần rồi một bước diệp thần phong lập tức cầm lên một viên màu tím đoạt thiên tạo hóa đan hắn đem màu tím đan dược để vào trong miệng tại đem đan dược nuốt vào bụng bên trong sau sức thuốc lập tức hóa ra lửa nóng năng lượng tại diệp thần phong trong cơ thể khuếch tán ngũ tạng lục phủ nhận được hỏa nhiệt năng lượng sau khi bị trùng kích diệp thần phong cái chán nhất thời nổi gân xanh dáng dấp cực kỳ thống khổ diệp thần phong vội vàng ở trong thân thể đem thần huyết quyết cùng ma thiên quyết luân phiên vận chuyển tại hai loại tuyệt thế công pháp luân phiên vận chuyển sau trong cơ thể lửa nóng có thể năng lượng đang nhanh chóng bị hấp thu hỏa nhiệt năng lượng rèn luyện diệp thần phong ngũ tạng lục phủ gân mạch cùng với xương cốt thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ bình cảnh rất nhanh sẽ buông lỏng rồi diệp thần phong trong cơ thể khí thế tấn mãnh kéo lên hắn lập tức khóa nhập thần niệm cảnh tứ trọng thiên trung kỳ nhưng mà diệp thần phong trong cơ thể khí thế kéo lên chả không có đình chỉ chỉ là thời gian mấy hơi thở tứ trọng thiên trung kỳ bình cảnh lại bị giải khai thực lực của hắn đột nhiên trào vào tứ trọng thiên hậu kỳ leo lên khí thế vẫn cứ không có đình chỉ được không ngừng hấp thu hỏa nhiệt năng lượng dường như mãnh liệt hồng thủy mãnh liệt trùng kích tứ trọng thiên hậu kỳ bình cảnh kết quả không nghi ngờ chút nào tứ trọng thiên hậu kỳ bình cảnh cũng bị giải khai diệp thần phong thuận lợi khóa nhập thần niệm cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ